Triệu Bân hít sâu một hơi, chậm rãi định thân. Diệu Ngữ đang ngồi bất động đột nhiên đứng bật dậy, gọi một tiếng tướng công rất dịu dàng. Khi cô ta nói lên hai chữ này thì nét mặt trông còn có chút nhu tình hữu ý. Phượng Vũ hầu như ngày nào cũng đến và cố gắng nói chuyện với Diệu Ngữ, nhưng đáng tiếc từ đầu đến cuối cũng không thấy biểu cảm của Diệu Ngữ có gì thay đổi, có thể nói chỉ khi ở trước mặt Triệu Bân thì cô ta mới đột nhiên có những biểu cảm giống con người. Phượng Vũ yên lặng lui ra ngoài. Trước khi xuống núi, cô ta còn ngoái đầu nhìn lại, thầm thở dài trong lòng. Phải nói rằng cuộc đời Triệu Bân quá bi thảm, cha chết, mẹ bị bắt, có hai nương tử thì một người đang ngủ say, người còn lại không còn linh hồn, ai cũng ở trong trạng thái xác sống, nhân sinh bi ai chắc cũng chỉ đến thế này mà thôi. Phải làm sao mới có thể cứu cô đây? Triệu Bân lẩm bẩm, bây giờ hắn thật sự không thể làm được gì. Cho đến nay hắn vẫn chưa tìm ra được lý do tại sao. Nếu như Tú Nhi có ở đây, Triệu Bân nhìn thoáng qua ý thức, nếu như Nguyệt Thần có ở đó thì chắc chắn sẽ có cách. Đơn giản thôi, lên giường với nhau là xong. Đáp án của Nguyệt Thần rất đơn giản dễ hiểu. Minh hôn vẫn chưa hoàn thành, vẫn còn một bước cuối cùng, động phòng. Sau khi động phòng thì khế ước bóng tối mới được lập xong, người cũng sẽ một lần nữa quay về dương gian. Đáng tiếc, Triệu Bân không thể nghe thấy những gì mà Nguyệt Thần nói. Ba ngày lặng lẽ trôi qua. Trong ba ngày nay, người của Ma Gia làm việc hết sức năng suất. Trong ba ngày nay, những người thợ mỏ cũng đã hòa nhập vào đại gia đình cho nên đương nhiên cũng không nhàn rỗi. Bọn họ tự biết không thể nhận không tài nguyên tu luyện của người ta cho nên rất hăng hái phân công nhau luyện khoáng thạch, vẽ bùa chú, lắp ráp xe nỏ. Khi rảnh rỗi thì tất cả đều tập trung vào việc tu luyện. Bầu không khí vẫn rất hòa hợp. Mấy ngày trước người của Ma Gia đã gây ra động tĩnh khá lớn. Cho nên mấy ngày nay bọn họ đều ở trong thành dưỡng sức, không có ai ra ngoài. Triệu Bân xuống núi, đi tới chỗ của Ma Tử. Hắn ta đang nằm yên lặng trên một chiếc giường đá như một pho tượng, chú ấn giữ ấn đường vẫn còn nguyên, nét mặt trông hết sức thống khổ, bởi vì bị bất diệt ma chú ảnh hưởng cho nên hắn ta cũng gặp phải ác mộng không ngừng. Ba trưởng lão đều đang ở đó, không ngừng phóng ra ma quang. Còn bao lâu nữa, Triệu Bân hỏi. Thánh tử tâm trí đủ kiên định, lâu nhất là một tháng, đại trưởng lão đáp. Vậy thì tốt, Triệu Bân thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như sắp tới nếu đụng phải Vương Dương thì bọn họ phải cẩn thận và đề phòng nhiều hơn. Bất diệt ma chú, thật con mợ nó quỷ dị. Thật lâu sau Triệu Bân mới xoay người rời đi. Hắn đi vào khu rừng nơi có cây đại thụ treo người, một lần nữa xách thánh tử thi tộc đi. Sau khi thi tổ xuất quan thì nhất định sẽ diệt cả nhà ngươi. Thánh tử thi tộc la hét và vùng vẫy dữ dội. Triệu Bân lười phản ứng, chỉ tát một cái đưa hắn ta vào mộng đẹp. Hắn tìm một đỉnh núi không có ai rồi đặt thánh tử thi tộc lên một chiếc giường đá, sau đó xuất ra thiên lôi bao phủ lấy toàn bộ cơ thể của hắn ta, dùng hết sức luyện thể hắn ta, nhất định phải luyện hóa ra bằng hết thái âm chân khí. Răng rắc, răng rắc. Trên đỉnh núi, tiếng sấm xé gió vang lên không dứt. Ngoài ra còn có tiếng rên rỉ của thánh tử thi tộc đang hết sức thống khổ vì bị lôi điện dày vò, chuyện này còn đau đớn hơn nỗi đau bị lăng trì. Cho dù hắn ta có ngất đi mấy lần thì trong cơn ngất cũng phải gặp ác mộng không thôi. Triệu công tử không chút thương tiếc, vẫn mạnh mẽ luyện thể hắn ta. Một làn gió thổi qua cuốn theo một làn hương nữ tính. Người vừa tới chính là Phượng Vũ, nhìn thấy Triệu Bân như vậy thì không khỏi hỏi, người đang luyện cái gì vậy? Thái âm chân khí, Triệu Bân cười đáp. Thái âm chân khí, Phượng Vũ nghi hoặc bước tới. Sau khi nhìn trộm cô ta mới tặc lưỡi không thôi. Quả đúng là thái âm chân khí. Cho nên mới nói, thánh tử thi tộc cũng là một bảo bối, từ thân thể của hắn ta có thể luyện ra thái âm chân khí, nó có thể xem là một loại hung khí, theo như Phượng Vũ phỏng đoán thì uy lực của nó chắc chắn không yếu hơn huyền hoàng khí, một khi đánh ra chắc chắn rất kinh người. Thiên Tông truyền ra tin tức, Trấn Ma Ti đang lùng sục khắp thiên hạ để bắt ngươi, sau khi tặc lưỡi thì Phượng Vũ lại nói. Đúng như ta dự đoán, Triệu Bân rất thản nhiên. Chuyện hắn kết liên minh với Ma Gia Vương Dương đã biết, với tính cách của hắn ta thì không mật báo về hoàng tộc mới là lạ, ở bên trong thiên tông cùng hoàng tộc có rất nhiều người muốn cơ ngân chết, khó lắm mới có được một lý do cho nên chắc chắn sẽ truy lùng hắn giáo giết. Chỉ có điều hắn đã sớm có đối sách. Phượng Vũ không nói thêm chuyện gì, ngay lập tức xoay người rời đi. Sau khi cô ta rời đi thì Vương Trác đã đi lên,
thương thế của hắn ta đã hoàn toàn khôi phục, ngày hôm nay hắn ta liên lục thổn thức đi dạo vòng quanh thành Thiên Thu, càng nhìn lại càng khiếp sợ, nơi này quả thật được phòng thủ rất kiên cố. Hắn ta đến nhanh mà đi cũng nhanh. Chủ yếu là bởi vì hắn ta không muốn quấy rầy Triệu Bân. Răng rắc, răng rắc. Tiếng lôi điện xé gió vang lên càng lúc càng mạnh. Còn dám ương ngạnh, trong lòng Triệu Bân thầm kinh ngạc. Luyện suốt một ngày cũng không thấy thái âm chân khí được thả ra. Tuy nhiên hắn cũng không vội, nếu như có thể luyện hóa một cách đơn giản thì cũng không phải là thái âm chân khí, càng khó luyện hóa thì càng có thể chứng minh được thái âm chân khí có uy lực mạnh mẽ. Trời không phụ người có lòng. Khi màn đêm buông xuống, thái âm chân khí mới có dấu hiệu bị luyện hóa. Hai mắt Triệu Bân sáng lên, hắn truyền thêm huyền hoàng khí và đại địa lực vào thiên lôi để luyện hóa thân thể của thánh tử thi tộc kịch liệt hơn nữa. Thánh tử thi tộc bị hai tầng lôi điện luyện thể đến mức kêu rên không ngừng, cảm giác đau đớn không khác gì bị rút xương rút gân, cũng không còn cách nào khác, ai bảo hắn ta lại đụng phải Triệu Bân làm gì. Bên trong thành Thiên Thu yên tĩnh nhưng bên ngoài thì rất ồn ào náo nhiệt. Trên bầu trời lúc này có rất nhiều người của Trấn Ma Ti mặc áo giáp vác đao đang bay lượn, bộc phát ra sát khí cuồn cuộn, dường như bọn họ đang tìm thứ gì đó. Bọn họ đang tìm thứ gì? Tất nhiên là tìm Triệu công tử. Trong các tòa thành cũng đều có dán lệnh truy nã. Trên tường của các tòa thành lúc này đã dán chi chít lệnh truy nã, trông rất thú vị. Lúc trước là lệnh truy nã Triệu Bân, hôm nay lại có thêm một lệnh truy nã Cơ Ngân khiến cho rất nhiều người vây xem đều cảm thấy kỳ quái. Đang yên đang lành sao tự nhiên hoàng tộc lại đi truy nã Cơ Ngân. Hắn chính là đệ tử đứng nhất tỷ thí Tân Tông đó. Chẳng lẽ hắn đã phạm phải một tội ác tày trời nên mới bị truy nã? Nghe nói, ngay cả hoàng ảnh vệ cùng phải ra quân. Chỗ nào có người tụ tập là chỗ đó có tiếng bàn tán, nhất là mấy quán trà và quán rượu đi tới đâu cũng có thể nghe thấy người ta đang nói về. Cơ Ngân. Bản thân hắn vốn đã rất nổi tiếng nhưng lệnh truy nã này lại càng khiến cho hắn trở nên nổi tiếng hơn nữa. Nhanh lên, nhanh lên. Trên đỉnh núi Triệu Bân không ngừng lầm bầm. Luyện thể thánh tử thi tộc hết 3 ngày, thái âm chân khí đang dần dần bị thiên lôi luyện hóa. Về phần lệnh truy nã, Triệu Bân không hề lo lắng. Vương Dương nghĩ muốn giết chết hắn bằng cách này, đạo hạnh đúng là vẫn còn quá kém. Cái tên đó thật bình tĩnh. Tam trưởng lão hít sâu một hơi, nhìn về phía ngọn núi. Chẳng có việc gì, cùng lắm là không ra ngoài nữa, lục trưởng lão thản nhiên nói. Lời này là sự thật. Thành Thiên Thu là một nơi tốt, Triệu Bân không ra khỏi thành thì cũng không ai có thể tìm ra hắn, mặc dù có tìm thấy hắn thì cũng không ai có thể vào đây được, thậm chí ngay cả Hồng Uyên cũng phải ở ngoài thành đợi, hắn có bị truy nã hay không cũng không quan trọng, bọn họ không ngại lại ra ngoài gây thêm động tĩnh lớn, chẳng hạn như. Bắt cóc tống tiền. Phá. Trong khi bọn họ đang nói chuyện thì từ trên đỉnh núi bỗng truyền đến một tiếng quát khẽ. Thái âm chân khí đã bị luyện hóa thành một luồng khí màu đen từ bên trong cơ thể của thánh tử thi tộc bay ra ngoài, Triệu Bân một tay bắt lấy nó, đặt ở trước mắt chăm chú xem xét, thái âm chân khí này lạnh như băng, mặc dù đã thành vật của hắn nhưng vẫn tỏa ra hàn ý mãnh liệt, nếu như người khác đụng phải nó thì hơn phân nửa sẽ bị đóng băng đến chết. Không tồi. Triệu Bân mỉm cười, đưa thái âm chân khí vào đan hải. Thái âm chân khí đã bị luyện hóa cho nên trở nên vô hại với hắn, nó dễ dàng chìm vào trong đan hải, bị chân nguyên của hắn chân áp khiến cho hàn khí biến mất, đan xen với huyền hoàng khí trong đan hải. Thử xem uy lực. Triệu Bân đứng yên, chắp hai ngón tay chỉ vào một tảng đá. Cùng lúc đó, hắn triệu hồi thái âm chân khí chảy vào giữa hai ngón tay bắn ra ngoài. Keng! Thái âm chân khí bắn ra ngoài, tự thành kiếm khí. Nhìn từ bên ngoài thì trông nó giống như một thanh kiếm đen tuyền đang đâm xuyên qua tảng đá. Ầm, ầm. Sau đó, Triệu Bân lại liên tiếp ra tay. Lần thứ hai, dùng thiên lôi. Lần thứ ba, dùng huyền hoàng khí. Ba lần ra tay của hắn khiến cho tảng đá lớn trước mặt bị chọc ra ba lỗ thủng, bất luận là lôi điện màu vàng. Huyền hoàng khí màu tím hay thái âm chân khí màu đen thì đều có lực xuyên thủng rất mạnh mẽ. Được lắm, Triệu Bân nhếch miệng cười. Uy lực của thái âm chân khí còn mạnh hơn so với hắn tưởng tượng. Hắn hết sức vui mừng, thánh tử thi tộc nằm trên giường đá thì lại hết sức thống khổ, khí thế giảm mạnh, khuôn mặt đau đớn đến vặn vẹo, thất khiếu chảy máu, bên trong cơ thể của hắn ta không còn thái âm chân khí cho nên tinh thần của hắn ta như cũng đã bị rút ra hết. Tuy nhiên,
hắn ta vẫn còn sống. Triệu công tử cảm thấy khá tiếc khi giết chết hắn ta, thân xác này vẫn còn có thể dùng để đòi tiền chuộc. Ôi! Đại trưởng lão đã lên đỉnh núi, liếc mắt nhìn liền thấy thái âm chân khí. Tam trưởng lão cũng lanh lẹ bay tới. Thái âm chân khí trong truyền thuyết quả nhiên không phải là chuyện đùa, tam trưởng lão kinh hãi nói, thổn thức không ngừng, hai bàn tay nắm chặt. Thái âm chân khí chính là một khối băng hàn ngàn năm có thể tùy ý xâm nhập vào khí lực của người khác. Hay là bán cho lão phu đi, nhị trưởng lão ngập ngừng hỏi. Phụt! Đáp lại lão ta, chỉ thấy Triệu Bân điên cuồng phun máu. Nhị trưởng lão giật giật khóe miệng. Không bán thì thôi, sao lại còn phun máu? Hự! Triệu Bân rên rỉ, trong mắt tràn đầy thống khổ. Chắc chắn là hắn đang rất đau đớn, thậm chí ngay cả tâm thần cũng bị hoảng hốt, lảo đảo đứng không vững, khuôn mặt vốn đang hồng nhuận của hắn ngay lập tức trắng bệch, đôi mắt lanh lợi cũng dại ra, khí huyết dồi dào trong nháy mắt xuống dốc không phanh. Thật đúng là, cơ duyên luôn luôn đi kèm với tai họa. Mà lần này tai họa đến với hắn còn đặc biệt mãnh liệt, không chỉ khiến cho tuổi thọ của hắn suy giảm mà còn khiến cho tinh thần của hắn suy giảm. Điều này thể hiện rõ ràng qua thần thái của hắn, dường như hắn đã sắp ngã quỵ rồi. Không đúng. Đại trưởng lão cau mày, nắm lấy cổ tay Triệu Bân. Hai trưởng lão còn lại thấy lạ cũng bước tới. Không có bệnh mà. Thật lâu sau mới nghe đại trưởng lão nói. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng vươn tay ra nắm lấy cổ tay Triệu Bân, nhưng sau mười mấy giây cũng bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể quét nhìn Triệu Bân từ trên xuống dưới. Cố gắng phán đoán xem đây là tình huống gì. Đúng vậy, đây là tình huống gì? Đây là chuyện mà Triệu Bân cũng muốn hỏi. Tai họa ập đến khiến cho hắn trở tay không kịp. Ta phải nghỉ ngơi một chút. Triệu Bân run rẩy ôm trán nói. Vừa nói xong thì hắn liền gục đầu xuống, tinh thần của hắn đã bị rút ra hết, nói ngất liền ngất, mặc dù đã ngất đi nhưng trên khuôn mặt nhỏ vẫn hiện lên sự thống khổ, hai hàng lông mày cau lại thật chặt. Quỷ gì? Đại trưởng lão nói xong liền đưa Triệu Bân đi. Triệu Bân ngủ một giấc tận 5 ngày. Trong khoảng thời gian này ba vị trưởng lão không ngừng lui tới xem xét, họ cũng đã đọc biết bao nhiêu bí quyển của ma gia nhưng cũng không tìm ra được manh mối gì. Trong căn phòng yên tĩnh, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng rên rỉ của Triệu Bân. Nhìn thần thái của hắn cũng đã trở nên thống khổ hơn không ít. Gương mặt quỷ ác niệm đã nhân cơ hội Triệu Bân ngủ say mà chạy ra gây rối. Ăn mòn tinh thần của Triệu Bân, thần thái của Triệu Bân bây giờ chính là thần thái của nó, bất luận nhìn thế nào cũng trông giống một ma đầu. Ngao hú! Tiểu Kỳ Lân gầm nhẹ, trong mắt hiện lên hung quang. Gương mặt quỷ ác niệm chậm rãi rút đi, đây chính là đạo lý vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ác niệm không sợ Triệu Bân nhưng lại rất sợ Kỳ Lân, nguồn năng lượng của thánh thú trong cơ thể cũng có thể khắc chế được tai họa, hơn nữa Tiểu Kỳ Lân cũng rất linh mẫn. Ngay khi gương mặt quỷ tác loạn thì nó liền biết nhảy ra hộ chủ. Đến ngày thứ 9 Triệu Bân mới tỉnh lại. Sau hơn 10 ngày ngủ say, hắn đã khôi phục lại. Nhưng căn bệnh quỷ dị của hắn cho đến nay vẫn không có ai tìm ra manh mối, ngay cả Hồng Uyên cũng không thể tìm ra thì đừng nói đến ba vị trưởng lão ở đây, sợ là chỉ có một mình Nguyệt Thần mới có thể cho hắn một đáp án xác thực. Tất nhiên là Nguyệt Thần biết. Đáng tiếc, cô ta không có thời gian để chiếu cố hắn. Hôm nay, hắn rời khỏi núi Bất Tử. Cũng trong hôm nay hắn đã bị Trấn Ma Ti bắt giữ. Hắn vừa tới cổng đế đô liền bị bắt, nói ra cũng thật trùng hợp, người bắt hắn chính là bạn cũ của hắn, Tử Đô. Tử Đô không chỉ là đệ tử Thiên Tông mà còn là một tiểu thống lĩnh của Trấn Ma Ti, vì muốn bắt Cơ Ngân, hắn ta đã trấn thủ ở đây mười mấy ngày, vốn nghĩ không có cơ hội gì nhưng không ngờ hôm nay Cơ Ngân lại tự chạy tới đây. Chạy đi, sao không chạy nữa? Tử Đô cười âm hiểm, trông hết sức đáng sợ. Sau nhiều ngày, Cơ Ngân cuối cùng cũng đã bị bắt. Triệu Bân không nói lời nào, chỉ liếc mắt nhìn Tử Đô, con mợ nó, con mắt nào của ngươi thấy ta đang muốn chạy vậy? Mang đi. Tử Đô cười phá lên, vô cùng sảng khoái. Triệu Bân không thèm để ý, nếu đã không ngoan ngoãn như thế thì lần sau sẽ bắt tiếp, không đưa ra 9.000 vạn thì ngươi đừng mơ được về nhà. Gặp ngươi lần nào là bắt lần đấy. Không cho ngươi nhớ đời thì mẹ kiếp, ngươi còn chưa biết sợ là gì. Ế, Cơ Ngân à. Đúng thật là Trấn Ma Ti đã bắt được hắn rồi. Lần này thì thảm rồi đây. Những người trên phố nhìn thấy Triệu Bân bị khóa chặt thì lập tức xôn xao. Nói thật, lâu lắm rồi không thấy hắn, giờ gặp lại thì hắn đã bị đeo xích,
vì hắn nhỏ con nên xích được dùng cũng là xích loại nhỏ, là do Tử Đô cố tình đúc riêng cho hắn, không ngờ lại dùng được thật. Đến nằm mơ hắn ta cũng muốn xử lý Triệu Bân, lần này thì hắn ta đã nắm được cơ hội rồi. Da mặt Triệu Bân dày nên không bị môi trường xung quanh ảnh hưởng. Đến cả việc bị bắt dâm hắn cũng đã từng trải thì chuyện này có đáng là gì? Có điều, mối hận này hắn đã ghi sổ đen rồi, hễ người nào khiến hắn khó chịu thì thường sẽ phải khó chịu hơn, chẳng hạn như Ngô Khởi, Mộ Dung, Tiết Chí, Ngao Diệt. Nếu như phải liệt kê ra hết thì ai nấy cũng đều là nhân tài, có ai mà chưa từng bị hắn xử lý đâu. Tốt nhất là trốn hết đi, đừng lộ mặt ra, nếu không thì sẽ bị hắn bắt cóc tống tiền ngay. Lần đầu tiên hắn đến đại lao của Trấn Ma Ti. Vì thân phận của hắn đặc biệt nên Trấn Ma Ti không dám sơ suất. Nói cách khác, Linh Lung và Dương Huyền Tông đã ra lệnh, chỉ được phép bắt sống, nếu như dám động đến hắn thì sẽ có người nổi giận, không chỉ có trưởng giáo của Thiên Tông và đệ tử của Hồng Nguyên, mà đến cả Hoàng Phi Vũ Linh cũng sẽ nhúng tay vào, dù có muốn trừng phạt thì cũng phải để bọn họ làm, trước khi chưa làm rõ, nếu ai dám động đến hắn thì sẽ tìm người đó tính sổ. Cơ Ngân, ngươi dám cấu kết với Ma Gia à? Buổi đêm ở đại sảnh của Trấn Ma Ti, tiếng hét giận dữ và rất hùng hồn. Đó là Tử Đô, hắn ta đã tự xem mình là huyện Thái Gia, ngồi chếm chệ trước bàn, đập thước gỗ thẩm án đột đột. Quan trọng là thần thái, phải nói là tràn đầy chính nghĩa, ai nhìn vào cũng cho rằng đó là một vị thanh quan công chính liêm minh. Hiếm khi được thẩm án một lần nên hắn ta rất thích thú với cảm giác đó, đến nằm mơ mà hắn ta cũng muốn bắt được Cơ Ngân, đến nằm mơ cũng muốn giết chết đối phương, bây giờ đã bắt được rồi thì sao không sướng cho được. Nếu như không phải bên trên căn dặn không cho dùng hình thì hắn ta đã đánh cho Cơ Ngân tàn phế từ lâu rồi. Bên dưới, Triệu Bân đeo xích, ngồi xếp bằng dưới đất, vô cùng bình thản. Hắn xem những lời Tử Đô nói như gió thoảng qua tai. Thẩm án hả, mẹ nó, người thẩm án cho đã đi, nếu ta mà hèn thì chữ Triệu sẽ được viết ngược. Thành thật sẽ được khoan hồng, ngoan cố sẽ bị nghiêm trị. Người thanh niên đứng bên cạnh Tử Đô hét lên. Triệu Bân không nói gì, chỉ liếc tên đó một cái. Chỉ với cái liếc mắt đó thôi mà đã khiến cho thanh niên đó phải khiếp sợ, sự khiếp sợ xuất phát từ tận trong linh hồn, hắn ta không dám lên tiếng nữa. Cảm giác bị Cơ Ngân nhìn cứ như bị thần chết theo dõi, buốt lạnh đến tận xương cốt. Ngoan ngoãn khai ra để tránh phải chịu nỗi đau về thể xác. Tử Đô cười nham hiểm, khuôn mặt đầy vẻ giễu cợt. Triệu Bân chẳng thèm mở miệng, chỉ liếc hắn ta một cái. Ánh mắt không có sát ý cũng không có vẻ gì hung dữ, chỉ thản nhiên như mặt nước không gợn sóng, nhưng ánh mắt thản nhiên đấy lại khiến Tử Đô đột nhiên như muốn xón ra quần. Soạt, bỗng dưng, có một bóng người bước vào. Đấy là Linh Lung, cô ta xuất hiện như một bóng ma, cảm giác như bước ra từ trong mộng. Sư tổ, Tử Đô vội vã đứng dậy và hành lễ. Linh Lung khẽ phất tay, ngụ ý rất rõ ràng Cơ Ngân ở lại, những người khác đều ra ngoài hết. Tử Đô hít một hơi thật sâu, không thể không nghe lời. Những người khác có mặt trong đại sảnh cũng lặng lẽ rời khỏi. Linh Lung liền nhập vai, ngồi vào bàn thẩm án giống như một quan huyện, cô ta điều tất cả mọi người đi khỏi, rõ ràng là muốn thẩm vấn riêng Cơ Ngân, nói cách khác là cô ta đang muốn nói chuyện riêng với Cơ Ngân. Có biết tại sao phải bắt ngươi không? Linh Lung không nói nhiều mà đi thẳng vào vấn đề chính. Cô ta vừa nói vừa lấy ra một cây kéo nhỏ. Vừa nhàn nhã cắt móng tay vừa chậm rãi hỏi, động tác đó rõ ràng là muốn ám chỉ nếu ngươi dám nói dối thì ta sẽ cắt cổ quý của ngươi ngay. Không biết, Triệu Bân không cúi đầu. Nghe nói ngươi có qua lại rất thân thiết với Ma Gia. Không cấu kết với Ma Gia thì sao lấy được tình báo cho sư tổ? Nói vậy thì ta còn phải ghi công cho ngươi nữa à? Linh Lung mỉm cười nhìn Triệu Bân. Thưởng mấy viên đan dược là được rồi, đệ tử không tham nhiều đâu. Triệu Bân phủi nhẹ bụi trên vai. Cơ Ngân, bớt nói lung tung đi, Linh Lung nghiêm túc nói, ngươi nên biết rằng, Tử Y Hầu đang tìm kiếm người Ma Gia khắp nơi, nếu ông ấy đích thân ra mặt thì sẽ không dễ nói chuyện đâu. Bạch Huyền Thạch, Kim Huyền Trung, Giang Hồng. Triệu Bân không phản ứng gì, chỉ lần lượt thốt ra những cái tên, tất cả đều là người của Thiên Tông, hắn đã chọn lọc kỹ lưỡng, tất cả đều là người được bên ngoài cài vào Thiên Tông, đã đến lúc phải thanh trừng rồi. Linh Lung chau mày, nói, ngươi có ý gì? Còn có thể có ý gì nữa, gián điệp đó, Triệu Bân nhún vai. Linh Lung nghe xong thì bất giác đứng dậy, đi xuống từng bước,
nhìn thẳng vào Triệu Bân. Mặc dù cô ta đã đoán ra được vài phần nhưng vẫn muốn xác nhận lại, cô ta biết trong nội bộ của Thiên Tông có rất nhiều gián điệp, những người khác thì không nói làm gì, nhưng Bạch Huyền Thạch cũng nằm trong số đó thì thật sự đáng sợ quá. Ông ta nằm trong bộ máy quản lý cấp cao, đến cả ông ta mà cũng là gián điệp thì sẽ kéo theo biết bao nhiêu là bí mật và mạng lưới tình báo nữa. Không được nói bừa đâu, Linh Lung bình thản nói. Phải hay không chỉ cần điều tra là biết thôi. Triệu Bân lấy ra một danh sách bí mật, những gì mà hắn nói ban nãy đều nằm bên trong đó, là thám tử của ai? Nằm vùng bao lâu rồi? Bao gồm cả cảnh giới tu vi và lai lịch, tất cả đều được ghi rất rõ. Linh Lung nhận lấy và dở ra xem. Thần thái của cô ta cũng giống như Triệu Bân hôm đó, không thể nào tin nổi. Cô ta tin tưởng Triệu Bân, chính vì tin tưởng nên mới kinh ngạc đến thế, đặc biệt ba chữ Bạch Huyền Thạch là khiến cô ta bất ngờ nhất. Một trưởng lão mà cũng là gián điệp thì còn tin được ai của Thiên Tông nữa. Đấy chỉ là một phần thôi, Triệu Bân chậm rãi nói. Linh Lung liếc mắt, nói, phần còn lại đâu? Sợi xích này làm tay chân đệ tử đều tê dại hết cả rồi, Triệu Bân chỉ cúi đầu giật dây xích. Linh Lung phất tay áo, mở xích cho hắn. Đệ tử chỉ biết có chừng đó thôi, Triệu Bân cười he he, vứt xích ra rồi nói tiếp, còn nữa, để có được tình báo. Ta đã phải tốn rất nhiều tiền, sư tổ phải hoàn lại cho ta đấy. Người ma gia không nói võ đức, rất hay dù dọa ta, khiến ta tối nào cũng gặp ác mộng, người cũng phải đền bù chi phí tổn hại tinh thần cho ta nữa đấy. Linh Lung nghe xong chỉ muốn bật cười. Cái tên nhóc này, mỗi lần nói đạo lý là có bài có vở hết. Soạt. Cơn gió thoảng qua, một bóng người đã vào trong. Đấy là Tử Y Hầu, thân pháp còn kỳ dị hơn cả Linh Lung. Mang theo khí thế cực mạnh, Linh Lung cũng là cảnh giới chuẩn thiên nhưng lại cảm thấy bị đè nén bội phần, càng không cần phải nói đến Triệu Bân, hắn vừa mới đứng dậy thì đã bị đè ngồi xuống trở lại, hít thở cũng cảm thấy khó khăn, nếu như Tử Y Hầu dùng hết huy áp thì nhất định sẽ khiến hắn thịt nát xương tan. Chào sư thúc, Linh Lung chắp tay hành lễ. Chào thái sư tổ, Triệu Bân cũng chắp tay, dù là kẻ thù giết cha nhưng xã giao vẫn là việc phải làm, hắn giấu kỹ nỗi hận với Tử Y Hầu trong lòng. Nếu để lộ ra điều gì thì sẽ bị phát giác ngay. Tử Y Hầu không nói gì, chỉ nhìn Triệu Bân. Ánh mắt của lão sâu thẳm và không cảm xúc, giống như một hố đen, sâu xa không thể nào đoán được. Đấy là tình báo do Cơ Ngân lấy được từ chỗ ma ra. Linh Lung thấy vậy thì vội vã tiến về trước giải vây, đưa danh sách bí mật qua. Tử Y Hầu liếc mắt nhìn sang, dù ở cảnh giới của lão mà cũng phải nheo mắt lại. Lão không có hứng thú với tình báo nhưng khi nhìn thấy cái tên Bạch Huyền Thạch đó thì cũng không kiềm được mà phải chau mày. Hèn gì mạng lưới tình báo của đại hạ lại thê thảm đến thế, nhiều gián điệp đến vậy, cả trưởng lão và đệ tử đều có phần, trong đó còn có rất nhiều cán bộ cao cấp trong các cán bộ cao cấp của Thiên Tông, vậy mà không bị đánh sập mới lạ. Nếu như không phải mạng lưới tình báo có vấn đề thì lão có thể không tìm thấy người Triệu ra sao. Lão nhìn xong thì lại nhìn sang Triệu Bân và nói. Ma gia đang ở đâu? Không biết, Triệu Bân vội lắc đầu. Hắn vừa dứt lời thì uy áp của Tử Y Hầu lại lập tức áp xuống, đến cả Linh Lung cũng bị đẩy ra nửa bước, Triệu Bân thì càng tệ hơn, hắn bị ép đến hừ lên khó chịu, suýt chút quỳ xuống, khóe miệng chảy máu tươi. Ta, thật sự không biết, Triệu Bân lại nói. Sau đó, hắn lại nói tiếp, nhưng ta biết nhà người Triệu gia đang ở đâu. Hắn vừa thốt ra câu đó thì ánh mắt Tử Y Hầu liền lộ vẻ kinh ngạc, lão tìm ma gia chẳng qua là vì muốn tìm người Triệu gia, bây giờ đã biết chắc là ma gia đã giấu người Triệu gia đi rồi. Ở đâu, Tử Y Hầu lạnh lùng hỏi. Nếu không ở tộc xác chết thì cũng ở huyết y môn. Triệu Bân nói câu đó với vẻ rất tự nhiên. Hắn đã nghiễm nhiên đổ vạ cho người khác, may mà không có người của tộc xác chết và huyết y môn ở đây, nếu không thì nhất định họ sẽ chỉ thẳng vào mũi hắn mà mắng. Mẹ kiếp, ngươi không biết xấu hổ đến thế à? Biết xấu hổ thì có ích gì? Đấy sẽ là câu trả lời của Triệu Bân. Ngươi chơi ta thì ta chơi lại ngươi thôi, có qua có lại mà. Tử Y Hầu lại chau mày, tin này khác hẳn với tình báo mà lão nhận được, trước đó là ma quật, sau đó là ma gia, bây giờ đến cả tộc xác chết và huyết y môn cũng bị kéo vào. Ai nói cho ngươi biết, Linh Lung hỏi. Là tình báo lấy được từ ma gia. Triệu Bân lại diễn tiếp, có điều, đến nay vẫn chưa biết chắc chắn, không loại trừ việc ma gia đổ vạ cho huyết y môn và tộc xác chết. Tối nay ta định sẽ tìm ma gia để xác định thực hư, tiếc là,
vừa mới đến cổng thành, chưa kịp thở thì đã bị Trấn Ma Ti bắt rồi. Triệu Bân nói với vẻ rất thật thà, hắn cũng rất biết nắm bắt tâm lý con người, đổ vạ hết cho người ta. Tử Y Hầu không tin, nhưng khi nghe hắn nói như thế thì lại thấy mơ hồ. Ngoài mặt hắn tỏ ra nghi ngờ, nhưng trên thực tế thì lại đổ vạ thẳng tay hơn, bởi thế nên có thêm được vài phần đáng tin. Đế Đô có thám tử của ma ra sao? Tử Y Hầu lạnh lùng hỏi. Có, Triệu Bân trả lời chắc chắn. Hắn vừa nói vừa lấy ra một mẩu giấy, bên trên viết cụ chí. Tử Y Hầu cầm lấy, giơ tay lên, mẩu giấy bay đi, lão nói bắt người đó đến đây. Vâng, bên ngoài sảnh có tiếng đáp vọng vào. Có một người áo đen nhận lấy mẩu giấy rồi quay người, biến mất trong bóng tối. Bên trong sảnh, không khí khá ngột ngạt. Tử Y Hầu không nói gì, cũng không ai dám nói gì. Linh Lung cũng vậy, lão là sư thúc của cô ta mà. Còn Triệu Bân, vẫn cứ bình tĩnh như thế, đối sách gì cũng có, kế này không được thì đổi kế khác, thứ mà hắn có tối nay là thời gian, nếu không diễn giống thật thì sẽ không thể lừa được Tử Y Hầu và Linh Lung. Hiệu suất làm việc của người áo đen rất cao. Chỉ một lúc sau thì đã thấy hắn ta quay lại, đã điều tra, không có ai cả. Tử Y Hầu liếc mắt, chỉ nhìn Triệu Bân, uy áp đáng sợ lại xuất hiện. Trước đó vẫn còn, Triệu Bân lại hừm lên khó chịu. Sư thúc sáng suốt, chắc hắn không nói dối đâu. Linh Lung lại nói đỡ, Cơ Ngân bị bắt đã gây ra động tĩnh lớn, e rằng cả Đế Đô đều đã biết, nhất định thám tử của ma gia ở Đế Đô cũng đã biết. Chắc là hắn ta nghe được tin này, sợ bị vạ lây nên mới chạy mất. Vậy thì đúng rồi. Có những lời khi được Linh Lung nói ra thì ý nghĩa cũng sẽ khác. Và thứ mà Triệu Bân muốn chính là điều đó, vị trí mà hắn đưa là thật, nhưng bên trong đó vốn không có người, chẳng qua chỉ là diễn kịch, để các ngươi bắt ta lần nữa, nhìn đi, làm hỏng chuyện rồi đúng không? Sao không nói sớm? Linh Lung đá Triệu Bân một cái. Ngoài mặt thì trách móc nhưng thực tế là đang bảo vệ hắn. Vừa đến đã bị bắt, đâu có cho ta cơ hội đâu. Triệu Bân tỏ vẻ oan uổng. Còn dám cãi lại nữa hả? Trả phí tổn hại tinh thần cho ta trước đi. Đồ Tôn và Sư Tổ nói qua nói lại cứ như đang hát kịch. Đại sảnh vốn dĩ yên ắng cũng trở nên ồn ào hơn. Tử Y Hầu không muốn nghe thêm, bỏ đi mất. Dưới ánh sao, ánh mắt lão bất định. Lão cứ cảm thấy như đã bị ma quật lừa, có lẽ người Triệu gia vốn dĩ không phải bị ma gia bắt đi, chẳng qua chỉ là ma quật đối địch với ma gia nên mới muốn mượn sức của hoàng tộc, trấn áp đối thủ. Còn ma gia, theo lý mà nói thì nên đổ lại cho ma quật mới đúng, nhưng đối tượng tình báo nhằm vào lại là tộc xác chết và huyết hy môn, vậy thì độ tin cậy nhiều hơn ma quật rồi. Suy đoán này không phải không có lý. Về phần huyết y môn và tộc xác chết thì đúng là rất có khả năng mấy chuyện nói một đằng làm một nên đã quá quen với bạn học rồi nói tóm lại lão đang rất rối rắm. Lão đã không biết nên tin ai nữa, mạng lưới tình báo của đại hạ bị tấn công và hủy diệt, một thống soái của hoàng ảnh vệ như lâu cùng đã thành một kẻ mù từ lâu, có quá nhiều tình báo không thể phân biệt được thật giả bởi vậy mới nói làm gì cũng phải có thực lực mới được. Nếu mạng lưới tình báo của đại hạ không bị tổn hại thì cũng không đến nỗi bị động thế này. Phù. Thấy Tử Y Hầu rời đi, Triệu Bân âm thầm thở phào trong lòng. Đây chính là một vũng nước đục, mà lời nói thoái thác của hắn vào đêm nay không cần nghi ngờ gì thêm đã khuấy cho vũng nước này đục hơn. Tộc xác chết, huyết y môn hay ma quật đều là kẻ thù cả, dù hoàng tộc của đại hạ xử lý bên nào cũng có lợi cho ma gia. Còn về phía Tử Y Hầu có thể phân biệt được bao nhiêu, phải xem đạo hạnh của lão rồi. Tóm lại là, trước hết phải phủi sạch bản thân đã. Sau đó còn có thể lấy được danh nghĩa một công thần. Mình quá cơ trí. Mấy ngày gần đây, đừng ra khỏi tông. Linh Lung để lại câu này rồi quay người đi luôn. Triệu Bân rảo bước đuổi theo, túm lấy góc áo của Linh Lung, phí tổn thất tinh thần. Ban nãy, nếu không phải có ta giảng hòa, người còn sống sót mà bước ra ngoài được không? Linh Lung liếc xéo hắn. Vì mua tình báo, đệ tử sắp khuynh ra bại sản rồi, Triệu Bân hô ầm lên. Cứ tạm thời nợ đã, Linh Lung bước ra ngoài, thoáng chốc đã không thấy bóng dáng nữa. Triệu Bân không đuổi theo, đuổi cũng không kịp. Thế nhưng, vở kịch này vẫn khá ổn đấy chứ, hắn là đạo diễn, nhân vật chính là Linh Lung, bởi một vài lời thoại thốt ra từ miệng cô ta mới đủ phân lượng, nếu không làm sao Tử Y Hầu chịu thôi. Vừa ra khỏi đại đường đã thấy Tử Đô. Sắc mặt của hắn ta trông chẳng tươi tắn gì.
Vốn dĩ là thế mà, khó khăn lắm mới bắt được tên này với một tội danh lớn, thật không ngờ hắn được phán vô tội và phóng thích, thậm chí đích thân Tử Y Hầu chạy tới cũng không gây ra động tĩnh gì. Triệu Bân không ngó ngàng, đi thẳng ra khỏi trấn Ma Ti. Khi hắn hòa vào dòng người trên phố, ánh mắt của muôn dân nhìn hắn có vẻ kỳ lạ. Cấu kết với Ma Gia là một tội danh lớn, nghe nói đến cả Linh Lung và Tử Y Hầu cũng tới rồi, vậy mà tên này chẳng sao hết, không hề giống với thói quen xử sự của Tử Y Hầu. Hay là do sau lưng cơ ngân có chống lưng bền và chắc, ví dụ như Hồng Tước của Đại Hạ, hay là Hồng Nguyên gì đó. Đêm đó, Triệu Bân không tới Thanh Lâu. Từ khi hắn ra khỏi trấn Ma Ti đã có người âm thầm bám theo. Chắc chắn là người của Tử Y Hầu, làm sao lão có thể tin lời hắn hoàn toàn được. Có một số chuyện cứ âm thầm quan sát sẽ tốt hơn, một võ tu hèn mọn, lão không tin hắn không bao giờ để lộ sơ hở. Đến lúc đó, Tử Y Hầu mới thực sự ra tay. Về điều này, Triệu Bân đã dự liệu trước. Ra khỏi đế đô, hắn đi thẳng tới Thiên Tông. Khi ngang qua đỉnh Ngọc Linh, hắn tới thăm Long Phi. Cô ta vẫn đang bị phong ấn, ngủ một giấc an tường. Trên đỉnh Thanh Vũ, đám đồng bọn chưa ngủ, thấy hắn lên mà cảm thán một hồi. Ai cũng nghe nói cơ ngân bị bắt, sau đó được thả ra vì vô tội, quả thực không nghĩ nổi tên này đã lừa Tử Y Hầu thế nào. Huyễn Mộng cũng ở đó, chắc hẳn biết rõ mười mươi. Kỹ năng diễn của người nào đó xứng tầm ảnh đế rồi. Ngày mai rồi nói. Triệu Bân mỉm cười vẫy tay rồi về Lầu Các. Xong việc, hắn khóa cửa phòng. Lấy mảnh huyền giáp còn sót lại do trước đó trong vụ nổ của thánh tử thi tộc. Thứ này không thể nào sửa chữa được rồi, phải chế tạo một bộ khác, thêm cả roi sắt đen cũng phải phục chế một cây. Hắn rất bận rộn, còn Thiên Tông cũng không yên ả. Linh Lung đích thân đi tìm Dương Huyền Tông. Chuyện này, làm sao có thể? Tiếng hô kinh ngạc của Dương Huyền Tông cũng chỉ có Linh Lung nghe thấy được, nhìn danh sách gian tế mà ông ta kinh ngạc đến mức không thể kinh ngạc thêm được nữa. Ba chữ Bạch Huyền Thạch vô cùng chói mắt, thân phận của lão ta quá đặc thù. Hai người trù tính rất lâu. Họ không bắt người ngay mà phải sàng lọc đã. Lỡ như bắt sai người thì lúng túng lắm, việc này cần tiến hành âm thầm. Ba ngày ròng rã không thấy Triệu Bân ra khỏi phòng. Lăng Phi và những người khác tất nhiên sẽ không quấy rầy, mỗi khi Triệu Bân bế quan toàn tung đại chiêu. Xẹt, xẹt. Trong Lầu Gác, tiếng xẹt xẹt của sấm sét vang lên không ngừng. Một bộ áo giáp màu đen về cơ bản đã thành hình. Triệu Bân đang dùng sấm sét phối hợp cùng chân khí Thái Dương và khí Huyền Hoàng để khắc họa các hóa văn bí ẩn, hay nói cách khác là hoa văn của trận pháp. Thứ này quý giá không vì chất liệu mà vì trận pháp cấm chế bên trên. Quá trình này khá dài. Đến ngày thứ 9, Triệu Bân mới dừng tay. Huyền giáp đã được luyện xong, lấp lánh ánh sáng huyền ảo. Hoa văn bí ẩn trên đó như sống động. Sau đó lại chìm vào bề mặt huyền giáp. Triệu Bân biến ra phân thân để thử nghiệm, uy lực và khả năng phản sát thương đều đủ mạnh. Khá lắm. Triệu Bân mỉm cười, cất huyền giáp đi. Sau đó Triệu Bân tập trung tinh lực chế tạo roi sắt, hắn đã chọn sẵn chất liệu là một miếng huyền thiết màu vàng. Khi được tôi luyện bằng thiên lôi, nó sẽ có hình dạng của một chiếc roi sắt, từng góc cạnh được chạm khắc rất tinh xảo. Giống như huyền giáp. Thứ này không quý ở chất liệu mà quý ở cấm chế trên đó. Luyện chế roi sắt rất dễ, khắc hoa văn trận pháp cấm chế mới khó. Chớp mắt lại qua thêm 9 ngày nữa. Trong vòng 9 ngày này, Thiên Tông vẫn yên ổn. Thế nhưng, cái gọi là yên ổn cũng chỉ nằm ở bề ngoài, bởi Dương Huyền Tông và Linh Lung đã ra tay rồi. Phàm là gian tế bị điều tra ra sẽ biến mất trong một đêm, hoặc bị sát hại, hoặc bị giam lỏng, không ai biết kẻ đó đã đi đâu. Người ngoài hỏi đến sẽ được thông báo đi chấp hành nhiệm vụ bí mật. Đúng là không giả được. Dưới ánh trăng, Linh Lung lầm bầm nói. Dương Huyền Tông ở bên cạnh cũng hít một hơi thật sâu, danh sách mà cơ ngân đưa đã được chứng thực non nửa, chúng thực sự là gian tế. Nửa còn lại vẫn đang trong quá trình sàng lọc. Nếu không có gì bất ngờ, tất cả đều là gian tế. Từ đó mới thấy mạng lưới tình báo của Ma Gia đáng sợ thế nào. Thế nên mới nói. Mối liên kết này của cơ ngân không thể đứt đoạn được. So với việc tự mình tìm kiếm, chỉ bằng mượn sức của Ma Gia. Truyền thừa của Ma Tướng thứ 9 chú trọng vào tình báo, có Ma Gia giúp sức, làm ít công to. Ngày thứ 10, Triệu Bân ra khỏi phòng. Hắn ra ngoài ăn cơm thôi. Ăn hết 2 chậu cơm, hắn lại giúp mình vào phòng.
Tên này ở trong đó làm gì thế? Lăng Phi lầm bà lầm bầm, từng muốn kéo cửa sổ ra nhìn không nhìn một lần. Đám đông cũng nghi hoặc, bởi ban nãy khi Triệu Bân bước ra, tóc tai hắn rũ rượi, râu ria xồm xoàm, vừa nhìn đã biết là lâu rồi không được nghỉ ngơi. Hắn chuyên tâm như thế, chắc chắn đang làm một vụ kinh doanh lớn. Đúng vào đêm nay rồi. Triệu Bân xắn tay áo, làm việc rất hăng say. Nửa đêm rạng sáng, một tiếng đùng phát ra từ lầu các, chiếc roi sắt mà hắn chuyên tâm luyện chế cuối cùng cũng hoàn thành. Khác với chiếc roi sắt đen kịt của Vương Trác thì chiếc roi này có màu vàng rực rỡ, toàn thân phản sáng lấp lánh. Cong! Để thử uy lực của nó, Triệu Bân tự gõ vào đầu mình một cái. Cảm giác chẳng ra làm sao, mới quất một roi mà đầu đã ong ong rồi. Đặt cho ngươi cái tên, roi đánh hồn. Triệu Bân xoa xoa đầu, tuét miệng cười tươi roi rói. Hắn càng đau càng chứng minh được uy lực của roi đánh hồn này, có võ hồn đã vậy, nếu không có võ hồn mà chịu một roi này không biết sẽ sướng đến mức nào. Trên thực tế, hắn đi tìm người thử nghiệm thật. Á! Đêm hôm đó, trên đỉnh Thanh Vũ có rất nhiều tiếng la thảm thiết. Tô Vũ, Lăng Phi hay Kiếm Nam đều bị tên này gõ cho một gậy. Người ta đang ngủ ngon mơ đẹp mà. Một gậy này giáng xuống, giấc mơ nào cũng biến thành ác mộng, nhất là Kiếm Nam, tên này gào bá khí nhất. Bị Triệu Bân gõ cho một gậy rồi còn bị Mộ Chiêu Tuyết ấn xuống giường đấm cho như tử. Khá đấy. Dưới gốc cây, tiếng cười vang lên không ngớt. Triệu Bân ôm roi đánh hồn, điên cuồng thổi khí, dùng tay áo lau cho nó sáng bóng lên. Đây là chiếc roi đầu tiên, sau này sẽ có chiếc roi thứ hai, chiếc roi thứ ba, chiếc roi thứ tư. Để mỗi người trong nhà đều có một cái, sau này đối đầu cùng ai cứ vụt chết đối phương là xong. Không có võ hồn, ai khó chịu là biết ngay. Qua đây. Rạng sáng, chưa còn chưa sáng bảnh đã nghe thấy tiếng hô của Dương Huyền Tông. Triệu Bân thu roi sắt, nhanh nhẹn xuống núi, chạy thẳng tới đỉnh núi Trưởng Giáo. Vừa lên đỉnh núi đã thấy hai người đang ngồi trong đình nghỉ mát, một người trong số đó là Sở Vô Xương mặc nam trang, nhìn thế nào cũng giống một thư sinh. Người còn lại là một thanh niên mặc tố y, trông rất hiên ngang, đôi mắt như sao trời, tóc đen như thác đổ, toàn thân lẫm liệt chính khí, ngoài ra còn có một luồng sát khí ăn sâu trong cốt tủy, in hằn trong linh hồn, chỉ có thể luyện ra trên chiến trường. Thiên Vũ, Triệu Bân lầm bầm nói. Xét trong lứa trẻ tuổi, e là chỉ có Thiên Vũ mới có được căn cơ này. Hắn ta là người xếp thứ hai trong Thiên Tông, cháu của thống soái Ngự Long, mấy năm trước vẫn luôn trấn giữ nơi biên quan, được chiến trường chui rèn. Từ khi hắn ta sinh ra đã được ông nội bồi dưỡng như một tướng quân. Nếu không có gì bất ngờ thì hắn sẽ là thống soái Ngự Long đời tiếp theo. Hắn ta chỉ nghe qua danh hiệu của Thiên Vũ. Hôm nay là lần đầu tiên hắn được gặp người thật, hắn ta trở về từ chiến trường, chắc hẳn là mệnh lệnh từ cấp trên. Điều này không quan trọng, quan trọng là gặp được người thật, trông hắn cực kỳ thuận mắt. Dám đứng lên chiến trường đều là hán tử chính khí, mà Thiên Vũ là người nổi bật trong số đó. Sư huynh, nghe danh không bằng gặp mặt. Triệu Bân mỉm cười, tiến bước vào đình nghỉ mát. Khoảng cách gần hơn, hắn cũng nhìn rõ hơn, bằng không tại sao gọi hắn ta là người từng lên chiến trường. Căn cơ của Thiên Vũ cực kỳ hùng hậu, cũng có huyết mạch đặc biệt. Triệu Bân chưa từng gặp, chỉ biết khí huyết rất bá đạo. Còn về tu vi, đúng chuẩn một cao thủ địa tạng. Đưa mắt nhìn khắp đệ tử Thiên Tông, e cũng chỉ có mình Thiên Vũ đạt tới địa tạng. Lăng Phi xếp hạng thứ nhất, nếu không động tới cửu vĩ hóa, tuyệt đối không phải đối thủ của nó. Lời đồn đúng là không lừa ta. Thiên Vũ mỉm cười, cho dù Triệu Bân cải lão hoàn đồng, hắn ta vẫn nhìn ra sự bất phàm. Dáng vóc hắn bé nhỏ như thế nhưng khí huyết vô cùng dồi dào như sông như biển, nhất là đôi mắt kia, vừa cơ trí vừa sâu sắc. Không đánh lại được. Thiên Vũ thầm nghĩ trong lòng, rất biết tự lượng sức mình. Uy danh của Cơ Ngân không phải là chém gió, được gây dựng từ từng trận đánh. Nếu xét về chiến tích, hắn ta thất bại hoàn toàn, nếu xét về khả năng chiến đấu, hắn ta cũng tự nhận mình không địch nổi, cảm giác luôn chuẩn hơn thực chiến. Sư huynh quá khen rồi. Triệu Bân mỉm cười, trèo lên ghế đá. Xong việc, hắn còn nhón chân bốc một linh quả trên bàn. Thiên Võ còn đỡ, chứ ánh mắt Sở Vô Xương nhìn hắn chắc hòa nhã chút nào, một đôi mắt đẹp nhưng lúc nào cũng phóng ra lửa, nhìn thấy Triệu Bân là bất giác nhớ đến chuyện đêm đó, chút nữa đã bị tên này cưỡng hiếp rồi. Không thể cứ ghim thù mãi được. Triệu Bân bĩu môi,
hắn vẫn luôn tưởng rằng là vì tỷ thí Tân Tông. Cũng trách Linh Lung không nói rõ mọi chuyện, nếu biết chân tướng, trong lòng hắn chắc sẽ dễ chịu hơn nhiều. Suýt nữa với bẩn sự thanh bạch của Sở Vô Xương, đánh một trận là xong rồi, đánh chết mới hả giận. Trưởng giáo gọi bọn ta tới, có chuyện gì không? Triệu Bân gặm một miếng linh quả, nhìn về phía hai người. Hai người đều lắc đầu, không khó để nhận ra cả hai đều khá lo lắng. Triều đường không thái bình, biên quan không yên ổn, các nước cũng không an phận, bởi căn cơ của lão tổ Hồng Uyên bị tổn thất, e là sắp có tai họa giáng xuống đại hạ. Triệu Bân tất nhiên cũng hiểu. Nữ soái Xích Diễm đã quay về biên quan, chắc hẳn vì có chiến sự. Những ngày gần đây Thiên Tông cũng sóng ngầm cuộn trào, Quỷ Minh, lão đạo Vô Mị và lão tổ U Huyền không ngừng phái người tiến vào, tu vi không thấp, đa số thực hiện nhiệm vụ quan trọng, rõ ràng là tới giành quyền đoạt lợi. Hồng Uyên có thể phục hồi thì tốt, nếu cứ bệnh về mãi thì đại hạ không gặp biến chuyển mới. Lại trong lúc họ nói chuyện thì Dương Huyền Tông đã tới. Tham kiến trương giáo, thấy vậy, ba người đứng dậy hành lễ. Dương Huyền Tông xua tay, mỉm cười ôn hòa. Sư bá gọi bọn ta tới. Triệu Bân lên tiếng, nhìn Dương Huyền Tông với vẻ thăm dò. Dương Huyền Tông hút sâu một hơi chỉ nói mấy chữ, tiến vào vùng đất ma. Vào đất ma. Ba người Triệu Bân nghe thế đều sửng sốt. Đất ma chẳng phải nơi tốt lành gì, đó cũng là truyền thừa của ma vực, giống ma cung, ma điện, ma quật và ma sơn, nhưng nó lại là nhánh truyền thừa mạnh nhất của ma vực, vì ở chỗ sâu trong đất ma là ma vực cũ, có cất giấu một di tích ma vực. Có điều, đất ma sớm đã bị đại hạ tiêu diệt, nay lại bị Trấn Ma Ti vòng qua chiếm lấy, làm nơi để đệ tử Thiên Tông rèn luyện vào ngày thường. Trong đất ma có không ít bảo vật và cơ duyên. Tất nhiên trong này cũng có không ít hiểm nguy, ngày xưa, 108 đệ tử thân truyền của Thiên Tông đã táng thân trong đây, đó chính là ví dụ dễ thấy nhất. Họ chưa từng ngờ được là Dương Huyền Tông sẽ thật sự cho họ vào đất ma. Vào đó tìm một thứ, Dương Huyền Tông nói. Tìm gì thế ạ? Triệu Bân vô thức hỏi một câu. Đan trường sinh bất lão, Dương Huyền Tông cũng không giấu giếm. Nghe xong câu này, Nguyệt Thần đang chiến đấu với Nguyền Rủa bỗng ngoái đầu nhìn Dương Huyền Tông. Đan trường sinh bất lão em gái người ấy, trên đời này không hề có loại đan dược đó, còn muốn lừa gạt trẻ con à? Nguyệt Thần hừ một tiếng, ba người Triệu Bân lại liếc mắt nhìn nhau. Nghe đồn trên đời có một loại đan dược thần kỳ, ăn vào sẽ được trẻ mãi không già, cũng chính là đan trường sinh bất lão, nhưng chưa có ai từng nhìn thấy vì đó chỉ là truyền thuyết. Còn về ăn xong có thể trẻ mãi không già không thì đến nay, chẳng ai biết. Trong đất ma có đan trường sinh bất lão sao? Thiên Vũ thăm dò. Nửa tháng trước, trong đất ma xuất hiện dị tượng, có đan hương bay ra, nồng như hơi biển. Dương Huyền Tông giải thích, Hoàng Phi Vũ Linh từng đứng trên cao xem xét, dựa vào dị tượng, bà ấy nhận ra đó là đan trường sinh bất lão trong lời đồn. Nếu đã biết thì tại sao không lấy? Sở Vô Xương có chút hoài nghi mà hỏi. Từng phái rất nhiều trưởng lão tiến vào đất ma rồi mà chẳng có một người nào đi ra. Dương Huyền Tông nói thêm, sau đó ông ta chớp mắt vài cái, hít sâu một hơi, trong đó đã có ba cao thủ chuẩn thiên. Nghe câu này, ánh mắt Triệu Bân liếc sang, chuẩn thiên cũng bó gối mà ông bảo bọn ta đi chịu chết. Trong ba chúng ta, Thiên Vũ có tu vi cao nhất, nhưng cũng chỉ là địa tạng tầng 1, vào đó để nộp mạng à. Sở Vô Xương và Thiên Vũ cũng ho gượng, ý tứ không khác mấy. Đệ tử cho rằng để cảnh giới thiên võ vào đó sẽ đáng tin hơn so với chúng đệ tử vào. Triệu Bân khoanh bàn tay nhỏ bé. Di tích của ma vực khác đất ma, không xem tu vi, chỉ xét tuổi, Dương Huyền Tông giải thích. Cái gì, là ý gì? Thiên Vũ thông minh như vậy cũng mờ mịt. Di tích ma vực ở trong đó có một tiên trận cổ, tuổi tác hơn 20 thì không thể vào. Đây là lý do lão tổ Hồng Uyên chưa từng đặt chân vào di tích, không phải không muốn đi mà tuổi lệch quá nhiều. Dương Huyền Tông nói thêm, bí mật này thì chưa có ai biết đâu. Ba người Triệu Bân nghe xong thì trong lòng hoảng hốt. Bất diệt ma quân đúng là nghịch thiên. Đã bị chôn nhiên năm như vậy mà tiên trận do người này để lại vẫn còn sức mạnh to lớn như thế. Ngay cả đệ nhất thiên hạ Hồng Uyên cũng bó tay không có cách gì, bởi vậy mới thấy được bất diệt ma quân mạnh cỡ nào, chẳng lẽ là đã vượt qua thiên võ, đã thành thượng tiên rồi sao? Thêm nữa, đan bất lão là do ai luyện chế? Theo họ thấy, chắc là sản phẩm của ma quân rồi. Bao nhiêu năm tháng trôi qua, họ từng nghe đồn nhiều thứ về ma quân, mang theo màu sắc thần thoại, người này có thể thống nhất thiên hạ,
là một vị vua tài trí mưu lược. Vì mấy mạch truyền thừa của ma vực hiện nay mà khiến Long Triều Đại Hạ thành lập Trấn Ma Ti thì có thể thấy căn cơ sâu cỡ nào. Thật sự không còn ai để phái đi nữa. Dương Huyền Tông thở dài. Ba người im lặng nghe lời nói bất đắc dĩ của trưởng môn. Theo Dương Huyền Tông thấy thì Đại Hạ hiện tại, trong lớp trẻ chỉ còn có ba người họ là có thể. Về phần tinh hồn thì Đại Hạ Hồng Tước từng nghiêm giọng cảnh cáo là không cho tên đó bén mảng tới gần đất ma. Đệ tử xin mạn phép hỏi một câu, chúng ta lấy đan bất lão cho ai vậy ạ? Triệu Bân hỏi ra. Sở Vô Xương và Thiên Vũ bên cạnh cũng chớp mắt, cũng rất muốn biết câu trả lời. Lão Tổ Hồng Uyên, Dương Huyền Tông đáp, lão Tổ cần đan này để chữa lành vết thương. Triệu Bân nghe xong lại im tiếng. Nói thật, hắn chỉ tin lời của 50% thôi. Tác dụng của đan bất lão là trẻ mãi không già, phạm trù bên tuổi thọ thì sao có thể chữa thương? Hoặc là đang ám chỉ tuổi thọ của Hồng Uyên sắp hết? Sở Vô Xương và Thiên Vũ đều im lặng, họ cũng nghĩ rất nhiều. Thế cục hiện tại của Đại Hạ khá căng thẳng, có thể nói là loạn trong giặc ngoài, tất cả đều vì lão Tổ Hồng Uyên bị thương nặng, một mình Hồng Tước không thể áp chế tình hình. Lão Tổ Hồng Uyên phải khôi phục thời kỳ mạnh nhất, nếu không thì kết cục không phải chỉ là chết một, hai người đâu. Nếu tìm được đan bất lão mà có thể cứu lão tổ, chúng ta tình nguyện thử một lần, hai người đồng thời lên tiếng. Khi nói, Sở Vô Xương không quên nhìn sang Triệu Bân, hai chúng ta đều đã tỏ thái độ, còn ngươi thôi đó. Triệu Bân nhíu mày, không phải hắn sợ mà là hắn khác với Sở Vô Xương và Thiên Vũ, thế thì hắn vẫn phải mang sứ mệnh này sao? Hắn còn phải cứu cha, cứu mẹ, cứu vợ, nếu vào mà không ra được nữa thì chẳng phải chẳng còn ý nghĩa gì sao? Thêm nữa, hắn và Hồng Uyên là bạn hay địch, điều này còn chưa thể xác định, nếu giờ cứu ông ta mà sau này phải chống lại ông ta thì chẳng phải hắn đang tự gài mình sao? Di tích trong ma vực có lẽ cũng có Hoa Bồ Đề, Dương Huyền Tông vuốt chòm râu. Lời này hiển nhiên được nói cho Triệu Bân nghe, ông ta biết Triệu Bân đang tìm Hoa Bồ Đề. Còn tại sao lại nói ra lúc này thì mục đích quá rõ rồi. Cơ mà sau khi Triệu công tử nghe xong, hắn ngẩng đầu, nhìn Dương Huyền Tông không chớp mắt. Trong ánh mắt có ý, có là có, không là không, nếu chỉ dùng nó để dụ dỗ ta thì ông đây lật bàn đấy. Chính miệng Hoàng Phi nói, độ chính xác khoảng 60%, Dương Huyền Tông mở miệng nói. Được, Triệu Bân nhanh chóng đồng ý. Đừng nói là 60%, dù là chỉ có 1/10, hắn cũng sẽ đi một lần, dù đó là núi đao biển lửa. Vậy các ngươi tự chuẩn bị đi, 3 ngày sau xuất phát. Dương Huyền Tông vừa dứt lời. Ba người đều đứng lên. Cơ Ngân nán lại, Dương Huyền Tông nở nụ cười hiền. Thiên Vũ và Sở Vô Xương cũng không nói gì chắp tay chào rồi rời đi. Sau khi họ đi, Dương Huyền Tông mới nhìn Triệu Bân, còn có thể liên lạc với nhà họ ma không? Tùy tình hình, Triệu Bân ho một tiếng. Nếu có thể thì truyền lời thay ta, Thiên Tông muốn toàn bộ tình báo của ma ra, giá không thành vấn đề. Dương Huyền Tông cũng không nói nhảm, tiến thẳng vào trọng điểm. Hiện tại, mạng lưới tình báo của Đại Hạ đã bị hủy tới tan nát, đừng nói Tử Y Hầu, ngay cả trưởng tông như ông ta cũng mù mịt. Trong Thiên Tông có nhiều gián điệp như vậy, họ đã bị thẩm thấu tới không thể khống chế, phải nhanh chóng sửa chữa. Loạn trong giặc ngoài, không nên chậm trễ. Trước tiên phải ổn định nhà mình trước để đỡ phải bị hạn chế ở hậu phương khi chiến tranh, so với tìm gián điệp, mua tình báo từ ma ra thì càng có tác dụng, chuyện này đã không còn cách nào khác rồi. Ta sẽ cố gắng liên lạc. Triệu Bân gật đầu, trong lòng cân nhắc. Hắn sẽ ưu tiên cân nhắc những thứ liên quan tới huyết y môn và tộc xác chết, chúng có nhiều cứ điểm như vậy, họ không dám đụng, thế cũng không có nghĩa hoàng tộc và thiên tông không dám, làm vậy cũng đỡ cho đám người đó chạy ra ngoài làm loạn. Triệu Bân cũng đi. Sau lưng, Dương Huyền Tông đang vuốt chòm râu. Có thể lên làm trưởng môn thiên tông, ông ta không phải kẻ ngu. Ma gia chịu đưa tình báo cho Cơ Ngân thì chứng tỏ quan hệ giữa hai bên không tệ. Phải biết là có vài tin tình báo, dù có tiền cũng không mua được, nhưng ma gia, tình báo của họ chính là tiền vốn, vào thời khắc quan trọng, đó là đồ cứu mạng. Bên này, Triệu Bân đi một đường xuống chân núi. Đi một hồi, hắn thấy Sở Vô Xương đang ngồi trước thềm đá chờ đợi, hiển nhiên cô ta đang chờ ai đó. Để thế này thì quá đáng rồi, Triệu Bân cuộn bàn tay nhỏ bé. Đi dạo phố với ta, Sở Vô Xương thản nhiên nói. Cái gì? Theo ta dạo phố? Không đi.
Ta biết ai có bí thuật thiên nhãn, Sở Vô Xương lại chêm thêm một câu. Dạo ở đâu, Triệu Bân lại vòng về, vẻ mặt tươi tắn. Sở Vô Xương thấy thế thì không nhịn được mà muốn cười, đúng là không hiểu nổi trong não tên này hoạt động thế nào nữa. Trong mắt hắn, bảo vật còn quan trọng hơn là con gái, nghe nói bí pháp thiên nhãn, nhìn hai mắt mà xem. Sáng lóa luôn, cô ta có lý do tin tưởng là nếu đưa luôn bí pháp cho Cơ Ngân thì tên này quay đầu bỏ chạy luôn. Đuổi kịp đó, Sở Vô Xương sải chân bước đi. Triệu Bân cũng khá chuyên nghiệp, cặp chân ngắn bay vèo vèo, theo sát Sở Vô Xương, sợ cô ta chạy mất, thật ra là hắn sợ bí thuật thiên nhãn chạy cơ, cũng không biết từ bao giờ mà cháu gái của nữ soái Xích Diễm lại trở nên bạo dạn tới thế, còn mời hắn dạo phố cơ đấy. Trên thực tế, cô gái này sợ vào đất ma rồi thì không về được nữa. Thế nên một vài việc vẫn nên làm sớm thôi, ví dụ như dẫn người nào đó đi dạo phố một vòng, dạo thôi cũng được, hẹn hò cũng được, cô đã nói, đời người ngắn ngủi, đừng để lại sự tiếc nuối. Triệu công tử chẳng nghĩ nhiều, trong đầu chỉ nhớ mỗi bí thuật. Nói thật thì hai người họ không quá xứng. Khi họ đi ngang qua một rừng cây thì vô tình thấy Tô Vũ và Tư Không Kiếm Nam. Hai tên này khoanh tay ngồi xổm trên tảng đá, chẳng biết đang làm gì, thấy Triệu Bân và Sở Vô Xương thì lại bình luận một câu không xứng. Kiểu mẫu không hợp. Sau đó, hai người lại thêm một câu đầy học vấn. Hai người dương mắt nhìn, Triệu Bân và Sở Vô Xương đã đi xa, thẳng tới khi ra khỏi Thiên Tông. Hai người đi tới Đế Đô. Dạo phố mà, Đế Đô là gần nhất, chỉ mười mấy dặm thôi, nhoáng cái là tới. Bí thuật thiên nhãn mà cô nói ở đâu thế? Vấn đề này, Triệu công tử đã hỏi không biết bao nhiêu lần suốt chặng đường. Trừ bí thuật, người chẳng quan tâm thứ khác sao, Sở Vô Xương liếc mắt Triệu Bân một cái. Triệu Bân rũ đầu, nhìn đôi tay, cặp chân nhỏ của mình, điều kiện không cho phép mà. Sở Vô Xương bị chọc cười, xen vào trong đám đông. Triệu Bân vội đuổi theo như một người hầu bé nhỏ, không thể chạy loạn, trên đường nhiều người như vậy, sơ sẩy thì sẽ dẫm lên hắn. Hắn phải nhìn kỹ phương hướng, cũng không thể để Sở Vô Xương dụ về nhà, cô ta là người thù dai, không chừng hắn sẽ lại bị đánh tơi bời mất. Dạo phố với con gái thì hiển nhiên không thiếu việc mua quần áo. Hai người cứ đi vài vòng rồi quẹo vào Đào Hoa Các, đây là nơi bán quần áo của Đào Tiên Tử. Mỗi một món quần áo đều có thêu hoa đào. Dùng châm pháp song phượng, đẹp nhất thiên hạ, thêu rất sống động. Hôm nay Đào Tiên Tử rảnh nên ngồi trong cửa hàng. Sở Vô Xương tiến vào, Đào Tiên Tử đang cầm một quyển sách cổ đọc. Cô nhóc, một mình à, Đào Tiên Tử cười hỏi. Chẳng phải còn một đây sao, Triệu Bân nhảy lên một cái, lộ ra nửa cái đầu. Đào Tiên Tử thấy thế, ho khan một tiếng, cũng không biết là do quầy cao hay là chiều cao của tên này quá thấp mà cô ta không thấy được. Hoặc có thể là cô ta đọc sách quá mê mẩn nên quên mất cảm giác. Sở Vô Xương che miệng cười rồi đi chọn quần áo. Tiền bối, nghe nói người và Đan Phượng Phù Dung rất thân nhỉ. Bên này, Triệu Bân cầm một cái ghế nhỏ, dẫm lên trên, tay vịn quầy nhưng vẫn chỉ lộ nửa cái đầu, mắt to chớp chớp nhìn Đào Tiên Tử. Đan Phượng Phù Dung, song Phượng Đào Hoa, cả đại hạ đều biết, Đào Tiên Tử đáp. Vì sao người đó bị nhốt thế, Triệu Bân lại hỏi. Không nên hỏi thì tốt nhất đừng hỏi, Đào Tiên Tử nhẹ giọng nói. Nghe nói là người đó bị bệnh nặng lắm hả? Vẫn khỏe mạnh, bệnh tật gì? Triệu Bân thuận miệng hỏi, Đào Tiên Tử cũng thuận miệng đáp. Sau khi nói xong thì cô ta mới cảm thấy không đúng, tên nhóc này đang nhử cô ta nói, điều này khiến cô ta phải nhìn Triệu Bân mấy lần. Có vẻ Cơ Ngân này rất quan tâm Phù Dung, giống như khi lần đầu họ gặp vậy, khi ấy, vừa nhắc tới Phù Dung. Hai tại Cơ Ngân dựng thẳng, nay vừa gặp lại là chạy tới nghe ngóng, sao cô ta không nghi ngờ cho được Tô mà thôi. Triệu Bân cười rồi xoay người. Hắn chỉ nói khách sao vài câu mà cũng mới ra được tin tức hữu dụng, ít nhất thì mẹ cũng không bị bệnh. Vẫn là do đạo hạnh của hắn kém cái, biết mẹ bị giam trong hình tháp mà không có cách nào cứu. Cái này thế nào, Sở Dê Sương đã thay một bộ bước ra từ bên trong Z Phi. Mái tóc dài xõa vai. Gương mặt tuyệt sắc phối hợp với váy nghề thường của Đào Tiên Tử thì đúng là đẹp không gì tả xiết. Vừa nhìn, người ta còn tưởng rằng là mỹ nhân bước ra từ trong tranh. Dáng người uyển chuyển mang ý nhị nhẹ nhàng, không nhiễm một hạt bụi, giống như tiên nữ hạ phàm, mỗi cái nhíu mày, mỗi một nụ cười, cực kỳ quyến rũ. Rất được. Triệu công tử đánh giá một tiếng,
vẫn rất có trình độ. Sở Vô Xương liếc hắn trắng mắt, đứng trước gương soi một chút rồi lại đi vào, sau đó trở ra, lần này cô ta đã thay một bộ váy trắng, xoay một vòng. Có đẹp không? Không mặc đẹp hơn. Khỏi hỏi, hỏi thì đây là câu trả lời. Đối thoại của hai người làm Đào Tiên Tử bật cười. Sở Vô Xương bỗng đỏ ửng cả mặt, đôi mắt trong sáng lại dâng lên hai đốm lửa. Tên này dám nói năng ngả ngớn để trêu chọc cô ta, đúng là muốn ăn đòn mà. Quá lãng phí gương mặt đáng yêu kia. Trừng Triệu Bân một cái, Sở Vô Xương mới quay lại phòng thay đồ. Chẳng lẽ, phụ nữ đều thích mua quần áo? Triệu Bân ôm bầu rượu, lẩm bẩm một mình. Như Huyễn Mộng, như Liễu Như Nguyệt vậy, cứ dạo phố là vào tiệm bán quần áo, thử một chút là tốn cả buổi. Giờ hắn chờ tới mức muốn ngủ gật rồi, vị này cũng chả khác gì, trước trước sau sau, thử vài chục bộ, thế mà còn chọn nữa à? Trên môi còn là nụ cười thỏa mãn như thế, rất hưởng thụ cảm giác này. Hả? Đang ngủ gà ngủ gật, hắn đột nhiên cảm giác được nhẫn ma run lên. Nói cho đúng thì là có đồ trong nhẫn ma run lên. Hắn xem qua thì biết đó là một miếng ngọc bội màu xanh do Tịch Linh tặng khi tiễn hắn. Nó luôn được đặt trong nhẫn ma, rất hiền tĩnh mà hôm nay lại đột nhiên rung động, còn tỏa ra ánh sáng. Tiền bối, chào. Hắn vô cùng ngạc nhiên, chợt có người tiến vào đào hoa các. Đó là một cô gái, váy tím bồng bềnh, gương mặt không được tính là tuyệt sắc nhưng vẫn có khí chất khuynh thành. Triệu Bân chưa từng gặp nhưng có thể đoán ra đây là hòn ngọc quý của một gia tộc ở đế đô. Mỗi cử chỉ đều tỏ rõ sự cao quý. Điều này không quan trọng. Quan trọng là bên hông cô gái áo tím này có đeo một miếng ngọc, cũng màu xanh, miếng ngọc này thỉnh thoảng lấp lóe tia sáng. Miếng ngọc mà Tịch Linh đưa cho hắn và miếng ngọc này giống nhau như đúc, dù là hoa văn cũng là có một không hai, nói không chừng chúng là một cặp, nếu không cũng sẽ chẳng phản ứng với nhau như vậy. Nói là phản ứng với nhau thì cũng không chính xác. Miếng của hắn có phản ứng nhưng khối của cô gái kia lại khá yên tĩnh. Nghĩ lại thì, khối của hắn được đặt trong nhẫn ma, có cấm chế nhẫn ma ngăn cách mà vẫn có thể cảm nhận được bên ngoài. Còn khối kia thì chẳng thể cảm giác được một nửa bên trong nhẫn ma. Cơ ngân. Bắt chuyện với Đào Tiên Tử xong, cô gái áo tím nhìn thấy Triệu Bân, đây là một kẻ nổi tiếng đó nha. Hắn có gương mặt phổ thông, không dễ nhớ, nay cải lão hoàn đồng thì lại khá dễ nhận ra. Bộ này thế nào? Sở Vô Xương bước ra đúng lúc, cô ta đã thay một bộ khác. Vô Xương. Thấy Sở Vô Xương, cô gái áo tím sững người. Nếu cô ta đoán không nhầm thì Sở Vô Xương và Triệu Bân đến mua quần áo, thấy nụ cười thoải mái của Sở Vô Xương, cô gái này cảm thấy không quen lắm. Trong trí nhớ của cô ta, Sở Vô Xương là hòn ngọc quý trên tay Sở gia, tính tình trong sáng mà lạnh lùng, chưa từng tới gần phái nam, càng đừng nói tới cơ ngân. Kẻ đánh bại cô ta ở tỷ thí Tân Tông, hai người thành đôi rồi sao? Hay là do mình bế quan quá lâu, bỏ lỡ vở kịch hay nào đó? Tần sư tỷ, xin chào, Sở Vô Xương cười, nụ cười khuôn mẫu. Chào, buổi sáng, cô gái áo tím cũng cười. Tần sư tỷ, Triệu công tử cũng tiến lên, nắm góc áo của cô gái áo tím, hắn lùn quá mà, chỉ có thể ngẩng đầu thôi. Cô gái áo tím cúi đầu, thấy Triệu Bân đang cười tủm tỉm. Hai mắt to cong thành hình trăng lưỡi liềm, điều này khiến cô gái áo tím càng thêm mất tự nhiên, cô ta luôn cảm thấy nụ cười tên này không bình thường. Ngọc bội của sư tỷ có bán không? Triệu Bân chỉ vào ngọc bội màu xanh. Cơ sư đệ thích thì cứ lấy đi. Cô gái áo tím cũng hào phóng, tiện tay tháo xuống miếng ngọc, cũng không phải là thứ gì quý giá, cô ta không tiếc của, mà cũng không thể mặc cả ở đây. Đa tạ. Triệu Bân chìa tay ra đón lấy. Sau đó Triệu Bân lẻn vào bên trong, tìm một chỗ thoải mái mà ngồi, cầm ngọc bội đánh giá tới lui, khi thì hà hơi, khi lại dùng ống tay áo lau chùi, lúc thì gõ vài cái, âm thanh thanh thúy. Gõ gõ một hơi lại có biến cố. Cơ thể nhỏ bé của Triệu Bân run lên, sức mạnh bên trong dần trôi đi. Là tuổi thọ, cứ thế, hắn mất 3 năm thọ nguyên. Vẻ mặt Triệu Bân ngơ ngẩn, lại thế nữa, hở chút là mất thọ nguyên. Dù lực sinh mệnh còn tràn đầy nhưng cũng không thể chịu nổi. Có cơ duyên thì sao không thể có tai ách? Nguyệt thần quay đầu nhìn, cô ta nhìn miếng ngọc bội xanh. Như Triệu Bân suy đoán, hai miếng ngọc này là một cặp, cũng đúng là bảo vật. Ít nhất thì với Triệu Bân, nó là bảo bối, là vật của tiên gia, còn có cái tên đặc biệt ở tiên giới, Thanh Giác. Nhưng Thanh Giác đã bị giam, thậm chí hiện tại đang trong trạng thái phong ấn.
thứ tốt, không hề tì vết. Cách đó không xa, Sở Vô Xương và cô gái áo tím đang nói chuyện vui vẻ. Cả hai đều đi dạo, vô tình gặp nhau nên tất nhiên là phải tâm tình tâm sự rồi. Đào tiên tử cũng khá chuyên nghiệp, thỉnh thoảng mở miệng đánh giá một chút. Cả hai đều có vẻ ngoài xuất chúng, mặc gì cũng đẹp, mà váy của đào tiên tử cũng chẳng tầm thường, giờ phối hợp với người đẹp thì bán càng đắt. Có bệnh. Họ nhìn Triệu Bân, còn nói thầm. Tuổi thọ, nói bỏ là bỏ, kiểu đó không đáng ghét à. Qua nửa canh giờ, Triệu Bân mới phục hồi tinh thần. Mà hắn vẫn chưa nghiên cứu được gì từ miếng ngọc xanh. Đành chịu thôi, hắn bỏ ngọc bội vào trong nhẫn ma. Hai miếng ngọc gặp nhau thì chấn động dữ dội. Sau khi tới gần, chúng ghép lại thành một khối trọn vẹn, hoa văn cũng nối liền, có ánh sáng tỏa ra, còn có dị sắc dâng lên. May là chúng ở trong nhẫn ma, chứ nếu ở bên ngoài thì chắc chắn sẽ tạo thành dị tượng khiến không ít người vây xem. Thanh giác. Triệu Bân lẩm bẩm, hắn có thể thấy rõ ràng chữ trên ngọc bội. Đó là chữ tiên, vô cùng cổ xưa, e là người thường không thể biết, nhưng hắn là ngoại lệ, vì từng đọc huyền môn thiên thư nên hắn có thể nhận ra. Đây chắc chắn là hai chữ ngọc giác, nếu hắn đoán không sai thì đây là tên của miếng ngọc. Triệu Bân nhìn lên. Ngọc giác đã tắt ánh sáng. Hắn vẫn không rõ huyền cơ bên trong. Trên đường phố Đế Đô, Triệu Bân và Sở Vô Xương đang dạo phố. Triệu Bân nắm chặt hai nắm tay nhỏ bé, toàn tâm toàn ý nghĩ đến bí thuật thiên nhãn, Sở Vô Xương ở bên cạnh hắn thì khác, hôm nay dường như cô ta cũng hoạt bát hơn thường ngày, cười cũng nhiều hơn trước. Trên đường đi bọn họ gặp không ít người quen, ai cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Sở gia đại tiểu thư ngày thường lạnh lùng lãnh đạm sao hôm nay lại vui vẻ ngọt ngào đến vậy? Thái độ lúc đi dạo phố thế nào còn tùy thuộc vào người đi bên cạnh là ai? Nếu như người đi cùng là Man Đằng thì có lẽ cô ta đã biến mất không tăm tích từ sớm rồi. Ngày hôm nay trôi qua thật nhanh đối với Sở Vô Xương, từ lúc sinh ra thì hôm nay mới là ngày mà cô ta cảm thấy thoải mái nhất, có lẽ đây chính là cuộc sống tiêu sái mà cô của cô ta đã từng nói tới. Đêm trăng lặng yên buông xuống nhân gian. Hai người bước lên một cây cầu có mái vòm. Trên bầu trời có ánh sao sáng trong như ngọc, chính giữa là vầng trăng sáng tỏ. Đứng từ đây có thể nhìn thấy ánh đèn của hàng vạn ngôi nhà bên dưới, những đám mây bên trên thì lượn lờ quanh trăng sáng, ý cảnh ảo mộng tươi đẹp vô cùng. Sở Vô Xương ngắm cảnh, ánh mắt mê say. Triệu Bân ở bên cạnh chỉ ngáp dài một cái. Vào những lúc như thế này ai cũng biết mấy cô nương luôn muốn tìm một bờ vai để dựa vào. Nhưng thật đáng tiếc, người nào đó bây giờ quá thấp bé, miễn cưỡng cũng chỉ có thể ôm một cái rồi dựa một chút vào bờ vai nhỏ bé đến đáng thương của hắn. Người nói xem chúng ta có thể sống sót trở về từ đất ma không, Sở Vô Xương đột nhiên nói. Trả cho ta chút phí bảo vệ thì ta sẽ bảo vệ cho cô, Triệu Bân vừa nói vừa cầm linh quả ăn ngon lành. Sở Vô Xương liếc xéo hắn ta một cái rồi liền xoay người bước xuống cầu. Triệu Bân nhanh chóng chạy theo, còn bí thuật thiên nhãn. Sở Vô Xương không đáp lại, chỉ thẳng một đường mà đi. Cái tên này, trong đầu chỉ có bí thuật mà thôi. Đi một lúc thì hai người bọn họ lại dừng ở phía trước một cửa hàng tạp phẩm. Chủ cửa hàng là một bà lão tóc bạc, khi hai người bước vào thì bà ấy đang bận khắc tượng gỗ. Dường như bà ấy nhận ra Sở Vô Xương cho nên liền dịu dàng mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy Triệu Bân bước vào thì bà ta lại liếc mắt trầm ngâm, tên nhóc này tuy nhỏ xíu nhưng có khí huyết dồi dào, sinh mệnh lực tràn đầy, chắc chắn là cơ ngân của Thiên Tông. Bà ta không ngờ hắn lại đi cùng với Sở Vô Xương. Cảnh giới chuẩn thiên. Triệu Bân cả kinh, thật đúng là. Nhìn người không thể chỉ nhìn vào tướng mạo, một bà lão trông bình thường như thế này không ngờ lại là một cường giả cảnh giới chuẩn thiên. Chỉ có điều tuổi tác của bà ta cũng đã cao, khí huyết thiếu thốn cho nên tuổi thọ cũng không còn được bao nhiêu. Bà, Sở Vô Xương cung kính cúi đầu thi lễ. Bái kiến tiền bối, Triệu Bân đứng bên cạnh cũng rất hiểu lễ nghĩa. Ngồi đó đi, ta sắp xong rồi. Lão bà mỉm cười hiền lành nói rồi lại dùng dao khắc lên tượng gỗ, từ từ chạm khắc ra một binh sĩ thân mặc áo giáp, thắt lưng dắt theo đao lớn đang ngồi trên kỵ mã rong ruổi xa trường. Mỗi một đường chạm khắc đều trông rất sống động như thật. Sát khí. Triệu Bân lẩm bẩm, từ bên trong cơ thể của lão bà toát ra một luồng sát khí còn khiến cho hắn áp lực hơn cả nữ soái Xích Diễm. Luồng sát khí này chỉ có ở trên chiến trường mới có thể bộc phát ra được. Có thể thấy được bà ấy đã từng kinh qua chiến trường, hơn nữa còn không chỉ một lần,
thậm chí chỉ vài tháng hay vài năm thì cũng không thể nào bộc phát ra được sát khí nồng đậm đến như thế. Ngươi có biết bà là ai không? Sở Vô Xương thấp giọng nói với Triệu Bân. Ai vậy? Triệu Bân liếc nhìn cô ta hỏi, hắn cũng rất muốn biết. Sư thúc của cô ta, cựu thống soái quân Xích Diễm, Sở Vô Xương nói. Quả nhiên, Triệu Bân thổn thức trong lòng, khó trách sát khí toát ra từ bà ấy lại nồng đậm nhường này. Trong khi bọn họ đang nói chuyện thì lão bà đã bỏ con dao khắc xuống. Sau đó bà ấy đặt bức tượng gỗ vừa chạm khắc lên trên giá. Trên giá đã có sẵn rất nhiều bức tượng gỗ, tất cả đều chạm khắc hình binh sĩ, không cần hỏi cùng biết đây đều là chiến hữu của bà ấy trên sa trường, hơn nữa có lẽ bọn họ còn đều là những người đã chết trận sa trường. Triệu Bân nhìn cũng cảm thấy bi thương. Lão bà này trước đây hẳn cũng là một bậc phong hoa tuyệt đại. Đáng tiếc năm tháng như dao, một nữ soái từng rong ruổi sa trường nay đã gần đất xa trời, ở đây mở một cửa hàng tạp phẩm nhỏ. Dùng từng mũi dao chạm khắc lại những năm tháng hào hùng xưa, mỗi một bức tượng gỗ chạm khắc đều là một mảnh kỷ niệm quý giá của bà ấy. Sau khi xong việc, bà ấy lại lấy ra một quyển sách cổ. Đa tạ tiền bối. Triệu Bân vội vàng đứng dậy, lão bà đang đưa sách cổ cho hắn. Bí quyển này đã tồn tại từ rất lâu, bên trên có viết bốn chữ lớn, Di Thiên Hoán Địa, cũng không biết là ai đã viết ra nó mà trông nét chữ hết sức cứng cáp. Sau khi Triệu Bân mở ra xem thì hai mắt liền sáng lên, bí thuật được viết bên trong bí quyển này hết sức bất phàm, dạy cho hắn cách chỉ cần dùng thiên nhãn nhắm vào đối phương thì liền có thể hoán đổi vị trí cho đối phương. Thế giới rộng lớn, không gì là không thể. Sau khi đọc qua bí quyển, Triệu Bân thầm cảm thán trong lòng. Bí thuật này dạy cách hoán đổi vị trí, trong lúc cấp bách hắn có thể dùng để trốn chạy hoặc để ẩn thân, đúng là rất hữu dụng. Tuy nhiên vẫn còn chỗ không được hoàn mỹ. Bởi vì bí thuật này rất cao cấp cho nên khi sử dụng nó phải không ngừng tiêu hao đồng lực, chẳng những thế còn phải tiêu hao tuổi thọ. Ngoài ra, trước khi thi triển nó thì còn phải suy xét xem hắn có thể áp dụng nó lên ai. Như Sở Vô Xương thì hắn hoàn toàn có thể áp dụng bí thuật hoán đổi vị trí với cô ta được. Nhưng như lão bà này thì khác, bà ấy là cường giả chuẩn thiên có nội tình quá mạnh mẽ, cho dù bà ấy có đứng yên thì hắn cũng không có khả năng áp dụng bí thuật hoán đổi vị trí với bà ấy. Cho nên mới nói, tiền đề của việc sử dụng bí thuật chính là sự chênh lệch thực lực phải không quá lớn, nếu như hắn có thực lực đủ mạnh thì đừng nói là người, ngay cả một tòa núi hắn cũng có thể hoán đổi vị trí được. Hắn vẫn chưa đọc kỹ, đợi về nhà hắn sẽ lấy bí quyển ra nghiên cứu kỹ hơn. Hôm nay không uổng công ra ngoài, đi dạo phố còn được nhận một bộ bí thuật tốt. Ngoài ra hắn còn có thanh giác, tuy rằng hắn không biết nó từ đâu mà ra nhưng hắn chắc chắn nó là vật không tầm thường. Thậm chí còn có liên quan tới tiên gia, bởi vì phía trên thanh giác có một luồng khí tức không thuộc về phàm trần, lại bị nhiễm một chút tiên lực cho nên hắn mới có thể khẳng định như vậy. Đúng là quý nhân. Triệu Bân liếc nhìn Sở Vô Xương. Sở Vô Xương phất tay biến ra một cái hộp ngọc, tuy rằng hộp ngọc đã được niêm phong nhưng cũng không thể che giấu được đan hương nồng đậm. Cô ta đưa hộp ngọc cho bà lão tóc bạc, bên trong đó chắc là một viên đan dược kéo dài tuổi thọ. Khi đã đến lúc thì có đan dược hay châm cứu gì cũng đều vô ích. Bà lão cười nói rồi đẩy hộp ngọc trở về. Sở Vô Xương khẽ mím môi, tuổi thọ của lão bà không còn nhiều, hơn nữa thân thể của bà ấy còn đang bị trọng thương. Tất cả đều là do năm xưa ở trên chiến trường bà ấy đã cứu cô của cô ta cho nên mới trúng phải một đòn của cường giả thiên võ. Thương tích đó của bà ấy không thể nào phục hồi lại như cũ. Nhà đầu, lại đây để ta nhìn kỹ cháu nào. Bà lão tóc bạc vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt má của Sở Vô Xương, ánh mắt vô cùng dịu dàng và cưng chiều giống như một người bà đang nhìn cháu gái của mình, tuy nhiên, bên trong ánh mắt của bà ấy dường như còn ẩn chứa một chút tiếc nuối. Thật lâu sau thì bà ấy mới thu tay lại. Sau đó bà ấy liền phất tay quay lưng đi. Sở Vô Xương dường như còn muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng cũng yên lặng rời đi. Triệu Bân chấp tay thi lễ, đi theo cô ta ra khỏi cửa hàng. Cách cửa hàng tạp phẩm không xa có một tấm bia đá, Sở Vô Xương dừng lại phía sau tấm bia đá, dùng tấm bia đá che chắn, lẳng lặng nhìn về phía cửa hàng tạp phẩm. Triệu Bân khó hiểu ngồi xổm bên cạnh cô ta, không biết cô ta đang nghĩ gì mà trong ánh mắt lại ẩn chứa rất nhiều bi thương. Không lâu sau, bọn họ liền nhìn thấy lão bà bước ra khỏi cửa hàng. Triệu Bân cau mày, cố nhìn rõ. Cũng không thể trách hắn, chỉ là do lão bà đã thay đổi y phục. Lúc nãy bà ấy mặc một bộ y phục màu trắng,
bây giờ thì đã thay ra một thân chiến y, nhìn từ xa thì bà ấy vẫn là một nữ tướng oai phong lẫm liệt mặc dù tuổi đã già. Bà ấy muốn ra chiến trường. Triệu Bân thầm nói trong lòng, lúc này hắn mới hiểu được sự tiếc nuối trong đôi mắt của lão bà lúc nãy, cũng hiểu được sự bi thương trong ánh mắt của Sở Vô Xương vừa rồi, không biết là do nơi biên quan có chiến sự khẩn cấp hay là do lão bà không buông bỏ được, cuối cùng vẫn muốn được chết trên chiến trường. Tiếng ngựa chiến vang lên ngay sau đó. Lão bà thúc ngựa phi nước đại, đã đi càng lúc càng xa. Trong một chớp mắt bà ấy còn quay đầu lại nhìn thoáng qua tấm bia đá, dường như bà ấy đã biết Sở Vô Xương đang nấp ở phía sau tấm bia đá cho nên liền nở một nụ cười hiền lành, lần này bà ấy ra xa trường cũng chính là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau. Hai mắt Sở Vô Xương đã ẩn ẩn nước, tầm nhìn dần dần trở nên mơ hồ. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên Triệu Bân nhìn thấy Sở Vô Xương khóc. Không biết đến lúc nào thì cô ta mới xoay người rời đi, biến mất trên đường phố. Triệu Bân hít sâu một hơi rồi cũng lên đường trở về, tâm trạng của hắn có chút nặng nề, ai dám bảo nữ nhân không bằng nam nhân, giống như lão bà này vậy, mặc dù tuổi tác đã cao nhưng vẫn hết sức quật cường, vẫn xem trách nhiệm gánh vác quốc gia trên vai là tín nhiệm của mình. Khi hắn trở về đỉnh Thanh Vũ thì mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Triệu Bân đóng cửa phòng lại, khoanh chân ngồi xuống. Hắn lấy ra bí quyển Di Thiên Hoán Địa đặt trước mặt tĩnh tâm nghiên cứu, lúc nãy hắn chỉ mới đọc sơ qua một lần cho nên vẫn chưa lĩnh ngộ được gì, lần này đọc lại liền có thể lĩnh ngộ ra rất nhiều đạo lý. Bí thuật bên trong có liên quan đến việc dịch chuyển trong không gian, điểm này cũng có chút giống với đạo lý của Thiên Nhãn Thuấn Thân. Phàm là bí thuật liên quan đến việc dịch chuyển trong không gian đều hết sức bá đạo. Bí thuật cao cấp bậc này người bình thường chắc chắn không dùng được. Nhưng hắn thì khác. Hắn có tái sinh lực chống đỡ, cho dù có bị vết cắt không gian cắt qua thân thể thì cũng có thể rất nhanh phục hồi lại như cũ, đổi lại là võ tu bình thường dùng tới bí thuật này thì đúng là quá nguy hiểm, chỉ sợ còn chưa kịp hoán đổi vị trí thì đã bị vết cắt không gian cắt chết, tất cả những loại bí thuật bá đạo nhường này đều rất nguy hiểm đối với người thi thuật. Bị thiếu rồi. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, Triệu Bân liền đưa ra kết luận này. Bí thuật này không hoàn chỉnh. Tức là sẽ có rất nhiều điểm mâu thuẫn bên trong đó cần hắn suy luận, cũng cần hắn diễn hóa nhiều lần. Bí thuật liên quan đến dịch chuyển trong không gian không phải là chuyện đùa, phải lĩnh ngộ thật sâu thì mới có thể thi triển được. Nói là làm. Hắn khẽ nhắm mắt lại, tĩnh tâm nghiên cứu và diễn hóa. Hắn ngồi nghiên cứu bí thuật suốt 2 ngày 2 đêm. Trong khoảng thời gian này, cả Dương Huyền Tông và Linh Lung đều lui tới nhiều lần để thăm dò tin tức, cũng để xem xét tình trạng của cơ ngân. Dù sao thì chỉ còn một ngày nữa là hắn cùng với hai người kia phải mang theo sứ mệnh to lớn tiến vào đất ma. Việc này là hoàn toàn tuyệt mật. Những người có thể biết về việc này trên cả đại hạ không có quá 5 người. Đám người quỷ minh thật không biết an phận. Linh Lung trầm ngâm suy nghĩ, rất có thể đã tra ra chuyện gì đó. Dương Huyền Tông nghe thấy lời này thì khẽ động, đất ma xảy ra dị tượng đã gây nên động tĩnh rất lớn. Không chỉ có Hoàng Phi Vũ Linh trông thấy mà còn có rất nhiều người khác trông thấy, trong đó tất nhiên có cả 3 người quỷ minh. Hoàng Phi có thể nhận ra thì làm sao bọn họ không thể nhận ra, cho nên bọn họ nhất định cũng sẽ phái người vào đó tìm đan trường sinh bất lão. Ngoài ra, còn có các thế lực lớn khác. Chẳng hạn như Huyết Y Môn và Thi Tộc nhất định cũng sẽ không chịu ngồi yên. Vì vậy, nhiệm vụ lần này rất khó khăn. Cho đến tận đêm khuya thì Triệu Bân mới chậm rãi mở mắt ra. Sau 2 ngày 2 đêm nghiên cứu thì hắn cũng đã ngộ ra vài phần tinh túy, tuy nhiên còn lâu mới có thể hiểu được hoàn toàn. Hơn nữa, bí thuật này còn chưa hoàn chỉnh, hắn chẳng những cần phải lĩnh ngộ mà còn cần phải suy luận, lúc này hắn có thể ngộ ra một ít tinh túy thì cũng đã đủ để tự hào rồi, ngay cả hắn mà còn phải lao lực như vậy thì đừng nói đến người khác. Bước ra khỏi cửa phòng, hắn đứng yên bất động. Hắn mở ra thiên nhãn, nhìn thẳng vào một chiếc bàn đá. Di Thiên Hoán Địa. Hắn khẽ quát lên một tiếng rồi liền biến mất. Chiếc bàn đá cũng đã biến mất cùng với hắn. Vị trí của hắn và chiếc bàn đá ngay lập tức hoán đổi. Bộ dạng của Triệu Bân sau khi hoán đổi vị trí hết sức thê thảm, đồng lực đã tiêu hao sạch sẽ, ngay cả tuổi thọ cũng bị ảnh hưởng, khóe mắt không ngừng chảy ra máu tươi, khóe miệng cũng chảy máu giản dụa, trên người còn bị khoét ra mấy chục lỗ máu lớn nhỏ. Đều là vết thương do vết cắt không gian cắt chúng. Nếu như không có tái sinh lực thì những vết thương này rất khó để có thể phục hồi như cũ, thậm chí còn càng lúc càng trở nên đau đớn hơn.
lần đầu tiên thi triển xem như đã thành công. Tất nhiên, nếu hắn muốn sử dụng trong thực chiến thì vẫn còn cần rất nhiều thời gian. Bí thuật tốt. Triệu Bân cười, lau vết máu nơi khóe miệng, trong chớp mắt hắn lại nghĩ ra điều gì đó rồi nhìn thoáng qua Lầu Các của Kiếm Nam và Cập Chiêu Tuyết. Thử nghĩ xem nếu như hai người bạn họ đang làm chuyện gì đó hấp dẫn mà hắn lại đột nhiên đổi chỗ với Kiếm Nam thì cục điện sẽ tê nên như thế nào đều vị trí với Kiếm Nam. Không thủ vệ muốn đổi thì phải đều vị trí với Chiêu Tuyết, đầu của Nguyệt Thần còn to hơn cả Triệu Bân, nếu như vậy thì cục điện sẽ trở nên thú vị hết chỗ nói, chỉ nghĩ thôi cùng đã cảm thấy kích thích. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng khắp nơi. Triệu Bân chuẩn bị hành lý rồi một mình rời đi. Cứ vài ngày là ngươi lại xuống núi một lần, lần này ngươi định đi bao lâu? Tô Vũ vừa bước ra khỏi Lầu Các, vừa ngáp vừa hỏi. Cách đó không xa còn có Kiếm Nam, bộ dạng có vẻ không được tốt cho lắm, hắn ta đang ôm chặt thắt lưng của mình, xem ra đêm qua hắn ta đã phải dùng rất nhiều sức đến nỗi làm tổn thương cả thắt lưng. Kiếm Nam cũng có câu hỏi tương tự với Tô Vũ. Nhanh thôi. Triệu Bân thản nhiên nói, quay lưng vẫy vẫy tay với hai người rồi bước đi. Chưa xuống tới chân núi thì hắn đã gặp một bóng hình xinh đẹp từ xa. Người đó chính là Huyễn Mộng đang vui vẻ đứng trên bậc tam cấp. Nhìn thấy hắn đi xuống, cô ta liền chào hỏi, người sắp tới đất ma sao? Quả nhiên tin tức của ma gia rất nhanh nhạy, Triệu Bân cười nói. Đừng đi, Huyễn Mộng giật giật góc áo của Triệu Bân nói, đất ma không phải là nơi tốt lành gì, di chỉ ma vực lại càng hung hiểm vạn phần. Ta phải đi. Triệu Bân hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, hắn không quan tâm ở đó có đan bất lão hay không, thứ mà hắn muốn tìm chính là hoa bồ đề, Liễu Tâm Như vẫn còn chờ có nó để cứu mạng. Cho dù chỉ có 6 phần cơ hội thì hắn cũng sẽ đi, cho dù phải nhảy vào núi đao biển lửa thì hắn cũng sẽ không chùn bước. Huyễn Mộng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tính tình của Triệu Bân cô ta hiểu rất rõ, một khi hắn đã quyết chuyện gì thì không ai có thể lay chuyển được hắn. Cầm lấy thứ này đi. Mặc dù Triệu Bân rất cố chấp nhưng Huyễn Mộng vẫn lấy ra một cuộn giấy đưa cho hắn, nói chính xác hơn thì nó chính là một tấm bản đồ của đất ma, bên trên có đánh dấu vị trí di chỉ ma vực, chỉ có điều tấm bản đồ này cũng không phải là một tấm bản đồ hoàn chỉnh. Đất ma đã bị phá hủy quá lâu, có rất nhiều bí quyển đều đã thất truyền, ma gia cũng chỉ còn giữ lại được một tấm bản đồ không hoàn chỉnh thế này thôi, Huyễn Mộng nói. Đa tạ, Triệu Bân lập tức nhận lấy. Có lẽ đây cũng chính là lý do Dương Huyền Tông chọn hắn vào nhóm đệ tử gánh vác sứ mệnh tiến vào đất ma. Ông ta biết hắn có quan hệ mật thiết với ma gia cho nên chắc chắn sẽ có người của ma gia đưa cho hắn bản đồ, như thế thì cơ hội để ba người sống sót bước ra ngoài sẽ lớn hơn. Nói ông ta mưu mô cũng được, mà nói ông ta bất đắc dĩ cũng không sai. Đối với Triệu Bân mà nói thì chuyện đó không quan trọng. Chỉ cần có thể tìm được hoa bồ đề thì hắn sẵn sàng để cho người khác lợi dụng. Ta tiễn ngươi. Được. Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi, cả hai lại cùng nhau bước đi. Nếu thấy không ổn thì nhất định phải mau thoát ra ngoài. Bên trong thật sự rất đáng sợ. Lệnh của Thiên Tông thì làm cho có là được rồi. Ngày hôm nay Huyễn Mộng nói rất nhiều, chưa đi hết một đoạn đường mà cô ta đã nói hết từ chuyện này đến chuyện khác. Cô ta thân là người của ma gia, lại chuyên mảng tình báo cho nên tất nhiên biết đất ma đáng sợ đến mức nào. So với đất ma thì di chỉ ma vực lại càng nguy hiểm hơn, bên trong có đủ mọi loại biến hóa bất định. Tổ tiên ma gia vốn đã có di ngôn, căn dặn con cháu đời sau không được tiến vào di chỉ ma vực, ngay cả đại hạ Hồng Uyên còn không thể bước vào được nơi đó thì cũng đủ thấy nó khủng khiếp tới mức độ nào. Bất diệt ma quân mặc dù đã chết nhưng những thứ mà bất diệt ma quân để lại vẫn có thể khiến cho thế nhân kinh hãi. Đã hiểu, Triệu Bân cười nói. Ta không đùa với ngươi đâu. Huyễn Mộng liếc mắt nhìn Triệu Bân. Trong di chỉ ma vực thật sự có đan trường sinh bất lão sao? Triệu Bân hỏi. Ta không biết, Huyễn Mộng nhẹ lắc đầu nói, đại trưởng lão đã nói bất diệt ma quân năm xưa đúng là đã luyện chế một viên đan trường sinh bất lão tặng cho ma hậu để kéo dài tuổi thọ. Về phần có luyện thành hay không thì người ngoài không thể nào biết được, ngay cả chín đại ma tướng cũng không biết. Xem ra bất diệt ma quân cũng là người có tình, Triệu Bân thấm thía nói. Trong lúc đang nói chuyện thì hai người đã bước tới đỉnh núi của trưởng giáo. Huyễn Mộng đưa hắn đến đây thì mới miễn cưỡng rời đi. Trước khi rời đi cô ta còn hôn lên trán của Triệu Bân một cái. Sở Vô Xương tình cờ đi ngang qua nhìn thấy liền liếc mắt nhìn hắn. Thiên Vũ đi bên cạnh nhìn thấy vậy cũng mỉm cười.
Triệu Bân không để ý, vẫn nhấc chân nhỏ đi thẳng một đường. Trên núi, Dương Huyền Tông đã đợi từ lâu. Ngoài ra còn có Linh Lung. Bây giờ rút lui cũng chưa muộn, Linh Lung nhàn nhạt nói. Đi! Ba người đồng thanh nói, Sở Vô Xương và Thiên Vũ rất muốn tìm đan trường sinh bất lão để chữa trị cho Hồng Uyên, đại hạ vẫn cần có lão tổ tỏa chấn, còn Triệu Bân thì khác, hắn chỉ một lòng một dạ muốn tìm Hoa Bồ Đề. Vậy thì được. Dương Huyền Tông phất tay, ba lá bùa từ trong tay áo bay ra. Chúng đều là bùa chữ vật, bên trong bùa chữ vật có rất nhiều thứ hữu dụng, chẳng hạn như bùa tốc hành và bùa nổ cấp bậc không hề thấp, tất nhiên là cấp cho ba người để giữ mạng. Mấy người Triệu Bân cũng không khách khí nhận lấy. Quác! Những tiếng kêu lớn truyền đến, ba con chim khổng lồ đã đáp xuống đỉnh núi. Ba người đồng loạt bước lên, rời khỏi Thiên Tông, bay thẳng đến đất ma. Triệu Bân có thể cảm nhận được có rất nhiều người đang âm thầm hộ tống bọn họ, khi bọn họ tới đất ma thì chắc chắn cũng sẽ có người tiếp ứng. Dù sao thì ba người bọn họ cũng đang gánh vác sứ mệnh rất lớn. Sư thúc, người thấy bọn chúng có thể sống sót trở về hay không? Dương Huyền Tông hỏi. Có thể. Linh Lung thì thào nói nhỏ, mặc dù cô ta không mấy tin tưởng Sở Vô Xương cùng Thiên Vũ nhưng lại rất tin tưởng Cơ Ngân, đó là một niềm tin không thể giải thích được. Trên người của tên nhóc đó có một loại khí chất độc nhất vô nhị, khiến cho người ta bất giác cảm thấy dường như chỉ cần có hắn thì mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa. Mượn những lời tốt lành của sư thúc gửi đến bọn chúng. Dương Huyền Tông hít sâu một hơi nói, ông ta thầm hy vọng chuyến đi sẽ không xảy ra biến cố gì, bất luận là Triệu Bân, Sở Vô Xương hay Thiên Vũ thì cũng đều là những kỳ tài hiếm có, nếu như bọn họ chết ở đất ma thì đối với đại hạ cùng Thiên Tông mà nói chính là một tổn thất rất lớn. Quác! Ba con diều hâu phóng đi với tốc độ cực nhanh. Trên đường đi cả ba người rất ăn ý duy trì sự im lặng, bọn họ biết rõ mình sắp phải đến nơi nào, nơi đó không phải đất ma mà đám đệ tử Thiên Tông vẫn thường lui tới lịch luyện mà là di chỉ ma vực, một nơi mà khu vực đất ma bên ngoài không thể nào so sánh được. Một khi đã bước vào trong thì còn rất có khả năng phải chôn thây ở bên trong đó. Một lúc lâu sau ba người mới ngước mắt nhìn lên. Bọn họ nhìn thấy lá cờ của quân trấn Ma Ti đang bay phấp phới phía trên. Lá cờ đang bay phấp phới trên một mảnh đất khô cằn tối đen không có một bóng cây ngọn cỏ, mảnh đất được bao phủ bởi lớp lớp xương ma đen kịt che khuất tầm mắt thế nhân khiến cho người ta bất giác nghĩ đến ở sâu trong lớp xương ma đen kịt kia sắp nhảy ra một đại ma đầu. Quác! Một lúc sau thì đám diều hâu mới từ trên trời đáp xuống. Sau khi đáp xuống, Triệu Bân gặp một người quen, Đao Vô Ngân. Hai người nhìn nhau, trong chớp mắt liền tỏ ra không quen biết nhau, tránh để cho người ngoài hoài nghi. Ngoại trừ Đao Vô Ngân thì ở đây còn có rất nhiều người của trấn Ma Ti đang trấn thủ, đội hình hết sức chỉnh tề. Nơi đây là một trong những lối vào đất ma, vẫn còn những lối vào ở nơi khác nhưng lối vào này là gần nhất. Sớm ngày trở về, Đao Vô Ngân mở miệng nói, cố gắng hết sức nặn ra một nụ cười. Ba người gật đầu. Khoác hắc bào che giấu khí tức cùng diện mạo toàn thân sau đó cùng nhau bước vào. Mọi người nhìn theo bóng lưng bọn họ dần dần biến mất trong sương ma dày đặc cho đến khi chỉ còn lại những bóng lưng mờ nhạt. Đây, chính là đất ma, Triệu Bân hết nhìn trái lại nhìn phải. Đất ma thật sự quá quỷ dị, nó hết sức khô cằn, được tạo thành từ những loại vật chất kỳ quái khiến cho cây cỏ không thể mọc lên nổi. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên trời thì thấy tuy là ban ngày nhưng ánh sáng mặt trời ở đây cực kỳ ảm đạm. Càng đi sâu vào trong thì ánh sáng lại càng yếu ớt giống như có tầng tầng vải đen xuất hiện che lấp càn khôn. So với hắn thì Sở Vô Xương cùng Thiên Vũ có vẻ bình tĩnh hơn. Bọn họ đều là thân thích của Nguyên Soái cho nên từ mấy năm trước đã được đến đất ma lịch luyện. Dù vậy bọn họ cũng chỉ được đi loanh quanh ở bên ngoài chứ không được tiến sâu vào bên trong, chỉ có quỷ mới biết được bên trong có bao nhiêu hung hiểm. Đi bộ hết nửa canh giờ thì ba người mới dừng lại. Cách đó không xa có một tấm bia đá. Tấm bia đá này trông rất cổ xưa, bên ngoài loang lổ bám không ít cho bụi, bên trên có khắc hai chữ cứng cáp thật to, đất ma. Xung quanh tấm bia đá thường xuyên có người của trấn Ma Ti lui tới, hầu hết đều cầm theo đao kiếm đi tuần tra qua lại. Trước khi đến đây Triệu Bân đã hiểu rõ. Những nơi mà đệ tử Thiên Tông được đến lịch luyện ở đây cũng chia thành nhiều phần. Nếu như tu vi không đủ cao thì chỉ được đi loanh quanh bên ngoài bởi vì càng đi sâu vào trong thì càng nguy hiểm. Người của trấn Ma Ti cũng chỉ chia ra trấn thủ một số đoạn đường để tránh việc cường giả của các thế lực khác xâm nhập vào, tất nhiên cũng là để bảo hộ cho sự an toàn của đệ tử Thiên Tông,
nếu như trong lúc lịch luyện xảy ra nguy cơ thì sẽ có người đi vào giải cứu. Bọn họ bước qua tấm bia đá, sắc trời lại càng lúc càng tối hơn. Không chỉ vậy, màn sương ma còn càng lúc càng dày, cuồn phong gào thét ông ông chấn động cực kỳ giống như tiếng lệ quỷ kêu rên. Trên đường đi Triệu Bân cũng nhìn thấy rất nhiều bộ xương ngập nửa người trong bùn đất, phần lớn là của đệ tử Thiên Tông, hoặc có lẽ là của những người ngoài vô tình phải chôn thây ở đây. Hẳn là nơi này. Triệu Bân cầm tấm bản đồ do Huyễn Mộng đưa xem đi xem lại. Ngươi lại có bản đồ sao? Thiên Vũ hơi kinh ngạc khi nhìn thấy nó. Sở Vô Xương không quá bất ngờ, cô ta từ lâu đã biết cái tên này có quan hệ không bình thường với Ma Gia cho nên chắc chắn sẽ được Ma Gia cung cấp cho một tấm bản đồ. Nếu không thì hắn cũng có thể dùng tiền để mua lại bản đồ từ Ma Gia. Tấm bản đồ này cho dù cô ta cùng với Thiên Vũ có tiền thì cũng không tìm được chỗ nào bán, mà cho dù có tìm được chỗ bán thì đối phương cũng chưa chắc sẽ chịu bán cho bọn họ. Ta mua được đó, Triệu Bân ha hả cười nói. Có vẻ như nó không hoàn chỉnh, Sở Vô Xương thì thào nói. Ừ, nó đã bị mất đi một số chỗ, Triệu Bân không giấu giếm nói, hai người xem kỹ thêm mấy lần nữa đi. Tốt nhất nên ghi nhớ lại, đề phòng khi lạc đường lại không tìm thấy nhau. Cẩn thận! Đáp lại hắn, Thiên Vũ bỗng khẽ quát một tiếng. Sau đó liền có tiếng lưỡi kiếm vang lên, Thiên Vũ đã kéo Triệu Bân ra rồi dùng kiếm chém về phía đối diện. Bọn họ có thể nghe thấy tiếng hét thảm thiết vang lên, một thứ giống người màu đen xì đã bị Thiên Vũ chém chết. Đây là gì? Triệu Bân nghi hoặc bước lên. Thứ giống người đen xì vừa bị chém chết ban nãy đã hóa thành một vũng máu thịt nhầy nhụa sau đó dần dần hóa thành máu loãng dung nhập vào bùn đất như chưa từng xuất hiện. Đây là ma quỷ, Sở Vô Xương giải thích, như người đã chứng kiến, nó không phải là người thật mà là một thực thể kỳ lạ được tạo thành bởi xương ma và sát khí bị nhiễm huyết khí. Bên trong đất ma có rất nhiều ma quỷ dạng này, càng vào sâu thì bọn chúng càng mạnh, đệ tử Thiên Tông đến đây lịch luyện phần lớn đều bị ma quỷ giết chết. Thứ mà Thiên Vũ vừa chém chết chẳng qua cũng chỉ là thứ tôm tép, những con quỷ ở sâu bên trong mới thật sự khủng bố. Thì ra là như vậy, Triệu Bân lẩm bẩm, đất ma còn quỷ dị hơn hắn tưởng tượng. Đi, Thiên Vũ thu kiếm lại, là người đầu tiên bước tiếp. Triệu Bân nhanh chóng bước theo. Sở Vô Xương đi cuối, cảnh giác phía sau. Vèo, vèo. Trên đường đi, Triệu Bân hết lần này tới lần khác nghe thấy những âm thanh như có thứ gì đó lướt qua lướt lại. Xem ra ở đây đều là ma quỷ, có vài lần hắn còn nhìn thấy rõ ràng gương mặt của ma quỷ, hai mắt của chúng đỏ tươi, trong miệng chảy ra chất lỏng màu xanh, bộ mặt dữ tợn dọa người, nhe răng trợn mắt như lệ quỷ bước ra từ luyện ngục khiến cho người khác phải lạnh sống lưng. Sở Vô Xương nói không sai, càng đi sâu vào trong thì bọn chúng càng mạnh. Cũng may là bọn họ đủ thận trọng, phối hợp cũng đủ ăn ý. Trên đường đi bọn họ đã chém chết hơn chục con quỷ khiến cho những con quỷ yếu kém thậm chí còn không dám lướt qua trước mặt họ. Có thần trí sao? Triệu Bân nhướng mày, đám quỷ này biết sợ hãi cho nên tất nhiên là cũng có thần trí. Sương mù ma, sát khí, tà niệm, ác niệm, huyết khí ít nhiều đều có chút ý thức, Sở Vô Xương thì thào nói, những con quỷ ở sâu bên trong có nhiều con còn rất khôn ngoan. Thú vị! Triệu Bân lẩm bẩm rồi lại biến ra thêm một phân thân. Trên đường đi cứ cách một đoạn là hắn sẽ biến ra một phân thân, dù sao hắn cũng phải tự tìm đường lui cho mình, trong những thời khắc mấu chốt thì pháp trận triệu hoán có thể cứu mạng hắn, đánh không lại liền có thể bỏ chạy, giữ được cái mạng nhỏ mới là quan trọng nhất. Chân nguyên của ngươi không tốn tiền sao? Sở Vô Xương liếc nhìn Triệu Bân hỏi. Cô ta nói không sai, để một phân thân tồn tại thì chân thân phải tiêu hao rất nhiều chân nguyên, số lượng phân thân càng nhiều thì số lượng chân nguyên tiêu hao cũng càng nhiều. Nếu như chân nguyên giảm sút thì cần phải uống rất nhiều dược hoàn cùng linh dịch để bổ sung chân nguyên. Nói đến cuối cùng vẫn chỉ là vấn đề tiền bạc mà thôi. Triệu Bân hất tóc ra sau, vẻ mặt đắc ý như muốn nói, ta có đan hải, có thể tùy ý sử dụng. Quả thật nguồn năng lượng bên trong cơ thể của hắn là vô tận. Chỉ có điều cả Sở Dê Xương và Thiên Vũ đều nhìn không ra đi chưa được bao lâu thì bạn học lại nhìn thấy một tấm bia đá khác có khắc hai chữ đất ma. Cộng. Điều này chứng tỏ ba người đã vượt qua vùng đất ma bên ngoài, chỉ cần bước qua tấm bia đá này thì cấp độ của ma quỷ bên trong sẽ cao hơn rất nhiều. Triệu Bản đoán nếu như không có thực lực cảnh giới huyền dương tầng 8 thì cũng không thể bước vào nơi này bởi vì sẽ rất nguy hiểm. Rồng. Quả nhiên ba người vừa mới đi được không xa thì liền gặp một con quỷ đánh tới, nó có hình dáng của một con người ba đầu sáu tay, mỗi một đầu lại có ba mắt,
cái miệng của cái đầu chính giữa còn vô cùng lớn làm lộ ra hai cái răng nanh lóe lên ánh sáng lạnh lẽo dữ tợn. Chu Tiên Quyết. Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, một kiếm chém chết con quỷ. Keng, keng. Sở Vô Xương cùng Thiên Vũ cũng lần lượt ra tay, có đến ba con quỷ lao tới, chẳng qua con đầu tiên lao tới nhanh nhất thì bị giết chết trước, hai con còn lại cũng ngay lập tức bị một kích tuyệt sát. Trả cho ta một ít phí bảo vệ đi rồi ta bảo vệ cho. Triệu Bân cởi giày đi chân đất, dùng đại địa linh chú cảm nhận nền đất. Nếu như hắn đoán không lầm thì đại đa số ma quỷ ở đây đều từ dưới lòng đất chui ra. Về chuyện phí bảo vệ thì chính là hắn đang nói với Sở Vô Xương cùng Thiên Vũ. Trong đôi mắt đẹp của Sở Vô Xương đã bùng lên ngọn lửa, nghe thấy hắn nói vậy cô ta cảm thấy hết sức bực mình. Thiên Vũ ho khan một tiếng rồi chỉ mỉm cười bước tiếp. Thành thật mà nói, cho dù hắn ta có liên thủ với Sở Vô Xương thì cũng không thể nào đánh lại cơ ngân. Đi tới một chỗ, Sở Vô Xương bỗng dừng lại. Sao không đi tiếp, Triệu Bân vừa nhìn quanh vừa hỏi. 108 đệ tử Thiên Tông cùng mấy chục vị trưởng lão phần lớn đều bị chôn thây ở nơi này, bao gồm cả Lý Huyền Thương, Sở Vô Xương nói xong liền lấy bầu rượu rót ra một chút rượu. Nghe vậy, Thiên Vũ cũng lấy bầu rượu ra. Triệu Bân cũng thế, nghe đến tên Lý Huyền Thương thì tâm trạng của hắn liền trở nên phức tạp, trước đây nữ soái bảo hắn đến gặp Lý Huyền Thương. Thật không ngờ ông ta đã chôn thây ở đất ma, cuối cùng sau khi trải qua rất nhiều hiểu lầm thì hắn lại bái sư tại đỉnh Tử Trúc. Đệ tử chân truyền chết nhiều như vậy, ở đây phải có bao nhiêu ma quỷ chứ, Triệu Bân thổn thức nói. Trong đất ma không chỉ có ma quỷ mà còn có rất nhiều cạm bẫy, Thiên Vũ nói, ông nội ta từng nói qua, tiên trận của bất diệt ma quân không ngừng luân chuyển, uy lực vô biên, chỉ một chút sự uy cũng có thể khiến cho thiên địa thay đổi. Các trưởng lão và đệ tử chết ở đây rất có thể đã bị ảnh hưởng bởi dư uy của tiên trận, về phần bọn họ bị thứ gì tiêu diệt thì cho tới nay vẫn chưa ai có kết luận. Sau khi cúng bái, cả ba lại lên đường. Ma lực thật mạnh mẽ. Triệu Bân liên tục lẩm bẩm trên đường đi, hắn đã cởi giày ra và tĩnh tâm cảm nhận, đất ma dưới chân hắn thật sự có càn khôn, dường như mỗi một hạt bụi ở đây cũng đều ẩn chứa ma lực. Xem ra huyết khí của ma vực truyền thừa đã nhập vào đại địa. Hình thành ma lực lưu lại, qua thời gian dài chẳng những không khô kiệt mà còn cuồn cuộn sinh sôi. Đại địa linh chú. Thiên Vũ cau mày nhìn động tác của Triệu Bân. Sở Vô Xương nghe vậy thì cũng bất giác nhìn xuống chân của Triệu Bân, cô ta cũng đã từng nghe nói qua về chú pháp này, chính là loại chú pháp chuyên dùng của linh tộc. Nhìn thấy đôi chân nhỏ của Triệu Bân đang thi triển nó thì cô ta liền không khỏi kinh hãi, đó thật sự là đại địa linh chú. Thế là hai người cứ hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Triệu Bân. Khó trách cái tên này có khí huyết dồi dào cùng khả năng chịu đòn bá đạo đến vậy, bởi vì hắn thông hiểu đại địa linh chú cho nên mới có thể mượn năng lượng từ đại địa lực để trở thành một con rắn đánh mãi không chết. Bị hắn đánh bại cũng không quá mất mặt. Sở Vô Xương lẩm bẩm, Triệu Bân là yêu nghiệt ngàn năm có một, trong tay lại có quá nhiều lá bài tẩy đáng sợ, cô ta có thể đánh bại hắn mới là lạ. Hiện tại tâm lý của cô ta đã cân bằng hơn rồi. Có người. Triệu Bân đột ngột dừng lại, mở ra thiên nhãn. Thiên nhãn có khả năng nhìn thấu huyễn cảnh, hắn nhìn xuyên qua tầng tầng xương ma thì thấy phía trước có hơn 10 thân ảnh mơ hồ, khoảng cách mặc dù rất xa nhưng hắn vẫn có thể phát hiện ra nhờ vào đại địa linh chú. Người ầm ĩ cái gì, Sở Vô Xương nói, có thể đó là người của Trấn Ma Ti. Không phải người của Trấn Ma Ti, Triệu Bân nhẹ lắc đầu. Đệ tử Thiên Tông, đệ tử Hoàng Tộc, hai người nói qua nói lại một lúc thì liền cảm thấy không đúng. Vào thời điểm này không có khả năng Thiên Tông cùng Hoàng Tộc lại cho đệ tử đến đây lịch luyện, hơn nữa trên đường đi bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy đệ tử của Thiên Tông hay Hoàng Tộc. Như vậy chỉ còn một khả năng là đó là người từ bên ngoài tới. Dị tượng về đan trường sinh bất lão đã gây ra động tĩnh quá lớn khiến cho các thế lực khác, thậm chí là các vương triều khác. Đều nhận được tin tức rồi phái người xâm nhập vào đất ma. Vùng đất ma này rất rộng lớn, lối vào ở khắp mọi nơi, mặc dù đội hình của Trấn Ma Ti cũng rất lớn nhưng không thể phòng thủ hết tất cả các lối vào. Ngày thường chắc chắn sẽ không có người ngoài bước vào nơi này bởi vì một khi đụng phải người của Trấn Ma Ti thì họ chắc chắn sẽ bị bắt. Bị bắt là chuyện nhỏ, có khi họ còn bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Nhưng bây giờ thì khác. Dị tượng đan trường sinh bất lão đã xuất hiện. Chắc chắn có rất nhiều người thèm muốn nó đến nỗi bất chấp tất cả để được tiến vào đất ma, Trấn Ma Ti muốn trấn áp được hết cũng là lực bất tòng tâm, dù sao đất ma quá lớn,
bọn họ không thể nào bắt được hết đám ruồi bọ quyết sống chết bay vào. Điều quan trọng nhất là, càng vào sâu bên trong thì vòng tuổi áp chế lại càng mạnh, lớp người già hoàn toàn không thể tiến vào được. Cho nên những người có thể vào sâu bên trong đều là tiểu bối không vượt quá 20 tuổi. 13 tên, Triệu Bân lại nói. Tại sao ta không phát hiện, Sở Vô Xương thì thào. Thiên Vũ bên cạnh cũng rất lúng túng, hắn ta không cảm nhận được gì. Đại địa linh chú. Triệu Bân chỉ đáp 4 chữ, bí thuật này không chỉ giúp hắn hấp thụ sức mạnh mà còn giúp hắn có được cảm chi lực nhạy bén, nếu không có đại địa linh chú thì hắn cũng sẽ không tìm được quả trứng kỳ lân vàng. Người của Trấn Ma Ti đâu? Triệu Bân nhìn xung quanh. Quân trấn thủ ở đây đâu, sao hắn không thấy một bóng người nào cả vậy? Có người đột nhập kìa, mau mau ra bắt người đi chứ. Vòng tuổi áp chế ở đây rất mạnh, đến 30 tuổi là cực hạn rồi, Thiên Vũ giải thích. Ta quên mất, Triệu Bân vỗ trán nói. Hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng vòng tuổi áp chế. Đó là một nguồn năng lượng rất quỷ dị, tuy nhìn không thấy sờ không được nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng. Cũng có thể nói bọn họ đã dần tiếp cận di chỉ ma vực, dư uy của tiên trận bên trong ma vực có lẽ cũng đã lan tràn đến nơi này, khó trách không thể nhìn thấy người của Trấn Ma Ti ở đây, bởi vì phàm là người có đủ đạo hạnh trong Trấn Ma Ti thì chẳng có ai nhỏ hơn 30 tuổi. Người có biết đó là người của thế lực nào không? Sở Vô Xương hỏi. Tất cả đều khoác hắc bào, nhìn không ra, Triệu Bân lại lắc đầu. Đi đường vòng đi. Thiên Vũ chọn một bên rồi bắt đầu bước đi. Bọn họ còn chưa tới di chỉ ma vực cho nên lúc này không nên khai chiến với thế lực khác. Chưa bàn đến chuyện thắng thua nhưng nếu như khai chiến thì sẽ rất lãng phí thời gian, nếu như tạo điều kiện cho kẻ khác nhanh chân tới trước thì mọi chuyện sẽ đổ sống đổ biển. Ở bên ngoài có rất nhiều quân Trấn Ma Ti đang tuần tra, nếu như bọn họ phát hiện người ngoài xâm nhập thì chắc chắn sẽ hạ gục bọn chúng. Không cần hắn ta nói thì người của Trấn Ma Ti cũng không nhàn rỗi. Đáng tiếc đất ma rất rộng. Bọn họ không thể phòng thủ toàn bộ, chỉ có thể cắt cử ra từng nhóm tuần tra. Những kẻ bên ngoài xâm nhập vào được chính là nhờ lợi dụng chỗ trống giữa các phiên tuần tra, nếu như Trấn Ma Ti muốn phòng thủ kín kẽ không một khe hở thì chắc phải điều động toàn bộ quân đội đến đây mới có thể làm được, chuyện này rốt cuộc cũng không thể trách người của Trấn Ma Ti. Biến mất rồi. Trong lúc Triệu Bân đang cảnh giác thì hơn 10 thân ảnh kia đã biến mất. Ba người Triệu Bân cũng tăng tốc, bọn họ gánh vác sứ mệnh trên vai. Không thể trở về tay không? Á! Sau đó liên tục có những tiếng kêu rên thảm thiết vang lên. Trên đường đi bọn họ không ngừng phải đối mặt với những con quỷ nhảy ra tìm kích thích. Bọn chúng không thể nuốt trôi ba người bọn họ cho nên liền bị phản sát, số ma quỷ bị bọn họ giết chết không dưới 100 con, trong đó còn có rất nhiều ma quỷ cảnh giới địa tạng có chiến lực hung hãn, ngay cả thần trí cũng không thấp. Ở một nơi khác cũng có rất nhiều tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Điều này khiến cho sắc mặt của ba người bọn họ không được tốt lắm, chắc chắn là đã có rất nhiều kẻ khác cũng đã tiến vào đây, trên đường đi cũng đụng chúng và phải chiến đấu với ma quỷ như bọn họ cho nên mới gây ra nhiều tiếng kêu rên thảm thiết như vậy. Á! Càng tiến sâu vào trong thì ma quỷ xuất hiện càng nhiều, tiếng kêu rên thảm thiết cũng vang lên càng nhiều. Có ma quỷ thì cũng có những kẻ không sợ chết từ bên ngoài xâm nhập vào đây, không cần Trấn Ma Ti xử lý bọn chúng cũng không có khả năng cao sống sót. Ma quỷ trong đất ma há lại là thứ mà bọn chúng có thể dễ dàng giải quyết được. Tất nhiên cũng có những kẻ mạnh đã xâm nhập vào gần di chỉ ma vực. Ba người Triệu Bân không dám trì hoãn, gia tăng tốc độ một đường phóng tới trước. Lại là bọn chúng. Một lúc sau, Triệu Bân đột nhiên ngừng lại nói. Thiên Vũ cùng Sở Vô Xương cũng ngừng lại. Lần này không cần Sở Vô Xương nói thì bọn họ cũng có thể mơ hồ cảm nhận được có những bóng đen đang chuyển động qua lại trong một sơn cốc tối tăm, không biết là đang tìm thứ gì. Lần này ba người không đi đường vòng nữa, nếu đi đường vòng thì sẽ rất xa. Khi bọn họ đi tới rìa sơn cốc thì hơn 10 mấy thân ảnh kia đều đã phóng ra ngoài, kẻ nào cũng khoác hắc bào. Triệu Bân lẳng lặng mở ra thiên nhãn, có thể nhìn xuyên thấu qua hắc bào của đối phương. Những kẻ này đều không phải là người đại hạ bởi vì trang phục bên dưới hắc bào rất kỳ quái, trên trán bọn chúng không có tóc, sau lưng thắt một bím tóc nhỏ, tuổi tác không cao nhưng dưới mũi đều có một chòm râu, thanh đao mà bọn chúng đeo cũng rất kỳ quái, vừa dài hẹp vừa sắc bén. Thú vị nhất là đôi giày mà những kẻ này đang đi, nhìn sao thì cũng giống như một tấm ván gỗ, khi đi lại thì phát ra tiếng kêu lạch cạch. Người có thể rời đi, bảo bối thì để lại.
Kẻ cầm đầu đám người kia bước lên ngạo nghễ, chống nạnh nói. Thiên Vũ cùng Sở Vô Xương đều cau mày, đám người này rốt cuộc là vào đây tìm đan trường sinh bất lão hay là vào đây để cướp? Ngoài ra, cách mà tên này nói chuyện sao lại kỳ quái đến thế? Bọn chúng không phải người đại hạ. Triệu Bân sờ sờ cằm, thì thào nói. Người đại hạ không nói chuyện với âm sắc như vậy, đám người này ra ngoài rất dễ bị người ta đánh. Khi ba người Triệu Bân đang quan sát thì hơn một chục kẻ đó liền cầm đao đang bao vây bọn họ, rõ ràng là muốn đánh cướp, nếu như bọn họ không giao ra bảo bối thì đám người này chắc chắn sẽ xông lên tấn công bọn họ. Cút! Triệu Bân phất tay đánh ra một chưởng hất văng tên cầm đầu rồi phi thân bay đi. Tốc độ ra đòn của hắn cực nhanh. Trước khi bước vào sơn cốc bởi vì khoảng cách quá xa cho nên hắn không thể thấy rõ đạo hạnh của đám người này, hiện giờ thì hắn đã thấy rõ, tu vi của đám người này cũng không tính là thấp, nội tình cũng có chút hùng hậu, một số kẻ còn có bề ngoài dọa người, nếu như không phải hắn đang vội vàng tới Di Chỉ Ma Vực thì hắn cũng không ngại chấn lột sạch sẽ đám người này. Vèo, vèo, Thiên Vũ và Sở Vô Xương cũng không muốn dây dưa nữa. Ngay sau khi Triệu Bân đánh ngã tên cầm đầu rồi phi thân bay đi thì bọn họ cũng nhanh chóng đuổi theo. Nhát cái. Một tiếng quát tức giận vang lên từ phía sau. Tiếng quát vừa vang lên thì cả ba người Triệu Bân đều dừng lại, liếc mắt nhìn nhau một cái rồi liền bay vòng trở lại. Không biết vì sao khi nghe thấy hai chữ này thì bọn họ liền cảm thấy tức giận. Nhát cái. Thấy ba người Triệu Bân quay lại, hơn mười mấy kẻ mặc hắc bào kia đều xông lên. Quát tháo bằng thứ tiếng mà loài người không thể hiểu được. Bọn chúng chặn kín đường ra sơn cốc, nhất quyết phải tiêu diệt cho bằng được ba người Triệu Bân. Đừng cản ta, để ta giết hết bọn chúng. Triệu Bân xắn tay áo nhỏ lên, tức giận ngập trời nói. Ta cũng muốn giết hết bọn chúng. Thiên Vũ rút kiếm, khí thế hừng hực. Sở Vô Xương nhìn Triệu Bân, rồi lại nhìn sang Thiên Vũ, hai người đều muốn giết hết bọn chúng, vậy thì ta làm gì? Cô ở đó hóng gió. Dù hai người không đáp lại nhưng thần thái đã nói lên tất cả. Không sai, mấy chuyện này để nam nhân bọn họ làm là được, nữ nhân đứng một bên đợi đi. Sở Vô Xương cũng rất hiểu chuyện, thật sự lui lại phía sau. Giết! Tên cầm đầu bên kia quát lớn, bổ một đao về phía Triệu Bân. Triệu Bân thậm chí còn không thèm nhìn mà đã có thể nghiêng người né tránh rồi ngay lập tức chọc ngón tay vào giữa ấn đường của kẻ đó. Đột nhiên, Triệu Bân chớp mắt liền cảm thấy có một luồng khí tức phong ấn đáng sợ bao trùm lấy cơ thể hắn, có hai kẻ mặc hắc bào khác phối hợp rất ăn ý với tên cầm đầu, bọn chúng đã thi triển thuật phong ấn lên người Triệu Bân trước khi hắn có thể chọc ngón tay chúng vào ấn đường của tên cầm đầu kia. Ngay lúc đó, đao của tên cầm đầu cũng đã bổ xuống lần nữa. Ngoài ra còn có thêm kẻ mặc hắc bào thứ tư và thứ năm đang xông lên công phạt, những thanh đao trong tay bọn chúng sáng loáng, đều nhắm thẳng vào đầu của Triệu Bân. Nếu như còn không né tránh thì hắn chắc chắn sẽ bị chém nát. Giống. Trong lúc nguy cấp, Triệu Bân mạnh mẽ thi triển thần long vẫy đuôi phá vỡ phong ấn. Ngay sau đó hắn lại mở ra thiên cang hộ thể, những kẻ đang bổ đao về phía hắn đều bị chấn văng ra xa, kẻ có nội tình yếu còn bị chấn kinh đến mức phun máu giàn giụa. Thấy vậy, kẻ mặc hắc bào thứ 6 và thứ 7 cũng liên tiếp khai công. Kẻ mặc hắc bào thứ 9 và thứ 10 thì tiếp tục hợp tác thi triển thuật phong ấn. Độn băng, vạn lý hàn thiên. Triệu Bân quát lên một tiếng, hai tay kết ấn. Hắn vừa dứt lời thì hàn khí xung quanh liền hoành hành đóng băng ngàn dặm, thân thể của những kẻ mặc hắc bào cũng đều bị hàn khí hóa thành hàn băng bao phủ, tất nhiên Sở Vô Xương cùng Thiên Vũ không nằm trong phạm vi này. Vèo. Những kẻ còn lại vội vàng bỏ chạy. Chạy đi đâu? Triệu Bân đuổi theo, tay phải thi triển Chu Tiên Quyết đánh chết một tên, tay trái vung kiếm chém bay đầu một tên. Chân thì lại đá ra một cước khiến cho đầu của một tên khác biến thành đống thịt nát. Mặt những tên áo đen còn lại đều biến sắc. Không thể nhìn người bằng vẻ bề ngoài được. Đột nhiên cái tên nhóc này lại thao thao bất tuyệt. Nào! Triệu Bân đằng đằng sát khí, khí thế cực mạnh. Bảy tên áo đen hừ lên lạnh lùng rồi đồng loạt tấn công. Bảy đánh một, bọn ta không tin không thể giết chết được ngươi. Âm, bùm! Mặt khác, Thiên Vũ lấy một chọi ba. Đánh nhau cũng rất quyết liệt. Không khó để nhận ra, Thiên Vũ đã chiếm thế thượng phong tuyệt đối, một mình hắn ta đánh ba tên áo đen đến mức không ngóc đầu lên nổi, người không đủ thực lực như tên áo đen thứ 11 thì đã bị đập đến liệt nửa người. Còn Sở Vô Xương thì chỉ đứng đó nhởn nhơ. Chuyện nhỏ thế này thì hai tên đó có thể xử lý được,
đặc biệt là Cơ Ngân, nói đánh 10 tên là đánh 10 tên, không có ai có thể địch lại hắn. Ọc, ọc, bỗng chốc, hai vệt máu nối tiếp nhau phục ra. Tên áo đen thứ 9 và tên áo đen thứ 10 cũng bị hạ gục, một tên bị Triệu Ban chém đứt đầu, tên kia thì bị cắt đứt tâm mạch, chết một cách âm ức, trận này được đánh kiểu gì thế không biết. Một người đánh 10 người mà Triệu Bân đã diệt hết được một nửa rồi. A! À, tên áo đen thứ nhất tức giận gào lên, chém ra một đao khiến một con rồng đen xuất hiện. Mặc cho ngươi là rồng hay trùng, đều phải bỏ hết cho ta. Triệu Bân giận dữ hét lên, mặc dù giọng non nớt nhưng lại đầy bá đạo, hắn tung một đấm, đánh tan con rồng đen, đến cả tên áo đen thứ nhất cũng bị chấn động đến mức phải hừm lên khó chịu và lùi về sau. Hừm! Tên áo đen thứ nhất lùi về sau thì tên áo đen thứ hai tấn công đến. Tên này khá bản lĩnh, trong mười mấy tên áo đen thì sức chiến đấu của hắn ta có thể xếp vào top 3. Hắn ta vung đao, quét ngang thì liền có một con mãnh hổ màu đỏ gào thét xuất hiện, chủ yếu là thân hình của nó vô cùng to lớn, nhào tới là nuốt chửng lấy Triệu Bân. Mở! Triệu Bân là thanh niên cứng, đưa hai tay lên trời, xé tan con mãnh hổ rồi chui ra ngoài, thoăn thoắt như giao long. Chiêu đại La Thiên thủ từ trên trời giáng xuống, đè ép tên áo đen thứ hai quỳ ngay xuống đất, xương cốt trong người rệu rạo, hắn ta vẫn chưa kịp đứng dậy thì đã bị Triệu Bân đâm chết bằng một kiếm. Tên thứ sáu. Triệu Bân lạnh lùng nói, cầm thanh kiếm đầy máu, bước đến từng bước. Đến lúc này, không khí chiến đấu ở đây mới tạm thời lắng xuống. Bốn tên áo đen còn lại đều liên tục lùi về sau, nhìn Triệu Bân bằng ánh mắt đầy khiếp sợ, thật kỳ lạ. Một tên nhóc con mà sao lại đánh giỏi như thế chứ? Đến một chỗ nhất định thì bốn tên đó mới dừng lại. Tiếp đó, tiếng rì rầm lại vang lên, dường như bọn họ đang bàn bạc chiến thuật. Vừa dứt lời thì tên áo đen thứ nhất liền cắn răng xông lên. Ba tên áo đen còn lại thì liên tục lùi về sau, cơ thể chậm chậm bay lên, nếu như có man đằng ở đây thì nhất định sẽ thốt lên, ôi trời ơi, bọn họ biết bay kìa. Triệu Bân làm lơ, vùng kiếm. Chém bay tên áo đen thứ nhất. Giết! Tên áo đen thứ nhất hét lên, vung cánh tay, đao ảnh cuốn đến đầy trời, nối đuôi nhau chém về phía Triệu Bân. Phải nói là sức sát thương của đòn tấn công này thật sự rất đáng sợ, người bình thường sẽ không dám đối đầu trực diện. Có điều, Triệu công tử nào phải người bình thường? Vẫn là thiên cang hộ thể, ánh sáng đao bá đạo đập lên thiên cang giống như chém lên tấm thép, xẹt lửa, vốn không thể nào phá được phòng thủ của thiên cang. Tên áo đen đầu tiên thấy vậy thì lập tức quay đầu bỏ chạy, chớp mắt thì đã biến mất. Ẩn thân là có thể chạy thoát sao? Triệu Bân cười lạnh lùng, chỉ hai ba bước là đuổi kịp rồi vung kiếm chém. Mặt tên áo đen thứ nhất biến sắc, chạy đến không dám ngoái đầu lại, nhưng lại có một vật kỳ lạ từ trong người hắn ta bay ra, đó là một viên ngọc màu đen, lơ lửng trên đầu, ánh sáng đen rọi xuống, bao phủ toàn bộ người hắn ta, tạo ra một tấm chắn phòng hộ. Kiếm của Triệu Bân đã không thể phá vỡ được. Đồ tốt đấy. Triệu Bân thầm lẩm bẩm rồi vung tay chém thêm một kiếm nữa. Lần này, dù có viên ngọc hộ thể thì cũng không có tác dụng gì, tấm chắn phòng hộ màu đen đã bị phá vỡ, đến cả viên ngọc đó cũng vỡ tan. Thê thảm nhất là tên áo đen thứ nhất, hắn ta đã bị chém chết, chết một cách rất ấm ức, vốn dĩ hắn ta đang kéo dài thời gian cho đồng đội, không ngờ nhanh như vậy đã bị tiêu diệt. Đồ ngu. Tiếng hét giận dữ từ trên không truyền xuống, đó là tên áo đen thứ ba, thứ tư và thứ năm, khí thế cũng đột ngột bộc phát. Trên đầu mỗi người đều có một mặt trời rực lửa, thung lũng tối tăm cũng được chiếu sáng, khói ma đen tối cũng biến mất, ánh sáng mặt trời không phải là ánh sáng bình thường mà là những thanh kiếm đầy sức mạnh, những nơi có ánh mặt trời chiếu xuống đều bị tấn công. Uy lực không tầm thường. Triệu Bân thấy vậy thì lẩm bẩm. Sau đó, hắn cất kiếm Long Uyên vào. Đổi sang dùng cung bá vương, không biết vì sao, khi nhìn thấy mấy thứ tròn chính thì hắn lại muốn bắn tên vào, chẳng hạn như mặt trời tròn xoay kia. Hắn kẹp ba mũi tên lên cung, một mũi là thiên lôi, một mũi là chân khí thái âm, một mũi là khí huyền hoàng. Hắn kéo cong cung, rồi buông tay, ba mũi tên bay vút ra, phóng thẳng lên trời. Chân khí thái âm. Sở Vô Xương lẩm bẩm và ngước mắt nhìn theo. Đập vào mắt là cảnh ba mặt trời bị bắn xuyên. Cơ Ngân không chỉ nhắm chuẩn mà uy lực của các mũi tên cũng rất đáng sợ, mặt trời chói lọi lập tức bị bắn tắt. Ọc, ọc, ọc. Ba tên áo đen đều hộc máu, lúc nãy uy phong bay lên trời, giờ thì lại như những con diều đứt dây, hộc máu trên không trung,
tên áo đen thứ năm với năng lực kém hơn đã chết khi chưa rơi xuống đến mặt đất. Tú Nhi nói phải nhân lúc đối thủ đang bệnh thì lấy mạng hắn luôn. Triệu Bân rất tự giác, hắn lại kéo cung, tiễn luôn tên áo đen thứ tư đến quỷ môn quan, còn tên áo đen thứ ba thì đã bay mất khi trên đường rơi xuống đất. Nếu để ngươi chạy mất thì sao xứng đáng với nhân dân cả nước? Triệu Bân giẫm châm rồi cũng bay lên trời, biến chân nguyên thành cánh tay, vung tay, quét tên áo đen thứ ba ra khỏi bầu trời, sau đó thì nhanh tay tóm lấy cổ tay đối phương khi hắn ta đang rơi xuống đất rồi quay một vòng. Bí thuật đập người của hắn chưa bao giờ bị lỗi thời dù là ở đâu. Người như tên áo đen thứ ba thì chỉ cần một cú là đã có thể khiến hắn ta không nhận ra mẹ mình là ai nữa rồi. Đề ngu, thế cho người thấy thế nào là ngu này? Triệu Bân nổi giận, đập một mạch chín phát, nhìn thôi cũng thấy đau, Sử Dê Sương chỉ đứng xem mà cũng thấy không chịu nổi. Thế ai mà từng bị Cơ Ngân đập thì căn bản đều bị ám ảnh, trông hắn nhỏ con vậy thôi chứ hắn chính là minh chứng cho cái gọi là như mà có và đấy, mấy củ đập liên tiếp nhau đó phải nói là vô cùng đáng sợ. Tiếng la thảm thiết của tên áo đen thứ ba đầy thất thanh, e là đến lúc chết hắn ta vẫn không thể nào ngờ được mình lại bị đập chết tươi thế kia. Không thể phủ nhận hôm nay có hơi nóng giận. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, dáng vẻ lại dần trở nên uy phong. Sở Vô Xương liếc hắn một cái, có lần nào đánh nhau là người ít tức giận đâu. Ở cách đó không xa, tiếng la ó cũng vang lên lanh lảnh. Thiên Vũ cũng đã kết thúc trận đấu, một mình hắn ta hạ gục ba tên áo đen. Đến lúc này thì cuộc đại chiến mới chính thức khép lại. Chắc đám người đến từ bên ngoài này sẽ rất đau buồn. Vốn dĩ đến đánh cướp, không ngờ lại gặp phải thứ thiệt, mà còn là loại rất đáng gờm nữa, chưa lấy được bảo bối gì mà còn phải bỏ mạng. Các ngươi nghỉ ngơi đi, để ta. Triệu Bân không làm dáng nữa mà chạy tới chạy lui. Đánh nhau xong rồi thì phải thu chiến lợi phẩm. Triệu công tử ra tay thì sẽ là chính sách ba sạch, thứ gì có thể lấy thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cơ sư đệ đúng thật là đa tài đa nghệ đấy. Thiên Vũ tằng hắng một tiếng. Trông dáng vẻ thành thạo của hắn thì biết hắn đã làm không ít mấy chuyện bắt gà trộm chó. Sở Vô Xương thì rất bình thản. Sống ở Thiên Tông lâu rồi thì có chuyện kỳ lạ gì mà chưa từng gặp đâu, hễ có người hẹn Cơ Ngân ra đánh nhau thì sau khi đánh xong thế nào cũng có cảnh này, e là chỉ có cô ta là người mà hắn chưa từng cướp trong số rất nhiều người mà hắn đã từng đánh bại. Bên này Triệu Bân đã quét sạch đồ. Đã nói là sẽ chia đôi, nhưng đến tay hắn thì chỉ có cười he he thôi. Ngươi không ngại à, Sở Vô Xương trừng mắt. Ta không quan tâm, ta đã đánh 10 tên rồi mà. Triệu Bân vòng tay, nói rất có lý lẽ, bất kể là bảo bối gì, chỉ cần vào túi hắn thì dù mẹ hắn có đến cũng vậy thôi. Biểu tượng này, là Vương Triều Đại Nhật. Thiên Vũ quỳ xuống, kiểm tra từng tên một, trên người 13 tên áo đen đều có khắc ký hiệu đặc biệt, có hình dáng của một mặt trời, nước này không nhân đạo đâu, ghi chép liên quan cho biết đất nước này rất tàn bạo. Nếu nói có lịch sử đầy máu me cũng không quá. Ta cho rằng nếu gọi là Vương Triều Tiểu Nhật sẽ thuận miệng hơn. Triệu công tử vuốt cằm, lại tỏ vẻ uy phong rồi nói tiếp, người thông thái như ta, một mình có thể đánh được 10 tên. Chẳng phải Vương Triều Tiểu Nhật đã bị diệt vong từ lâu rồi sao? Cô em Vô Xương cũng thú vị, Triệu Bân vừa đổi tên cho nước người ta thì cô ta cũng hùa theo ngay, đúng thật là rất thuận mồm. Có lẽ đấy là phu sướng phụ tùy trong truyền thuyết. Bọn họ vẫn còn có người kế thừa mà. Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, nói, nghe ông nội nói đời sau của bọn họ trốn trên một hòn đảo ở biển phía đông, chuyên làm chuyện cướp bóc, cứ cách mấy năm thì lại quấy rối biên cương của đại hạ. Năm xưa ông nội và nữ soái đã từng dẫn quân Ngự Long và quân Xích Diễm thảo phạt, ngặt nỗi biển phía đông có quá nhiều đảo, vẫn không tìm được bọn họ. Nói như vậy thì ba người chúng ta đã lập công rồi, chắc chắn bên trên sẽ có thưởng, Triệu Bân cười he he và nói. Không có phần thưởng cho ngươi đâu. Đừng đùa, ta đã đánh 10 tên đấy. Cô em Vô Xương và Triệu Bân đấu khẩu thì rất thú vị. Còn Thiên Vũ thì cứ cảm thấy đầu mình như phát sáng, thấy mình như kỳ đà cản mũi. Sau khi hủy xác phi tang thì ba người họ lại tiếp tục lên đường. Bọn họ đã vào khá sâu, và đã cách di chỉ ma giới rất gần. Cứ có cảm giác có người đang theo dõi chúng ta. Triệu Bân đã nói câu đó rất nhiều lần. Không chỉ có hắn, Sở Vô Xương và Thiên Vũ cũng có cảm giác đó, chắc là vì có quá nhiều ma quỷ, thế nào cũng có một hai con mạnh, đang âm thầm theo đuôi họ, trực chờ đánh lén.
không còn xa nữa, Triệu Bân nhìn bản đồ. Còn Thiên Vũ và Sở Vô Xương ở bên cạnh thì lại rút kiếm ra. Sắp vào đến Di Chỉ Ma Giới rồi, nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. À, lúc đang đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng la. Ba người nhìn vào mắt nhau, họ leo lên một ngọn núi, cố hết sức quan sát. Ở nơi mà họ có thể nhìn thấy có ba bốn bóng người mờ ảo đang mặc áo đen, đương nhiên là không nhìn rõ được mặt, chỉ biết bọn họ rất mạnh. Nhiều ma quỷ đến thế, hơn nữa còn có cảnh giới cao, nhưng không ngờ đều bị bọn họ tiêu diệt hết. Khí tức của ma, Triệu Bân lẩm bẩm. Truyền nhân của ma giới hả, Sở Vô Xương hỏi với vẻ thăm dò. Triệu Bân không trả lời, biểu cảm đã trả lời tất cả, chắc chắn không phải người nhà họ ma, nếu như người nhà họ ma phái người vào thì nhất định sẽ nói cho hắn biết trước. Vậy thì chỉ có bốn khả năng, không phải động ma và cung ma thì là ma điện và ma sơn. Hắn không hề bất ngờ với chuyện này. Gì chỉ có dị tượng của Đan Bất Lão, là truyền nhân của ma giới thì sao có thể không phái người đến được, không chừng là thánh tử của mỗi nhà đều đích thân đến, còn về nhà họ ma thì ma tử vẫn còn đang ngủ say, trong thời gian ngắn không thể nào tỉnh lại được, nếu như tỉnh lại thì chắc cũng sẽ đến. Vương Dương, là ngươi sao? Triệu Bân nhẩm trong bụng, sát khí toát ra. Đáng tiếc, khoảng cách quá xa, không thể nào đuổi kịp được, trước khi đến Di Chỉ Ma Giới, tốt nhất không nên lãng phí thời gian, dù cho Vương Dương cũng đã đến thì cũng phải đợi đến lúc tìm được bảo bối đã rồi mới tính sổ sau. Ba người lại leo xuống khỏi đỉnh núi, tiếp tục đi sâu vào trong. Dù nói là đã đến gần nhưng ba người họ vẫn phải đi mất cả một ngày. Đến khi màn đêm buông xuống, ba người họ mới dừng chân. Tiếp tục đi về trước thì chính là Di Chỉ Ma Giới rồi. Khí thế thật mạnh. Triệu Bân cảm thấy bị đè nén, cứ có cảm giác có một con ma đang nấp trong bóng tối. Sở Vô Xương và Thiên Vũ ở bên cạnh cũng vô cùng căng thẳng. Đây là lần đầu tiên bọn họ đến Di Chỉ Ma Giới. Đúng thật là giống như những lời đồn đoán. Di Chỉ Ma Giới rất đáng sợ, khí thế cũng rất khiếp. Nghĩ cũng đúng. Rất nhiều năm trước đây, chỗ này chính là địa bàn của Bất Diệt Ma Quân. Không ai biết sốt cuộc ông ta mạnh đến mức nào, chỉ biết chín ma tướng dưới trướng của ông ta đều là cảnh giới thiên võ. Còn có người từng nói, tu vi của Bất Diệt Ma Quân vượt trên cả cảnh giới thiên võ, chỉ có điều không ai biết là thật hay giả. Ba người họ quan sát xong rồi mới bước tiếp. Sau khi vào đến Di Chỉ Ma Giới, ba người họ liền cảm thấy hơi thở nặng nề, ma sát đầy rẫy, khói ma cũng đen tối hơn, che khuất tầm nhìn, còn đất dưới chân thì lại lỏng đi rất nhiều. Vẫn có cây cỏ nhưng lại nhuốm màu đỏ tươi hệt như màu máu. A a, trong bóng tối, dường như có người đang gào thét, đi đến đâu cũng có thể nghe thấy, nhưng lại không biết phát ra từ đâu, dường như âm thanh đó mang theo ma lực, có thể làm cho người ta thấy lòng dạ rối bời, dù là Triệu Bân thì cũng cảm thấy rất khó chịu. Đến hắn mà còn như vậy thì càng không cần phải nói đến Sở Vô Xương và Thiên Vũ. Giữ vững tinh thần, Triệu Bân lập tức nói. Hai người họ dừng lại 3-4 giây rồi đọc thầm định tâm chú, lúc này mới loại bỏ được tạp niệm. Triệu Bân đi chân trần, dẫn đầu phía trước, vừa đi vừa cảm nhận, di chỉ của ma giới kỳ dị hơn so với tưởng tượng của hắn, dưới mặt đất không hề yên tĩnh, dường như có sinh vật sống đang ngọ nguậy, ngoài ra còn có ma lực cực mạnh, về phần tiên trận đó thì đến giờ hắn vẫn chưa cảm nhận được. Theo hắn thấy thì chắc đó là một tiên trận hoàn chỉnh. Ít ra thì hoàn chỉnh hơn núi Bất Tử và Thành Thiên Thu. Có mùi hương từ phía trước truyền tới. Ba người gạt màn sương mù đi tới thì nhìn thấy một hồ nước trong suốt thấy cả đáy. Mùi hương thơm ngát đó xuất phát từ cái hồ này. Xung quanh hồ nước có rất nhiều cỏ cây hoa lá. Triệu Bân đảo mắt vòng quanh, nhìn hai bên. Di Chỉ Ma Vực tối tăm thế này lại có một hồ nước như vậy. Trông không thích hợp một chút nào, đúng là quỷ dị. Thơm quá. Sở Vô Xương tiến lên. Muốn đến gần hơn chút nữa. Triệu Bân và Thiên Vũ một trái một phải giữ chặt cô ta lại, hồ nước này nhìn kiểu nào cũng thấy có cảm giác quỷ dị, cứ đến gần thế này e là sẽ có nguy hiểm, Di Chỉ Ma Vực đầy cạm bẫy, cẩn thận vẫn hơn. Lục bụp, đang nhìn thì chợt nghe thấy tiếng nước sủi bọt. Cùng với âm thanh đó là hồ nước trong vắt xuất hiện một đóa hoa ngạo nghễ nở rộ, như một đóa sen buổi sớm mai, mỗi một phiến lá đều trong suốt sáng ngời. Lấp lánh những vầng sáng khiến hồ nước trở nên huyền ảo. Hoa ở đâu ra thế này, Triệu Bân híp hai mắt lại. Nhìn sang Thiên Vũ và Sở Vô Xương, vẻ mặt của họ không hề bình thường, hai mắt dại ra, gương mặt xuất hiện vẻ ngờ nghịch,
đều nhấc chân lên đi về phía hồ nước. Không đúng, đó là ảo thuật. Triệu Bân chợt bật thốt, nhanh chóng dẫm mạnh xuống đất. Đột nhiên, khung cảnh xung quanh nhanh chóng thay đổi, đúng là nơi đó có hồ nước thật nhưng nó không hề trong xanh mà đen ngòm, quanh hồ cũng có hoa cỏ cây cối nhưng các gốc đây đều nhuộm một màu mực đen khiến con người ta bất giác nghĩ rằng tất cả đều chứa một loại kịch độc nào đó. Tỉnh lại! Triệu Bân đưa tay vỗ hai người. Bấy giờ Thiên Vũ và Sở Vô Xương mới tỉnh táo lại, thấy cảnh tượng đó thì giật mình, ảo thuật ghê gớm thật, người tâm trí kiên định như họ cũng trúng chiêu. Nếu bước chân xuống hồ nước đó thật thì có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì, nói không chừng nó đang che giấu loại ma quỷ đáng sợ nào đó. Nhắc cái gì là có ngay cái đó. Ba người còn chưa kịp lùi lại thì đã thấy hồ nước cuộn trào, có một thứ gì đó xuất hiện, cao chừng ba thước, có ba đầu sáu tay, mỗi một cánh tay lại cầm một thứ vũ khí, cả cơ thể đen thùi, con người lại đỏ như máu, nhất là cái miệng to kia còn có chất lỏng màu đỏ chảy xuống. Cả hơi thở phả ra từ mũi cũng là màu của máu cùng với mùi tanh tưởi. Đi! Triệu Bân chẳng cần phải nghĩ, xoay người lập tức chạy. Cần gì hắn phải nói, Thiên Vũ và Sở Vô Xương cũng trốn mất dạng, ma quỷ này cấp bậc không thấp, tính theo cảnh giới của võ tu thì hẳn là địa tạng tầng cao nhất, nhìn cái cơ thể khổng lồ đó thôi cũng thấy sợ rồi. Gào! Ác quỷ ba tay gào lên, âm thanh như sấm. Còn chưa kịp dứt lời thì hồ nước đã cuồn cuộn sóng trào. Bao phủ lấy ba người trong nháy mắt, đó không phải là cơn sóng bình thường, chủ yếu là hồ nước có sự biến hóa, chẳng những tanh tưởi mà còn có lực ăn mòn, có thể ăn mòn khí lực, cũng đủ sức hút cạn chân nguyên. Phá! Triệu Bân hừ lạnh, một kiếm chém qua ngọn sóng. Hắn còn chưa kịp nhảy ra thì ác quỷ ba tay đã vọt tới, thanh giáo vung lên, hất hắn văng ra ngoài, không hổ là địa tạng tầng cao nhất, dù là người xuất sắc như Triệu Bân cũng bị đánh đến nỗi xương cốt kêu răng rắc. Sau đó Thiên Vũ và Sở Vô Xương cũng bị đánh đuổi không ngừng. Cho ngươi nổ chết. Triệu Bân không nói nhiều lời vô nghĩa, một sấp bùa nổ được ném đi. Bùa nổ tung khiến mặt đất rung lên mãnh liệt. Khiến ác quỷ ba tay bị nổ máu thịt bay tứ tung, quỷ dị ở chỗ cơ thể bị nổ tan nát đó nhanh chóng hồi phục như cũ trong vài giây, tiếp tục vung vũ khí lên đánh tới, còn hung hãn hơn trước đó. Giam! Thiên Vũ lạnh lùng nói, tay kết ấn quyết. Sau đó, một bùa chú hư ảo từ trên trời rơi xuống. Khỏi phải nói, ác quỷ ba tay đã bị giam giữ, cả ma đao đang vung lên cũng lơ lửng giữa không trung, nhưng tình hình đó kéo dài không quá vài giây, ác quỷ đã thoát ra khỏi phong ấn, thanh chùy nện xuống mặt đất khiến nó vỡ ra, ba người đều bị hất tung lên trời. Mạnh hơn cả địa tạng tầng cao nhất nữa. Triệu Bân dừng lại, họ đang ở di chỉ ma vực nên hẳn là ác quỷ ba tay này được gia tăng lực chiến. Dù là võ tu cảnh giới địa tạng tầng cao nhất đến đây cũng sẽ bị đánh thành cho bụi. Ngũ cực, quang minh chiếu thế. Sở Vô Xương khẽ nói, hào quang từ cơ thể bắn ra bốn phía. Ác quỷ ba tay bị chói mắt, kêu rên, ba đôi mắt đều có máu tươi chảy dọc, thuộc tính ánh sáng của Sở Vô Xương vẫn rất bá đạo, Triệu Bân cũng từng nếm mùi đau khổ. Tất nhiên, nó cũng chẳng có tác dụng gì. Ở di chỉ ma vực, ác quỷ có hay không có mắt thì cũng chẳng khác biệt gì. Gào! Ác quỷ ba tay tức giận, ba cái miệng há to, có ba tia máu chém ra. Giam giữ nó! Triệu Bân nói xong bèn lao lên, mở thiên cang hộ thể chống lại ba tia máu đó, Long Uyên đã nắm trong tay, nhất quyết phải chém đầu ác quỷ xuống, nếu không nó sẽ mãi mãi chẳng chịu yên. Giam! Thiên Vũ và Sở Vô Xương cùng bấm tay niệm chú, thực hiện thuật phong ấn. Ba người phối hợp cực kỳ ăn ý. Ác quỷ ba tay nhanh chóng bị trói chặt. Cùng lúc đó, Triệu Bân cũng đánh tới, một kiếm chém đầu nó. Đáng tiếc, phong ấn của Thiên Vũ và Sở Vô Xương quá yếu, Triệu Vân còn chưa kịp chém cái đầu thứ hai thì ác quỷ ba tay đã lấy lại năng lực chiến đấu, một búa đập Triệu Bân bay ra ngoài. Ép ta chơi lớn à? Trong lúc văng ra xa, Triệu Bân lấy cung bá vương ra, một mũi tên lao đi nhanh như tia chớp. Phụt! Màu máu đã xuất hiện, cái đầu thứ hai của nó đã bị một mũi tên bắn nát. Còn quả đầu thứ ba thì Triệu Bân muốn dùng thuấn thân tuyệt sát, có điều suy nghĩ một lát hắn lại thôi, đây là di chỉ ma vực, cạm bẫy khắp nơi, không nên dùng quân bài tẩy quá sớm. Gào! Ác quỷ ba tay nổi giận, đánh về phía Triệu Bân. Tặng cho ngươi thêm một đòn. Triệu Bân đáp bịch xuống đất, đưa tay tung một đòn Chu Tiên Quyết. Đòn tấn công này tạo ra lực sát thương cực mạnh trong tay hắn, cái đầu thứ ba của nó đã bị xuyên thủng,
ầm ầm nổ thành vụn máu, điều khiến ba người sững sờ là ba cái đầu đều nổ tung, nhưng ác quỷ vẫn không ngã xuống, đã vậy còn hung hăng hơn, sát khi ma cuồn cuộn quay cuồng như biển. Bất diệt ma thân quyết. Triệu Bân nhíu mày, nhìn thấu manh mối. Thảo nào đánh mãi không chết, bởi vì khí lực của ác quỷ ba tay tiềm tàng sức mạnh tái sinh của bất diệt ma thân quyết, chém đầu thôi chẳng thể làm được gì, phải đánh thành cho bụi mới được. Hỗ trợ. Triệu Bân nhanh chóng mở thể kỳ lân, vội vàng lao tới. Một khi hắn đã chơi lớn thì chưa chết sẽ không dừng, sức mạnh cuồn cuộn không dứt, bí thuật hiện lên không ngừng, ánh đao, bóng kiếm, quyền ấn. Bay tứ tung, cơ thể khổng lồ như ác quỷ ba tay cũng bị đánh lùi bình bịch về phía sau, máu và xương bay đầy trời. Giam, cấm, Thiên Vũ và Sở Vô Xương cũng nhanh chóng tham gia, phong cấm không ngừng. Ba người phối hợp vẫn ăn ý như thế. Triệu công tử nói lời giữ lời, nói đánh thành bụi thì thật sự khiến nó thành bụi. Chân nguyên vô hạn ư. Thiên Vũ giật mình hoảng hốt, cứ để hắn đánh thế này có thể sẽ không chịu nổi mất. Cẩn thận ngẫm lại thì thấy bình thường, có đại địa linh chú thì chân nguyên dồi dào là chuyện thường. Với điểm này, cảm xúc Sở Vô Xương hẳn còn rất mới, nếu tên đó không chơi bẩn như thế thì cô ta nào có thua trong tỉ thí tấn công. Ác quỷ ba tay bị giết. Bọn Triệu Bân rời đi trước, bởi vì máu của ác quỷ ba tay khiến khu vực này trở nên bất thường, hay có thể nói là sao động, nhất là dưới nền đất, cứ thấy có thứ gì đó sắp lao ra. Đại địa linh chú bá đạo như thế ư. Thiên Vũ cứ nhìn Triệu Bân mãi không thôi, thực hiện nhiều bí thuật như thế mà khí huyết của tên này không hề yếu đi chút nào, vẫn dồi dào như biển, lực sinh mệnh mênh mông khiến hắn ta cũng bị cuốn theo. Triệu Bân chỉ cười. Chỉ mình đại địa linh chú thì tất nhiên sẽ không được như thế, sở dĩ chân nguyên của hắn dồi dào như thế có 8 phần nhờ đại địa linh mạch, đó mới là suối nguồn vô tận của chân nguyên, còn đại địa linh chú ấy à? Hắn lĩnh ngộ chưa đủ sâu, không thể hấp thu được sức mạnh khổng lồ trong khoảng thời gian ngắn, lại càng miễn bàn đến việc giữ cho sức mạnh mãi mãi không cạn. Đâu đâu cũng là cạm bẫy. Sở Vô Xương cực kỳ cảnh giác, không dám lơi lỏng nửa phần. Hồ nước lúc nãy cũng chính là cạm bẫy, đầu tiên là ảo thuật, sau đó là ác quỷ, không có một chút dấu hiệu nào cả, có trời mới biết được trong di chỉ ma vực này còn bao nhiêu cạm bẫy như thế, bất cần một chút sẽ rơi xuống hố. Ba người đều trở nên cẩn thận. Triệu Bân đi trước, Sở Vô Xương và Thiên Vũ phía sau, tạo thành đội hình tam giác, nếu gặp phải nguy hiểm thì tiến lên có thể tấn công, lùi lại đủ để phòng thủ, nếu đây là một chuyến chu du thì hẳn nó sẽ là nơi huấn luyện ma quỷ sinh tử. Cả người có kinh nghiệm xa trường như Thiên Vũ cũng không dám lơ là. So với chiến trường biên quan thì di chỉ này còn tà ma hơn, chiến trường thường đánh vào buổi sáng, đối đầu bằng đao thật thương thật, nơi này thì khác, đa số nguy hiểm đều tiềm tàng trong bóng đêm, khó lòng phòng bị. Phía trước, có lẽ là một khu rừng. Đi đến một nơi, Triệu Bân lại lấy bản đồ ra. Bản đồ Huyễn Mộng đưa không sai, đi tới mấy trăm trượng sẽ thấy đó là một khu rừng. Dõi mắt nhìn ra xa là một màu tối đen như mực, đầu đầu cũng là nhánh cây đen ngòm, không thấy một chút màu xanh nào. Cái cây kỳ quái. Sở Vô Xương nhìn trái nhìn phải suốt một đường, cây cối hình thù kỳ quái, nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị. Với việc này thì Thiên Vũ đã thành thói quen, cả đất ma này, cả di tích ma vực này đều cực kỳ quỷ dị, đặt chân đến đây thì phải cực kỳ cẩn thận, đi sai một bước thôi chính là quỷ môn quan. Đừng lộn xộn. Triệu Bân phía trước nhắc nhở một tiếng. Hắn thấy từ khi bước vào khu rừng này đến tận bây giờ cả người cứ lạnh lẽo, lại bàn đến mấy cái cây ở đây, tất cả đều chứa ma lực tiềm tàng, có mấy gốc cây còn chảy máu ra ngoài, nhìn thôi cũng thấy rợn người rồi. Đi sâu vào trong còn có thể thấy bộ xương khô. Theo bọn họ thì có lẽ đều là những người đi tìm kho báu, hoặc là người của đất ma năm đó, cũng vì có người chết nên khu rừng này mới đầy tà ma, cứ nghe thấy tiếng quỷ hồn kêu gào. Ngừng. Triệu Bân nói xong bèn dừng lại. Hai mắt hắn híp lại, nhìn chằm chằm phía trước, có thể thấy trên thân cây kia có một người đang lắc lư theo cơn gió lướt qua, ngước mắt lên nhìn mới biết đó là người chết, một cái xác chết không đầu được dây sắt móc vào xương bả vai treo lên cây. Vừa mới chết đây thôi, Sở Vô Xương nhỏ giọng nói. Không khó để nhận ra điều đó, đến tận lúc này xác chết kia vẫn còn chảy máu tươi. Người tộc xác chết. Thiên Vũ bổ sung thêm một câu, hắn ta nhận ra huyết khí của tộc xác chết, âm hàn đến lạ, hay có thể nói không chỉ có truyền thừa của ma vực lén vào đây mà người tộc xác chết cũng đến.
hắn ta đã có thể nhận ra thì tất nhiên Triệu Bân cũng thế. Điều hắn tò mò là ai đã treo người tộc xác chết lên đó. Nghĩ thế, ba người lại đi đến gần. Nguyên nhân cái chết của người tộc xác chết rất dễ thấy, không có vết thương của trận giao đấu nào, bị người ta vặn cổ chết, tuổi tác ấy à? Tất nhiên là không lớn, quá 20 tuổi cũng không vào được, đó chính là hạn chế lớn nhất. Đi! Triệu Bân không dừng lại quá lâu, nhấc chân bước. Sở Vô Xương và Thiên Vũ cũng đi theo, thứ không thể đụng thì tốt nhất là đừng mò vào. À! Thời gian chưa trôi qua bao lâu thì một tiếng hét thảm đã vang lên, không phải là ma quỷ, có lẽ là người đột nhập vào, khỏi phải đến xem cũng biết là bị ác quỷ giết, có lẽ rất mạnh, sở hữu thần trí siêu cao, nếu đã có thần trí siêu cao thì kèm theo đó chính là khả năng chiến đấu thượng thừa. Thế thì lực chiến là không thể nào so sánh nổi. Khu rừng này không có lối thoát ư. Những lời như thế Sở Vô Xương đã nói không biết bao nhiêu lần rồi. Không chỉ mình cô ta, Triệu Bân và Thiên Vũ cũng muốn hỏi, đi mấy canh giờ rồi, cả ác quỷ cũng đã gặp được hơn chục rồi mà vẫn chưa thoát ra được, quan sát trên bản đồ thì lẽ ra không dài đến thế mới đúng. Bất đắc dĩ, ba người đành phải tiếp tục di chuyển. Khi dừng lại thì ba người đều nhíu mày. Cách đó không xa chính là cái cây đó, vẫn là cái xác đó. Sao lại quay về đây rồi, Thiên Vũ ngạc nhiên. Khu rừng này chính là một cái mê cung, Triệu Bân trầm giọng nói. Hai người kia đều có thể nghe hiểu, thay vì nói là mê cung thì mê cung trận có vẻ đúng hơn, luôn có sức mạnh quỷ dị nào đó khiến họ cứ đi qua đi lại quanh đây, đi một hồi lại quay về chỗ cũ, càng đi càng thấy nghi ngờ cuộc đời. Sở Vô Xương ho khan. Thiên Vũ cũng ho khan. Đánh nhau thì họ biết, nhưng trận pháp họ lại chẳng hiểu mô tê gì. Triệu Bân ngửa đầu nhìn trời, có thể thấy mây mù che lối, chỉ có thể nhìn thấy một vòng trăng tròn mờ ảo. Còn ngôi sao thì hoàn toàn không hề nhìn thấy, muốn tìm đường bằng tinh tượng e là hơi khó. Soạt. Triệu Bân vung tay lên, một phi đao vút thẳng lên trời, trên phi đao có dán một lá bùa, đó chính là bùa lôi quang, nổ mạnh giữa không trung khiến mây mù tan đi trả lại bầu trời trong sáng, nhưng chẳng mấy chốc mây mù đã tụ về, vùng trời lại chìm vào u ám. Sao rồi? Sở Vô Xương hỏi một câu. Không thể thấy rõ, Triệu Bân cười gượng. Vung tay lên ném một giải phi đao ra. Ầm, ầm. Bùa lôi quang nổ tung, dường như có âm thanh vọng lại. Ba người họ nghe thấy thì quay đầu sang nhìn theo bản năng, đó không phải là hồi âm, mà là từ sâu bên trong bóng tối cũng có một lá bùa lôi quang nổ tung. Từ đây nhìn lại, có thể thấy bên đó có ánh lửa nở rộ. Nếu họ đoán không lầm thì trong khu rừng này còn có kẻ khác ngoài ba người họ, người đó có lẽ cũng muốn tìm đường bằng tinh tượng nên mới dùng bùa lôi quang để xóa tan sương mù. Có người đến, 6 người. Triệu Bân nhắm mắt, dùng đại địa linh chú cảm nhận một phen. Điều này cũng nằm trong dự đoán của hắn, bọn họ có thể dựa vào tiếng ầm ầm và bùa lôi quang để xác nhận trong này còn có người khác thì tất nhiên đối phương cũng vậy, có lẽ họ cũng nghe thấy động tĩnh và đi về phía này để tìm hiểu đến cùng. Soạt soạt soạt, hắn không chậm trễ làm gì, lại ném ra mấy lá bùa lôi quang. Kèm theo tiếng bùa nổ tung chính là bầu trời hừng sáng. Triệu Bân tập trung ánh mắt, có thể trông thấy những ngôi sao. Đi! Mây mù vẫn chưa tập trung lại thì hắn đã xoay người rời khỏi. Sở Vô Xương và Thiên Vũ vội vàng chạy theo, trông mặt Triệu Bân có vẻ đã tìm thấy đường ra rồi. Bọn họ đi không được bao lâu thì đã có người đến. Triệu Bân cảm nhận không sai, đúng là 6 người, ai cũng mặc áo choàng đen không nhìn rõ mặt, chỉ biết hơi thở không hề tầm thường, người ở giữa còn có dị tượng quanh quẩn. Hơi thở này, là Thiên Vũ. Trong đó có một người quỳ xuống đất ngửi thử rồi đưa ra kết luận, đúng là mũi chó có khác, ngửi cái là biết ai ngay, nên biết rằng Thiên Vũ có dán bùa ẩn nấp trên người, thế mà cũng ngửi ra được thì trình độ là khỏi phải bàn rồi, là võ tu có năng lực cảm nhận siêu cao. Mấy người, người áo choàng đen ở giữa thản nhiên hỏi. Ba người, người áo đen có khả năng cảm nhận vội vàng nói, hai người kia không rõ lai lịch. Dẫn đường, đuổi theo. Rõ. Người áo đen cảm nhận tốt vội vàng nhấc chân di chuyển. Xem ra người đó không chỉ giỏi cảm nhận mà còn có thể truy tìm hành tung. Thế nên mới nói đám người này đúng là một tổ hợp tuyệt vời, có lẽ họ am hiểu rất nhiều thứ, tuổi tác đó mà tìm được một võ tu sở hữu khả năng cảm nhận siêu cao thì đại hạ không có mấy. Đuổi theo. Bên này, Triệu Bân lại nhắc nhở.
Tuy hắn không phải là võ tu cảm nhận tốt nhưng hắn có đại địa linh chú, chân hắn và mặt đất có huyền cơ, trong đó cả người và hơi thở của họ đều truyền về cho hắn, chẳng qua phạm vi lớn nhỏ khác nhau mà thôi, có thể làm được như thế là đủ để hất mặt lên trời rồi, nhìn lại Sở Vô Xương và Thiên Vũ, họ còn chẳng biết gì cơ. Ngại quá! Hai người vô cùng xấu hổ, một người là cháu gái của nữ soái Xích Diễm, kẻ là cháu trai của thống soái Ngự Long, một tên yêu nghiệt thiên tông, lại bị đuổi giết ngay trên đất đại hạ, không xấu hổ mà được à. Chủ yếu là do đội hình của đối phương khá lớn, có thể tránh thì cố gắng tránh. Xuất sắc quá nhỉ. Triệu Bân thổn thức, đúng là mũi chó thính ghê. Bọn họ đi đến đâu đối phương cũng theo đến đấy, một nhận tài cảm nhận tốt đến mức nào mới làm được như thế, hắn cũng phải hoảng hốt. Ta bảo chứ, ngươi làm được không đấy, Sở Vô Xương nói một câu. Nói thật lòng thì Thiên Vũ cũng muốn hỏi. Bởi vì hai người họ lại thấy cái cây treo thi thể kia. Đúng vậy, họ lại quay về chỗ cũ rồi. Triệu Bân không đáp, chỉ dừng lại, nhìn quanh bốn phía. Chạy, sao không chạy nữa đi? Thấp thoáng sau màn sương mù là giọng nói sâu thẳm. Dứt lời, đông tây nam bắc đều có bóng người bước ra, không nhiều không ít, vừa đúng 6 người. Châu bò. Triệu Bân chậc lưỡi than thở, đối phương có thể né tránh cảm nhận của đại địa linh chú. Nếu không họ đã không bị chặn lại ở nơi này, hắn xem thường đối phương quá rồi. Thiên Vũ, lâu rồi không gặp. Người áo choàng đen ở giữa cười yếu ớt. Vương triều đại nguyên, Thiên Vũ híp mắt lại, nguyên thương. Thật vinh hạnh quá, người vẫn còn nhớ bổn vương, người áo đen ở giữa cười nói. Nguyên thương là ai thế, Triệu Bân nhỏ giọng nói. Bát hoàng tử đại nguyên, Sở Vô Xương trả lời, cảnh giới địa tạng tầng thứ 8. Nghe thế, Triệu Bân bất giác nhướng mày, chưa đến 20 tuổi đã là cảnh giới địa tạng tầng thứ 8. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy, vương triều đại nguyên cũng hay thật, đi cử một người như thế tới di chỉ ma vực. Trong 8 hoàng tử đại nguyên, chỉ có mình hắn ta là yếu nhất, Sở Vô Xương lại bỏ thêm một câu. Lời đó có một vạn điểm bùng nổ. Triệu Bân nghe xong lại giật mình. Cảnh giới địa tạng tầng thứ 8 mà lại là yếu nhất, hoàng tộc đại nguyên là cái ổ yêu nghiệt à. Điểm này thì hoàng tộc đại hạ vẫn còn thiếu một chút. Hoàng đế và hoàng phi Vũ Linh chỉ có một trai một gái, một người là đại hạ Long Phi, một người là đại hạ Long Dương, người thì đang bị đóng băng, kẻ lại đang ở biên quan. Bàn về số lượng con cái thì hoàng tộc đại hạ đã thua rồi. Sinh thêm vài đứa đi chứ. Triệu công tử sờ cằm, bắt đầu hoạt động não, nghi ngờ hoàng đế đại hạ bị thận hư, thê tử xinh đẹp như thế, cảnh giới chuẩn thiên hàng thật giá thật, rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì đè nhau ra đi chứ. Tâm sự các thứ này, tâm sự ra vài đứa cho vui nhà vui cửa. Tròn tròn béo béo ấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Long Phi không xảy ra biến cố thì một mình cô ta có thể cân hết cả 8. Cửu vĩ hóa, thật sự rất mạnh. 5 loại thuộc tính, Sở Vô Xương. Nguyên thương khẽ nhếch khóe miệng, tất nhiên người hắn ta nói là Sở Vô Xương. Triệu Bân hết sức kinh ngạc, đã trốn dưới lớp áo choàng rồi mà hắn ta vẫn có thể nhận ra được ư. À phải rồi, quên mất đối phương có một nhân tài cảm nhận rất mạnh. Bát hoàng tử phán đoán như thần. Sở Vô Xương hờ hững nói, đôi mắt xuất hiện vẻ kiêng dè. Bát hoàng tử đại nguyên không chỉ có tu vi cao mà lực chiến cũng rất đáng sợ. Hôm nay sẽ là một vụ thu hoạch lớn. Nguyên thương cười nói, ánh mắt chuyển sang Triệu Bân. Nhìn được một lát thì hắn ta vội vàng lùi bước. Không chỉ hắn ta mà cả 5 người còn lại cũng lùi về sau như chim sợ cành cong. Hơn nữa, tất cả đều dựng chân nguyên hộ thể lên. Cơ ngân. Hai mắt nguyên thương híp lại thành một đường thẳng. Cái này không khó đoán, vóc người nhỏ bé như thế, cứ như một đứa trẻ, ở thiên tông đại hạ, có một tên nhóc như thế, yêu nghiệt vô biên, cũng chính là cơ ngân. Truyền thuyết về cơ ngân đã sớm lan truyền khắp đại nguyên. Không ngờ rằng hắn cũng đến di chỉ ma vực. Sở dĩ hắn ta lùi về phía sau tất nhiên là vì kiêng dè thuấn thân tuyệt sát, cũng là kiêng dè cả Triệu Bân. Ta là tinh hồn, Triệu Bân bùi ngùi nói. Tinh hồn không thể vào đất ma, bọn ta đều biết cả, một người khoác trường bào lạnh lùng nói. Được rồi, ta là Lăng Phi. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, lại lôi ra một cái tên. Đệ tử Thiên Tông chỉ có 3 đứa nhóc, một là hắn, một là tinh hồn, một người nữa chính là Lăng Phi. Mới nhìn đã phán luôn ta là cơ ngân, người châu bỏ thế.
Có chơi bẩn không? Không có người đáp lời. Triệu Bân lại ho khan, nói hắn là Lăng Phi thì có quỷ cũng không tin, với thực lực và tu vi của Lăng Phi thì hoàn toàn không thể đi đến nơi này, có thể vào đến Di Chỉ Ma Vực, ai lại không phải là yêu nghiệt. Ta là Cơ Ngân. Cuối cùng Triệu Bân cũng thừa nhận, đầy tự hào. Nghe tiếng không bằng gặp mặt, Nguyên Thương cười đầy ẩn ý. Keng! Đáp lại hắn ta là một tiếng kiếm. Triệu Bân ra tay, hắn dùng thuấn thân tuyệt sát nhắm thẳng vào Nguyên Thương. Phụt! Màu máu đã xuất hiện, thật chói mắt. Tất nhiên, cảnh Nguyên Thương bị chém bay đầu trong tưởng tượng vẫn chưa xuất hiện. Máu đó cũng không thuộc về Nguyên Thương. Cái gì thế? Triệu Bân lùi về, sống chết nhìn chằm chằm Nguyên Thương. Một kiếm thuấn thân vốn có thể lấy mạng Nguyên Thương, nhưng nay ngay khoảnh khắc đánh trúng mục tiêu thì lại có người đứng chắn thay cho Nguyên Thương, cản một đòn tuyệt sát đó. Lại nhìn người đứng trước Nguyên Thương, máu chảy đầm đìa, trúng phải một kiếm tuyệt sát của hắn, hóa thành một đống máu loáng, sau đó nhanh chóng biến mất vào mặt đất. Hộ thể huyết thai. Triệu Bân nhíu mày, hắn từng nghe nói về thứ bí thuật này, đó chính là trích máu nuôi huyết thai trong người. Khi chúng đòn tấn công chí mạng thì huyết thai sẽ tự động nhảy ra, cũng sẽ tự động xuất thể, thay bản thể ngăn cản. Nếu hắn đoán không lầm, có lẽ 6 người trước mặt đều tu hộ thể huyết thai, nếu không họ đã chạy khi nhận ra hắn rồi, nếu không sẽ bị giết trong nháy mắt, sở dĩ họ không chạy là vì có niềm tin tuyệt đối. Tiếc là đến tận lúc này hắn mới biết. Vô duyên vô cớ đánh mất một lần thuấn thân tuyệt sát. Trong khoảng thời gian ngắn hắn không thể dùng đến quân bài tẩy này nữa. Nhìn lại Sở Vô Xương và Thiên Vũ, họ đều cau mày. Có thể thấy hai người họ cũng không biết về hộ thể huyết thai từ trước. Thiên nhãn thuấn thân quả là danh bất hư truyền. Nguyên Thương cười mỉa, thứ hắn ta kiêng kỵ nhất chính là thuấn thân tuyệt sát. Nay Cơ Ngân đã dùng nó rồi thì chẳng có gì để e ngại nữa. Có thể đánh được 6 người không? Sở Vô Xương nhìn Triệu Bân. Hay là lần này để ta đi hóng gió đi? Triệu Bân ném trả một ánh mắt. Giết, không để lại một tên nào. Nguyên Thương hừ lạnh, đúng là người nóng nảy, mới đó đã hạ lệnh giết rồi. Hắn ta cũng là người đầu tiên di chuyển, tấn công trực tiếp về phía Triệu Bân, so với Sở Vô Xương và Thiên Vũ thì hắn ta muốn tấn công Cơ Ngân hơn, cả người tên này toàn là bảo bối. Chỉ trong một cái nháy mắt thôi hắn ta đã đánh tới trước mặt, một chưởng mạnh mẽ. Triệu Bân là người anh hùng, không lùi mà còn tiến lên. Hám Sơn quyền chống lại hắn ta. Quyền và trưởng va chạm, có tia sét lóe lên. Nhìn lại hai phía, Triệu Bân lùi bình bịch về phía sau, xương cốt nổ tung. Nguyên Thương thì vẫn đứng đó sừng sững không hề hấn gì. Hay có thể nói là đối đầu về sức mạnh, Triệu Bân đã rơi xuống thế hạ phong. Cũng đúng, một đấm của Huyền Dương tầng thứ 8, cùng với cảnh giới Địa Tạng tầng thứ 8, chênh lệch nhau cả một cảnh giới. Huống chi đối phương còn không phải là cảnh giới Địa Tạng bình thường, huyết mạch của hắn ta cực kỳ bá đạo. Cơ Ngân Thiên Tông cũng chỉ có thế mà thôi, Nguyên Thương cười âm hiểm. Nếu là đối chiến đồng cấp, một đấm của ta có thể tiễn ngươi về trong bụng mẹ đấy, ngươi có tin không? Triệu Bân bĩu môi, thật sự không hiểu nổi hắn ta cảm thấy mình hơn người chỗ nào, hơn cả một cảnh giới mà cũng dám lên mặt. Miệng lưỡi sắc bén đấy. Nguyên Thương cười âm u, như một hồn ma lao vụt tới trong nháy mắt. Kèm theo đó là tiếng kiếm chói tai, nhưng đó thực sự không phải kiếm mà là một ngón tay của hắn ta, có cả tia máu quanh quẩn, sức mạnh nghiền nát vì thế nên mới tạo thành tiếng kiếm. Triệu Bân cũng chẳng nhiều lời làm gì, nhanh chóng mở trạng thái ma đạo kỳ lân. Đánh với Nguyên Thương, hắn phải dồn toàn lực. Đánh bại và đánh chết là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đánh bại Nguyên Thương thì dễ rồi đấy, nhưng giết Nguyên Thương thì lại khó. Trong nháy mắt, hắn giơ tay lên nắm lấy ngón tay của Nguyên Thương, các ngón tay thi lực, nhanh chóng bẻ gãy ngón tay của hắn ta. Tiểu tử được lắm. Nguyên Thương không giận, ánh mắt lóe lên tia sáng, có lôi điện chém ra. Triệu Bân chẳng thèm nhìn, một chiêu thần long bãi vĩ hất Nguyên Thương văng xa, hai đạo lôi điện cũng tan thành mây khói, dù có thấy cơ thể cản lại cũng không thể đánh hắn bị thương nổi, thứ hắn có là tư chất. Cực pháp, ma long thôn thiên. Nguyên Thương hét to. Một tay kết ấn quyết. Hắn ta vừa mới dứt lời thì ma long khổng. Hắn ta vừa mới đứt lợi thì ma long khổng lề đen ngòm đã rút gào lạc ra, cơ thể to lớn, khi thế đó dù là cảnh giới Địa Tạng bình thường cùng chưa chắc đã chịu nổi khi chàng quá nặng nề.
Cắt Di Triệu Bân đủ khí phách, một quyền đánh tan. Nguyên Thương kêu rên, bí thuật kết hợp với khí lực, hắn ta đã bị cắn trả đánh cho người khác luôn. Khí huyết của Triệu Bân dâng lên, nhanh chóng tấn công. Hay cho người đấy, Cơ Ngân, đúng là thứ quái thái. Nguyên Thương lạnh lùng lên tiếng, không giấu tài làm gì nữa, mở cấm thuật, mi tâm khắc hoa văn, đó là một thứ thuộc về tàn nguyệt, lóe lên thứ ánh sáng yêu dị, khí thế của hắn ta cũng nhanh chóng tăng vọt, khoảnh khắc đó, sau lưng hắn ta xuất hiện dị tượng, lực huyết mạch mênh mông. Chẳng một lời vô nghĩa, hai người cùng lao vào đánh nhau. Nguyên Thương mở cấm thuật thật sự rất bá đạo, Triệu Bân liên tục đẫm máu. Ầm, rầm. Hai người đang nói chuyện thì hai phe khác cũng đã khai chiến. Thiên Vũ cầm kiếm vàng, một đánh ba, vung tay đánh. Tình thế ấy à, tất nhiên là bị đánh hội đồng rồi. Sở Vô Xương một đánh hai, có vẻ cũng không đánh lại thế công của đối phương. Cũng do Vương Triều Đại Nguyên vung tay mạnh, người họ chọn đều là cao thủ trong cao thủ. Không ổn. Thiên Vũ liếc sang nhìn Triệu Bân, hoàn toàn không thành vấn đề, dù đánh không lại thì cũng không thể chết được. Nhưng hắn ta với Sở Vô Xương thì không được lạc quan như thế. Hắn ta đã rơi xuống thế hạ phong, muốn cắn răng đánh thì hai người họ chết là chuyện không thể nghi ngờ. Vương Triều Đại Nguyên nhiều yêu nghiệt, lần này có vẻ sẽ là nơi chôn thân của thiên tài. Chọn bừa một người ra cũng không ai yếu hơn Tinh Hồn, nhất là Nguyên Thương, mạnh đến mức quá đáng, chủ yếu là họ phối hợp rất ăn ý. Thế thì lực chiến có thể tăng lên một phần. Cố gắng lên, Triệu Bân quát lớn. Bản thân mình ngươi còn chưa lo được, lại còn tinh thần đi quan tâm đến chuyện người khác, Nguyên Thương cười lạnh, vung tay chém ra một kiếm, kiếm quang đầy trời đổ xuống, mỗi một đạo kiếm quang đều sắc bén đến mức có thể phá vỡ cả ngọn núi. Đòn tấn công chỉ có từng đó thì sau này đừng mang ra xài nữa, Triệu Bân cũng đủ mạnh, chống lại bóng kiếm đầy trời lao đến trước mặt Nguyên Thương, còn mấy vết thương do kiếm trên người hắn thì Trường Sinh Quyết có thể hồi phục lại như cũ. Diệt! Nguyên Thương lại vung kiếm. Lôi kéo cả lực tinh thần. Sau đó ngưng tụ thành một đạo kiếm quang đánh xuống từ trên trời. Ông! Triệu Bân hồi phục huyền giáp, một đòn đánh trả. Nguyên Thương cũng đã đoán trước, một chưởng xóa tan kiếm quang. Nào, ta tặng cho ngươi cái áo. Triệu Bân hết sức tự giác, từng bước đến gần, mặc huyền giáp lên người Nguyên Thương. Quái dị là huyền giáp vừa mặc vào người hắn ta đã văng ra ngoài. Triệu Bân nhíu mày. Nhìn lén thử mới biết trên người Nguyên Thương có cấm chú. Cấm chú gì ấy hả? Tất nhiên là cấm chú chống lại huyền giáp. Không chỉ thế, Nguyên Thương còn vung một lá bùa dán lên huyền giáp, nhưng nó lại bị chặn. Bát Hoàng tử Đại Nguyên quả nhiên danh bất hư truyền, Triệu Bân thổn thức. Còn cái gì để chơi nữa không? Nguyên Thương hét to, một kiếm chém lại Triệu Bân. Mà hắn ta thì như một cái bóng, Triệu Bân còn chưa đứng vững thì hắn ta đã đánh đến gần. Mi tâm xuất hiện con mắt thứ ba, một đạo kinh mang đen ngòm chém ra, lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ. Con mắt quỷ dị thật, Triệu Bân thầm nghĩ. Chẳng kịp nghĩ nhiều, hắn há miệng cho tiếng long ngâm gào thét, mạnh mẽ đến mức kinh mang vỡ nát. Đừng vội, còn nữa, con mắt thứ ba của Nguyên Thương lại có một tia máu chém ra. Phụt, huyết quang chói mắt, lại một lần nữa nổ tung. Có điều người bị thương không phải là Triệu Bân mà là Nguyên Thương. Khoảnh khắc đó, Triệu Bân dùng di thiên hoán địa, khoảng cách này, hắn có thể miễn cưỡng thay đổi vị trí, Nguyệt Thương giật mình, bị một đòn tấn công điên cuồng đánh cho không kịp trở tay, cũng ngu người, thiên nhãn của tên này rốt cuộc có bao nhiêu bí thuật, cái sau quỷ dị hơn cái trước. Thử một roi của ta đi. Triệu Bân lấy roi đánh hồn ra, một đòn đánh tới. Đáng tiếc, nó vô dụng với Nguyên Thương, hay có thể nói là trên người hắn ta có bảo bối bảo vệ tinh thần. Sức mạnh của roi đánh hồn đều bị bảo bối đó cất giữ, không có chút thương tổn thực tế nào. Quân bài tẩy cũng nhiều quá chứ. Triệu Bân thầm mắng, hắn muốn dùng bùa nổ cấp cao nhưng trên người Nguyên Thương không chỉ có bùa chống bùa nổ mà còn có cấm chú kỳ lạ. Thứ nó chống lại chính là bùa nổ, dù có nổ cũng không vang, đó là lý do hắn ta là Bát Hoàng tử Vương Triều Đại Nguyên, từng đó thủ đoạn giữ mạng, người bình thường không thể so sánh được. Xong. Trong tay Nguyên Thương xuất hiện một chiếc gương màu bạc. Có hào quang bắn ra. Triệu Bân thấy có chút quen mặt, Ma Tử cũng có một chiếc gương tương tự như thế, nơi hào quang chiếu tới sẽ có sức sát thương, khác biệt chỉ có màu gương. Nào, cùng thương tổn lẫn nhau vậy. Triệu Bân dương cung lên, mũi tên thiên lôi nghịch thiên bắn lên.
đúng là tổn thương lẫn nhau, cơ thể nhỏ bé của hắn bị tiên cảnh màu bạc chém ra những vệt máu, mũi tên thiên lôi của hắn cũng đâm trúng nguyên thương, cảm giác đó chẳng tốt đẹp là mấy. Còn nữa, Triệu Bân lại dương cung, khí huyền hoàng và thái âm chân khí đều xuất kích. Nguyên thương tái mặt, đó là hai loại khí thôi nhưng lại cực kỳ đáng sợ. Chỉ trong chớp mắt, hắn ta đã khởi động bí thuật mạnh mẽ, đó chính là chuông vàng hộ thể, hơn nữa còn là 9 lớp, chuông vàng của tiểu vô niệm chỉ có một lớp thôi, tên này thì trâu bò hơn nhiều. Tận 9 tầng, nhìn thôi cũng thấy dày. Răng rắc, 9 tầng chuông vàng nhanh chóng vỡ tan, không thể cản nổi khí thái âm và khí huyền hoàng. Nhưng cũng nhờ cái gương đó mà sức mạnh từ mũi tên đó trở nên yếu đi rất nhiều, thậm chí đến phút cuối cùng, nó còn chẳng thể phá nổi chân nguyên hộ thể của nguyên thương, chỉ làm lóe lên chút tia lửa ngoài áo giáp. Lại nào? Triệu Bân đã bắt đầu tức tối, lần thứ ba dương cung cài tên. Thấy thế, nguyên thương lại sợ muốn tè ra quần, vội vàng triệu hồi 9 tầng chuông. Lần này không bắn ngươi. Khoảnh khắc mũi tên bắn đi, hắn lại xoay người. Nhắm vào hai tên đang đánh với Sở Vô Xương, chỉ có hai người họ là nhảy nhót vui vẻ nhất, hai đánh một, không biết thương hoa tiếc ngọc một chút nào. Phụt, phụt, tên bắn ra nhanh chóng trúng mục tiêu, hai tên áo choàng đen bị thương nặng, một tên trúng thái âm chân khí, kẻ trúng khí huyền hoàng, ngực đã bị bắn thủng, sát khí xâm nhập khí lực, căn cơ đã không còn. Cơ ngân, tính kế hay lắm. Nguyên thương nổi giận, hắn ta đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng bị bắn rồi. Ai ngờ Triệu Bân lại chuyển hướng, hắn ta ăn hai mũi tên đó cũng không sao cả, nhưng nếu đồng đội chúng phải thì sẽ rất đau. Đồng đội bị thương là chuyện nhỏ, quan trọng là mất mặt, hắn ta đường đường là bát hoàng tử của Đại Nguyên, thân phận cao quý biết nhường nào, chưa từng bị trêu đùa như thế bao giờ. Đáng chết! Hai kẻ bị trúng tên cũng nổi điên. Uy lực của hai mũi tên của cơ ngân không phải mạnh một cách bình thường. Vậy chúng mạnh đến mức nào chứ? Không chỉ phá hủy huyết thai hộ thể của bọn họ mà còn khiến bọn họ bị thương nặng. Đến lúc này, uy lực đáng sợ của mũi tên vẫn còn đang giày xéo trong cơ thể bọn họ. Bọn ta có võ đức đấy. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, ngụ ý trong câu nói của hắn là sao các ngươi chẳng biết xấu hổ thế. Đấy là lời thật lòng, 6-3 thì chẳng phải nên tạo ra chút kích thích sao. Giết cho ta. Nguyên thương hét lớn, chuông vàng 9 tầng lập tức rời khỏi người hắn ta. Từ trên trời giáng xuống, rõ ràng là một thể vừa tấn công vừa phòng thủ. Triệu Bân vẫn chưa kịp trốn thì đã bị chuông vàng 9 tầng đánh úp, bên trong chuông sấm chớp đùng đùng, dây xích bằng phù văn bay khắp nơi, nối tiếp nhau bám lên người Triệu Bân, chúng mang theo sức mạnh giam cầm đáng sợ, muốn cưỡng chế phong ấn hắn. Mở! Triệu Bân hét lớn lên, cố mở thiên cang hộ thể. Ngặt nỗi không thể nào phá được phong ấn của chuông vàng. Khí huyết dâng cao. Hắn gia tăng thêm sức mạnh cho thiên cang bằng thần long vẫy đuôi, uy lực của hai loại bí pháp chồng lên nhau khiến chuông vàng 9 tầng nổ tan tành. Sát khí của Triệu Bân cuộn trào, giống như một con dao long vùng ra từ bên trong, trùng hợp giáp mặt với nguyên thương đang tấn công đến. Thanh kiếm lao đến nhanh như một tia sáng, đặc biệt là trên mũi kiếm còn lấp lánh ánh sáng màu đen, ẩn chứa sức mạnh thần bí, dù là hắn cũng cảm thấy vô cùng đáng sợ. Ọc! Vai Triệu Bân bị kiếm đâm thủng. Máu tươi phun ra. Con mắt thứ ba của nguyên thương lóe lên ánh sáng kỳ lạ, một luồng sáng vàng sắp sửa phóng ra. Triệu Bân cười lạnh lùng, thi triển huyễn thuật thiên nhãn, mê hoặc tâm trí của nguyên thương, đối với hắn thì như vậy đã đủ rồi. Nguyên thương lập tức dừng lại, luồng sáng màu vàng sắp sửa phóng ra từ con mắt thứ ba đó cũng bỗng chốc mất đi uy lực. Cho ngươi la ó nè, Triệu Bân chỉ ra một chỉ. Tiếng la thảm thiết của nguyên thương cũng vang lên ngay sau đó. Con mắt thứ ba đã bị chọc mù. Tiếng la thảm thiết đó đã kinh động đến hai nhóm chiến đấu còn lại, bất kể là Thiên Vũ hay là Sở Vô Xương hoặc năm tên áo đen, tất cả đều liếc mắt nhìn sang. Đập vào mắt bọn họ là dáng vẻ thê thảm của nguyên thương, bụng con mắt thứ ba đang chảy máu, liên tục lùi về sau. Sao có thể? Hoàng tử bị hủy mất con mắt thứ ba rồi. Năm tên áo đen kinh ngạc, phải biết rằng, nguyên thương là cảnh giới địa tạng tầng 8. Hơn nữa còn không phải là cảnh giới địa tạng tầng 8 tầm thường, cao hơn cơ ngân hẳn một cảnh giới lớn, tu vi chênh lệch lớn đến thế mà lại bị đánh đến mức thê thảm như thế. Đánh hay lắm. Thiên Vũ và Sở Vô Xương thì lại vui mừng. Đã nói mà, tên nhóc đó đánh rất giỏi, khi đánh với người cùng thế hệ thì hoàn toàn có thể giữ được thế chủ động. Âm, bùm.
Lúc mấy người họ đứng xem thì Triệu Bân đã tiến đến trước mặt Nguyên Thương. Nếu như để Triệu Bân tiếp cận thì tiêu rồi, không cần nói gì nữa, cả bộ đấu chiến thánh pháp đều được sử dụng, khí thế tấn công dũng mãnh, bá đạo. Hắn đánh đến mức Nguyên Thương đứng không vững, mỗi lần muốn phản công thì đều bị chặn lại, cơ thể của Nguyên Thương vốn cao to vạm vỡ nhưng lại bị Triệu Bân đánh đến méo mó tàn tạ. Hoàng tử! Năm tên áo đen đều muốn qua chi viện. Sở Vô Xương và Thiên Vũ đều dùng cấm thuật, cưỡng chế chặn đối thủ lại. Đấy là cận chiến sao? Nguyên Thương không thể nào tin nổi, đầu óc cứ ù ù lên. Hắn ta đã nghe nói kỹ thuật cận chiến của cơ ngân của Thiên Tông rất đáng sợ, còn đã từng cười nhạo lời đồn kia, bây giờ gặp thật mới biết chiêu này khủng bố đến mức nào, chủ yếu là chiến ý và khí thế của cơ ngân quá bá đạo, về cơ bản thì mỗi một đòn đánh lên người hắn ta đều gây tổn hại đến gân cốt. Đánh cho ngươi khóc luôn. Triệu Bân giống như một con sư tử nhỏ, xông lên không biết đến mấy lần. Ngươi xứng đáng để bổn vương dốc toàn lực. Nguyên Thương hừ lên lạnh lùng và vẫn nương đầu ra đỡ đòn của Triệu Bân. Hắn ta vừa dứt lời thì có một quầng sáng màu đen từ trong cơ thể lan rộng ra xung quanh, Triệu Bân cách đó khá gần đã lập tức bị hất ra xa, cây cối u ám xung quanh bị gãy ngang cả một vùng lớn, đến cả bọn Thiên Vũ cũng bị liên lụy, lảo đảo liên tục lùi về sau. Nhìn sang Nguyên Thương thì thấy hắn ta đã thay đổi hình thái. Cơ thể của hắn ta đã to ra, trên trán xuất hiện thêm một đường vân cổ xưa, còn khí huyết cũng điên cuồng bộc phát, sức mạnh huyết mạch phóng xuất ra bên ngoài, chẳng khác gì một con dã thú với tiếng gầm đầy cao ngạo. Ngươi đã thật sự chọc giận ta rồi. Nguyên Thương sau khi thay đổi hình thái, đến giọng nói cũng thay đổi theo, âm điệu có vẻ lạnh lùng hơn, không phải hoàng đế nhưng lại có uy nghiêm của đế vương. Ánh mắt của hắn ta đầy vẻ khinh miệt. Hù ta mà được à? Triệu Bân hét lên với giọng đầy non nớt nhưng sóng âm thì lại như sấm sét. Sau vài lời đối thoại đơn giản, hai bên đều hành động. Sau đó là tiếng các bí thuật va chạm nổ vang, ánh đao, kiếm ảnh, quyền ấn, trưởng quang. Dập trời, mỗi đòn đánh trực diện đều có tia lửa tóe lên, theo sau đó là quầng sáng đáng sợ như tàn dư sóng, rừng rậm tối tăm cũng bị vạ lây, cây cối ngã rạp. Đến cả sương mù ma khí cũng cuồn cuộn dâng trào. Mạnh thế sao? Năm tên áo đen kinh ngạc, lúc đánh nhau còn không quên liếc qua nhìn. So với bọn họ thì Sở Vô Xương và Thiên Vũ thản nhiên hơn, cơ ngân rất giỏi đánh nhau mà. Chân Nguyên tên này là vô tận sao? E là người nào tới tìm Triệu Bân đánh nhau cũng nói câu này. Nguyên Thương cũng là một trong số đó, hắn ta hùng hùng hổ hổ đòi tiêu diệt Triệu Bân. Nhưng đánh một hồi mới thấy tình thế không ổn lắm. Vốn tưởng rằng có thể hạ gục Triệu Bân rất dễ dàng, nhưng bây giờ không những không hạ được hắn mà hắn càng đánh càng hăng, khí huyết cuồn cuộn như không bao giờ cạn kiệt. Ngược lại, Nguyên Thương có vẻ không trụ nổi. Hắn ta từng đánh với rất nhiều võ tu cảnh giới huyền dương, nhưng kỳ dị như cơ ngân thì mới gặp lần đầu. Bá đao phách thiên trảm. Triệu Bân hét to, dùng sấm sét tạo thành đại đao. Thêm cả khí huyền hoàng và chân khí thái âm để chém từ trên không trung xuống, tạo ra 10 dặm hào quang, âm vang ong ong khiến lòng người run rẩy. Chí ít thì trong mắt Nguyên Thương, đòn tấn công này quá quyết tuyệt, nhất là khí thế và ý chí chiến đấu của hắn bá đạo đến mức khó lòng chống trụ. Trong thời khắc nguy cấp, Nguyên Thương dùng tới bí pháp. Hắn ta dùng tới sức mạnh của huyết mạch, ngưng tụ thành một tấm bia lơ lửng trên đầu. Tấm bia khắc đầy văn tự. Tỏa ra một thứ năng lượng kỳ lạ nhằm đề phòng những đòn tấn công từ trên trời rơi xuống, cũng đề phòng vài kỹ thuật cao siêu. Tiếc rằng tấm bia của hắn ta cũng chẳng đủ cho lắm. Bá đao từ trên trời giáng xuống, chém nứt luôn tấm bia. Sau đó Nguyên Thương phun một búng máu, không chỉ tấm bia nứt ra mà chính hắn ta cũng gần gục rồi, hai tay và hai chân kêu lên răng rắc. Còn về việc bao nhiêu kinh mạch đã đứt, e cũng chỉ mình hắn ta biết thôi. Soạt. Nguyên Thương vội vàng đứng dậy, bay ngược ra sau. Triệu Bân vội vàng đuổi theo, không cho hắn ta cơ hội nghỉ xả hơi. Hoàng tử, người mặc áo đen thứ nhất tấn công Thiên Vũ đang lao tới cứu viện. Khả năng chiến đấu của tên này không tệ, chắc hẳn chuyên tâm tu luyện kiếm đạo, mũi kiếm như cánh nhạn, uy lực dũng mãnh, đâm xuyên từ sau lưng Triệu Bân tới trước ngực. Kiếm của tên này có kiếm uy và kiếm ý, xâm nhập vào thể phách của Triệu Bân. Chỉ trong chốc lát đã chém đứt vài sợi kinh mạch của Triệu Bân, đến giờ chúng vẫn còn chạy loạn trong cơ thể. Muốn chết đến thế thì ta tiễn ngươi lên đường trước. Triệu Bân hầm hừ, dùng Chu Tiên Quyết nhanh như tia sáng.
Người mặc áo đen đầu tiên bị hành hạ, lồng ngực bị xé toạc bằng một đường kiếm sâu hóm, chưa đợi tên này kịp lấy hơi, nhát chém Chu Tiên Quyết thứ hai đã ập tới, đâm xuyên qua mi tâm, đúng chuẩn một đòn chí mạng. Đùa chắc, người tưởng rằng mình là nguyên thương, đánh được mà chịu đòn cũng giỏi à. Đã không có căn cơ hùng hậu cũng dám chạy tới tìm kích thích. Quả thực, tên mặc áo đen thứ nhất chết trong uất ức. Thực tế chứng minh, dù muốn thể hiện lòng trung thành phải biết tự lượng sức, cũng cần xem thời điểm. Tên kia giống như đâm đầu vào tấm sắt, vốn tưởng có thể trụ được vài hiệp, không ngờ mới qua hai đòn đánh đã bị tiêu diệt rồi. Nếu biết trước sẽ vậy, chắc hắn ta sẽ làm con rùa rụt cổ cho an toàn, chí ít thì lúc này vẫn còn mạng. Thế nhưng, hắn ta cũng tranh thủ được thời gian cho Nguyên Thương. Chỉ vài khoảnh khắc thôi, nhưng Nguyên Thương đã trốn đi rồi. Đợi khi định thần lại, hắn ta đầu tóc rũ rượi, hai mắt lộ vẻ khó tin. Sự lợi hại của cơ ngân, hắn ta thực sự được chứng kiến rồi. Đi thôi. Nguyên Thương sợ rồi, quay đầu chạy mất. Hôm nay không hợp để thể hiện, chuồn là thượng sách. Xoạt, xoạt, xoạt. Nguyên Thương trốn mất, bốn tên mặc áo đen còn lại cũng không lưu luyến gì, lập tức chuồn theo. Đại lãng đào xa. Triệu Bân hét lên một tiếng, bàn tay bấm quyết, dùng đến thủy đột. Ấn quyết thành hình, từng đợt sóng lớn cuộn trào, tên mặc áo đen thứ hai vừa mới chạy đi đã bị bọt sóng cuốn trở lại. Ngũ hành độn pháp cũng phải xem người sử dụng thế nào. Triệu Bân căn cơ hùng hậu, thủy độn của hắn không thể đùa được, tên thứ hai bị nhấn chìm trong biển lớn, đến mức chẳng thể đứng vững. Bắt sống. Triệu Bân để lại một câu rồi chạy thẳng về một phía. Ở bên đó có hai tên áo đen trốn mất, chính là hai tên trước đó bao vây Sở Vô Xương, thực lực không tệ, tốc độ thì hơi kém. Nếu so với Nguyên Thương thì hai tên này chạy chậm hơn cả rùa. Soạt. Triệu Bân rời đi thì biển lớn của thủy độn thì cũng rút. Tên mặc áo đen thứ hai bấy giờ mới chui ra, toàn thân nhếch nhác chật vật. Phong ấn. Cấm. Sở Vô Xương và Thiên Vũ đồng loạt tiến tới, sử dụng thuật phong cấm. Người mặc áo đen thứ hai còn chưa kịp đứng vững đã bị phong ấn ngay tại chỗ rồi. Hoàng tử, cứu ta. Tiếng kêu la của hắn ta như tiếng gào đến từ linh hồn. Hoàng tử, cứu ta. Cùng là thét gào, ở cách đó không xa cũng có, đến từ người mặc áo đen thứ ba và thứ tư. Cả hai bị Triệu công tử đuổi kịp, một đấm và một chưởng cộng thêm một nhát đao một nhát kiếm, dễ dàng hạ gục. Gì chứ đánh mấy con tép siêu này, Triệu Bân chuyên nghiệp lắm. Nguyên Thương nghe được tiếng kêu cứu của họ. Tiếc rằng tên đó sợ bị đánh nên chạy một mạch, chẳng buồn quay đầu. Triệu Bân không đuổi vì dù đuổi cũng không kịp. Đến đây, trận chiến mới tạm kết thúc. Thắng lợi hoàn toàn. Thấy Triệu Bân mỗi tay xách một người, Thiên Vũ không khỏi mỉm cười. Nếu tính cả Nguyên Thương thì đối phương có 6 người, bị Triệu Bân tiêu diệt một tên, bắt sống hai tên, hai người họ phong ấn một tên, coi như giải quyết xong 4 tên. Đây là công lao của cơ ngân hết. Còn hai người họ giống như hai người đi ngang qua thôi. Thấy hả giận không? Triệu Bân nói xong tiện tay quăng hai tên kia xuống nền đất. Câu này tất nhiên là nói với Sở Vô Xương, hai tên này trước đó đã đánh cô ta rất thế thậm ai rảnh, Sử Vệ Xương lau vết máu tươi trên khắc miệng, tìm chỗ nào đó mà trị thương. Cô gái này cũng là người nghĩ một đằng rác vang lên nói một nẻo, miệng thì nói không rảnh nhưng chân lại đạp lên hai tên kia, lực đạo khá đủ phân lượng. Tiếng xương cốt răng rắc răng cực kỳ thanh thủy, đừng nói tới Triệu Bân. Ngay cả Thiên Vũ cùng thấy khóe miệng giật giật. Sử Dê Xương trong trí nhớ của hắn ta không hề tinh quái như vậy. Cùng phải. Cũng phải ở cùng với người nào đó lâu dần, ai cùng nhiễm vài thói hư tật xấu thôi. Á! Bên trong rừng cây tối đen như mực không hề yên tĩnh. Là do Triệu Bân đang soát hồn, cảm giác này chẳng ra làm sao, ba tên mặc áo đen liên tục oai oái. Giống như có ai đó cầm theo cây búa đang gõ vào linh hồn của chúng khiến đầu chúng như muốn nứt ra. Học ở đâu được thuật soát hồn thế? Thiên Vũ thấy vậy mà lòng kinh ngạc muôn phần. Thuật soát hồn rất quý giá, xét từ ý nghĩa nào đó thì nó còn hiếm có hơn cả thuật thiên nhãn. Nhìn khắp long triều của đại hạ, số người thông thạo bí thuật này chỉ đếm gọn trong một bàn tay, thật không ngờ là cơ ngân cũng biết. Sao không nói sớm? Sở Vô Xương nhìn thấy cũng phải hít sâu một hơi. Trước đó gặp người của Vương Triều Tiểu Nhật, đáng lẽ nên bắt sống vài tên. Sau đó nghiêm túc soát hồn. Quả thực là không chịu nổi.
Đây sẽ là câu trả lời của Triệu Bân. Từ ba ca kia như thể có ma lực, nghe thôi đã không thể kiềm nổi cơn giận, đến mức hắn ra tay quá nặng, không cẩn thận làm người ta ngã chết luôn. Vì chuyện này mà hắn còn hối hận suốt dọc đường, thầm nghĩ đáng lẽ nên trừ lại một tên để soát hồn, chưa biết chừng còn tìm được bí mật nào đó, ví dụ như nước tiểu Nhật giấu ở đâu. Qua hồi lâu, Triệu Bân mới thu tay. Thế nào rồi? Thiên Vũ vội vàng hỏi. Ngoại trừ đám người Nguyên Thương thì Đại Nguyên còn phái thêm một nhóm nữa, Triệu Bân nói. Do ai dẫn đầu, Sở Vô Xương chen vào. Tam Hoàng tử Nguyên Kinh, Triệu Bân không hề giấu giếm. Nghe thấy câu này, sắc mặt Sở Vô Xương và Thiên Vũ trở nên khó coi. Mạnh lắm à, Triệu Bân lấy ra một vò rượu. Mạnh lắm, Thiên Vũ khẽ gật đầu, dù không nói rõ, nhưng chỉ cần nhìn từ thái độ của hắn ta là biết mạnh lắm ở đây không chỉ là rất mạnh. Chí ít trong số những người mà hắn ta từng giao đấu thì Tam Hoàng tử mạnh hơn Nguyên Thương nhiều. Phái hẳn hai hoàng tử. Triệu Bân sờ sờ cằm, đầu óc bay xa. Theo hắn thấy, quá nửa nguyên do khiến Vương Triều Đại Nguyên tới di chỉ ma vực chuyến này là vì Hùng Thương. Đêm đó ở Vong Xuyên, Hùng Thương thương tích nặng nề bị vua Âm Nguyệt và vua Man ép phải giáng cấp, chắc hẳn muốn dùng đan bất lão để nâng tu vi. Đi thôi. Nửa vò rượu vào bụng. Triệu Bân là người đầu tiên nhấc chân. Trước khi đi hắn còn tiễn ba tên mặc hắc bào vào quỷ môn quan, tiện thể khoáng sạch báu vật. Chuyện này không thể trách chúng được, là do Nguyên Thương muốn tìm kích thích trước, đã vậy còn mặt dày đuổi theo họ suốt dọc đường. Nhắc đến Nguyên Thương, lúc này hắn ta đang chửi thề đây. Vốn dĩ trong danh sách tới di chỉ ma vực lần này không có tên hắn ta, do hắn ta tự nguyện xin đi. Chỉ vì muốn lập công lớn để có thêm điều kiện đáng kể khi cạnh tranh hoàng vị thôi. Nào ai ngờ, vừa tiến vào di chỉ ma vực đã gặp phải kẻ khó xơi, một phen đánh đấm hao binh tổn tướng, 6 người bị tiêu diệt hết 4. Với đội hình này mà đòi đi cướp đan bất lão, cướp được mới là lạ. Không có ai phối hợp thì cướp cái quái gì nữa. Hối hận, hắn ta cực kỳ hối hận. Bao nhiêu người như thế, tại sao cứ phải chọc vào cơ ngân? Hiếm được lần ngươi đến đại hạ. Cứ phải để ngươi nhớ đến già chứ. Nếu nói theo lời của Triệu công tử thì chắc chắn là câu này rồi. Trước nay phép vua thua lệ làng, không hiểu quy tắc thì ăn đòn cũng đáng đời lắm. Đi theo ta. Ở bên này, Triệu Bân đã phá được mê tung trận. Qua khỏi khu rừng này là đến một khe núi heo hút, không một nhành cây ngọn cỏ. Đứng trước khe núi có thể nghe thấy tiếng gió lớn rít gào ù ù như tiếng lệ quỷ than khóc. Chỉ nghe thấy cũng thấy sống lưng lạnh toát. Sở Vô Xương đảo mắt nhìn quanh, vô thức ghé lại gần Triệu Bân, đứng với tên này khá an toàn. Có đóng phí bảo kê không? Triệu Bân buột miệng hỏi. Ta đẹp hay là ngân lượng đẹp? Sở Vô Xương liếc xéo hắn. Ngân lượng. Câu nói của Triệu Bân khiến em gái Vô Xương chết sặc. Thiên Vũ đứng bên cạnh đảo mắt nhìn lên trên, phát hiện đầu của mình càng lúc càng sáng. Hóa ra cảm giác làm bóng đèn là như thế này đây. Suốt dọc đường hắn ta chỉ nghe thấy hai kẻ này chim chim chuột chuột. Nói nhảm thì nói nhảm vậy, chứ việc cần làm vẫn phải làm. Triệu Bân vẫn đi trước, làm người đầu tiên tiến vào khe núi. Nói thật lòng, khe núi này khá lạnh lẽo, dù là người khí huyết chí cương chí dương như hắn cũng không thể nhịn nổi mà phải run lên, Thiên Vũ cũng thế. Sở Vô Xương khoác luôn áo khoác vào. Dọc đường luôn nhìn ngó xung quanh đầy cảnh giác. Đi được nửa chừng, ba người dừng lại. Trong khe núi có hài cốt, nói chính xác hơn là một cỗ thi thể bị người ta chém ngang lưng, hiện trường rất đẫm máu, người kia chết cũng thê thảm, chắc hẳn là mất mạng ngay trong một nhát kiếm, đồng thời ngắc ngoải một thời gian dài mới chết. Khí tức này, La Sinh Môn à, Thiên Vũ trầm ngâm. Không đúng, là Huyết Y Môn chứ, Sở Vô Xương khẽ nói. Là người của La Sinh Môn. Giết người của Huyết Y Môn, Triệu Bân bồi thêm một câu, hắn cũng là người thấy rõ nhất, đây cũng là lý do tại sao trên thi thể của Huyết Y Môn còn sót lại khí tức của La Sinh Môn. Cũng có nghĩa là, La Sinh Môn và Huyết Y Môn đều phái người tới. Đây không phải một tin tốt lành. Khúc khích. Đúng lúc này, một tiếng cười rất vang của nữ tử truyền tới. Triệu Bân vô thức ngước nhìn lên, hai mắt nheo lại đảo khắp nơi. Hắn xác định mình không nghe nhầm. Chắc chắn có người đang cười, đối phương cũng phải là một nữ tử. Tiếng cười như khúc nhạc tiên yêu mỹ khiến hắn bất giác nghĩ rằng đối phương có dung mạo tuyệt sắc, tiếc rằng hắn không tìm thấy nơi phát ra âm thanh. Không chỉ vậy, nghe tiếng cười ấy khiến hắn bỗng cảm thấy hoảng loạn,
chắc hẳn là tiếng cười này có một loại ma lực đáng sợ. Kỳ lạ ở chỗ, chỉ mình hắn nghe thấy. Sở Vô Xương và Thiên Vũ còn đang mải quan sát cỗ thi thể kia. Không nghe thấy tiếng cười à, Triệu Bân hỏi. Có ư, hai người ngước nhìn lên rồi tĩnh tâm lắng nghe. Một lát sau, cả hai cùng lắc đầu. Bọn họ tất nhiên không nghe thấy gì. Triệu Bân càng cảm thấy kỳ quái, hắn nghe thấy rất rõ ràng. Đừng nghi thần nghi quỷ. Sở Vô Xương là người đầu tiên thu tầm mắt lại, sau đó bắt đầu bước tiếp. Triệu Bân cau mày, khi cố nghe lại thì tiếng cười đã không còn nữa. Có khi là huyễn thuật, Thiên Vũ nhỏ giọng nói một câu. Triệu Bân không đáp, huyễn thuật chỉ có thể ảnh hưởng đến Sở Vô Xương và Thiên Vũ chứ không thể ảnh hưởng đến hắn bởi vì hắn có võ hồn. Nhưng hiện tại hắn là người duy nhất có thể nghe thấy, vậy thì đó tất nhiên không phải là huyễn thuật, chắc chắn bên trong còn ẩn chứa huyền cơ. Lại đây, người đi trước. Sở Vô Xương đi chậm nửa bước để cho Triệu Bân đi qua trước. Triệu Bân rất tự giác, chân nhỏ kiêu ngạo bước đi với khí phách cao ngất trời. Để hắn đi trước là một lựa chọn sáng suốt, xét về chiến lực thì hắn là người mạnh nhất, xét về cảm chi lực thì hai người còn lại cũng không thể sánh được với hắn. Hí hí hí. Tiếng cười của nữ nhân lại đột ngột vang lên. Các người có nghe thấy không? Triệu Bân đưa mắt nhìn hai người kia một lần nữa. Đáp lại hắn vẫn là nét mặt mơ hồ của Sở Vô Xương và Thiên Vũ. Lạ nhỉ? Triệu Bân nhíu mày, không hỏi thêm câu nào nữa mà chỉ yên lặng lắng nghe. Tiếng cười của nữ nhân ngọt ngào dễ nghe, nếu như tinh thần yếu thì chắc chắn sẽ bị sa vào trong tiếng cười đó, càng nghe càng mê mẩn. Làm gì có tiếng cười? Thiên Vũ nhìn xung quanh. Sở Vô Xương ở bên cạnh liếc nhìn Triệu Bân. Theo như những gì mà cô ta hiểu về tính cách của cái tên này thì rất có thể là hắn đang lừa bọn họ. Đột nhiên Thiên Vũ nghe thấy tiếng bước chân. Sở Vô Xương cũng dừng lại, thuận tiện còn lôi Triệu Bân lại. Cái tên này hẳn là đang lắng nghe tiếng cười rất say mê cho nên đã hoàn toàn quên mất mọi thứ bên ngoài. Nếu Sở Vô Xương không tóm hắn lại thì không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhìn kìa, Sở Vô Xương giơ tay chỉ. Không cần cô ta nói thì Triệu Bân cũng đã nhìn thấy ở phía trước không xa dường như có thứ gì đó chắn đường, bởi vì sương mù ma cho nên bọn họ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dạng của nó, trông nó thon dài vuông vức giống như một cỗ quan tài. Cẩn thận xem xét thì mới thấy nó đúng thật là một cỗ quan tài. Chuyện này, Triệu Bân quét nhìn cỗ quan tài từ trên xuống dưới, cỗ quan tài này có chút kỳ quái, nó không nằm ngang mà dựng thẳng ở đó. Cũng không biết đã được dựng ở đó bao nhiêu năm, hoa văn trên quan tài cực kỳ cổ xưa, Triệu Bân không thể nhìn ra niên đại của nó. Ai lại đặt cỗ quan tài này ở đây? Đây là điều mà ba người họ muốn biết vào lúc này. Triệu Bân mở thiên nhãn, muốn dùng thấu thị nhìn trộm vào bên trong. Càng nhìn trộm thì hắn càng nhíu mày, trong quan tài có càn khôn, tràn đầy sương mù ma đen kịt, hắn cố gắng nhìn xuyên qua từng lớp, muốn nhìn vào nơi sâu nhất nhưng lại không thể nào nhìn rõ. Hơn nữa càng nhìn lâu thì thiên nhãn của hắn lại càng đau đớn. Có thể nhìn thấy gì bên trong không? Thiên Vũ hỏi. Bị che lấp rồi, Triệu Bân nói xong thì khép hờ thiên nhãn lại. Một khắc sau hắn lại mở thiên nhãn, dốc hết đồng lực thiên nhãn để nhìn cho bằng được. Lần này hắn đã có thể nhìn xuyên qua tất cả sương mù ma đen kịt trong quan tài, nhìn thấy nơi sâu nhất bên trong, nhưng thứ chôn bên trong không phải là người mà là một cây đàn đá cổ xưa. Trong hư không hắn còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng đàn. Một cây đàn cổ. Triệu Bân không nhìn trộm nữa, cũng đóng thiên nhãn lại, máu từ khóe mắt túa ra. Không cần phải nói, hắn đã bị phản phệ. Có thiên nhãn chưa chắc đã là chuyện tốt, khi cố nhìn những thứ không nên nhìn thì luôn luôn có những điều xui xẻo xảy ra, giống như hắn thường xuyên gặp phản phệ đến mức đếm không xuể. Thiên nhãn giúp cho hắn có khả năng thấu thị, nhìn trộm, nhưng cũng không thể nhìn trộm lung tung. Lần này biết bao nhiêu đồng lực mà hắn tích góp được đều đã bị tiêu hao sạch sẽ. Đàn cổ. Sở Vô Xương và Thiên Vũ ngạc nhiên, hiển nhiên là không ngờ tới. Vèo. Triệu Bân biến ra một phân thân. Phân thân nhếch miệng cười, vui vẻ chạy vòng quanh quan tài mấy lần sau đó vươn tay gõ vào quan tài. Nếu như xác định nó được làm từ vật liệu quý hiếm thì hắn sẽ mang nó về từ từ nghiên cứu. Hắn không chạm vào thì không sao. Vừa chạm vào quan tài thì đã ngay lập tức nổ tung thành một đống thịt nát. Phụt! Triệu Bân kêu rên, hộc máu tại chỗ. Triệu Bân không ngờ mình lại hộc máu, phân thân bị tiêu diệt vốn không thể ảnh hưởng đến chân thân nhưng lúc này hắn lại bị phản phệ dữ dội,
hắn trầm tư rất lâu, có lẽ hắn phản phệ là do càn khôn bên trong quan tài, nguồn năng lượng quỷ dị bên trong đó có khả năng truy vết và đánh vào sự kết nối giữa phân thân và chân thân, bất kể là phân thân hay chân thân mạo phạm đến quan tài thì nguồn năng lượng đó đều có thể truy đến ngọn nguồn. Có người, Thiên Vũ nhắc nhở. Triệu Bân cùng Sở Vô Xương vội vàng tìm một chỗ trốn. Đứng một bên quan sát, bọn họ thấy có hơn 10 người đang tiến vào bên trong sơn cốc, tất cả đều mặc hắc bào để che giấu khí tức cùng diện mạo giống như bọn họ, chỉ có thể nhìn thấy những đôi mắt âm trầm lóe lên u quang màu xanh lạnh lẽo. Thi tộc, ba người Triệu Bân đồng loạt nói. Thánh tử thi tộc chắc cũng có trong số đó, Sở Vô Xương trầm ngâm nói. Thiên Vũ không phản bác. Những người có thể tiến vào di chỉ đều là nhân tài của các thế lực, chắc chắn đám người thi tộc đó có thánh tử của mình dẫn đầu. Triệu Bân thì không nói gì, chỉ có hắn biết trong số đó không có thánh tử thi tộc giờ này còn đang bị giam ở thành thiên thu của hắn. Tuy nhiên, thực lực của mười mấy kẻ này cũng không hề tầm thường. So sánh với đám người nguyên thương thì đám người này còn mạnh mẽ hơn, năm tên đi chính giữa có khí huyết cuồn cuộn, âm khí hoành hành, nội tình cực kỳ khủng bố. Không có tên nào kém cạnh thánh tử thi tộc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 35.